Niềm vui trở về nhà. Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư tái khám phá vũ trụ nguyên thủy. Chào mọi người, thấy tôi chưa? Kính chào sư phụ. Chào. Kính chào sư phụ. Chúng con thấy ngài rồi, tôi cũng thấy quý vị rồi. Tốt quá sư phụ. Chúc mừng năm mới quý vị. Chúc mừng năm mới sư phụ. Chà, trông quý vị đủ sắc màu. Chúc mừng Tết Nguyên Đán sư phụ. Chúng con vô cùng may mắn và vinh dự được đón Tết với ngài. Hôm nay sư phụ trông tuyệt đẹp, vô cùng duyên dáng. Cảm ơn quý vị cũng vậy, ai cũng rực rỡ sắc màu. Thương quý vị, chúng con cũng thương sư phụ. Sư phụ thấy chúng con không? Thấy, thấy. Có điều hơi không được rõ, nhưng thấy được. Nhận ra được, thấy mặt mỗi quý vị dễ dàng. Chúng con ước gì có sư phụ ở đây. Chúng con trang hoàng nơi này thật ra cũng giống như cách trang hoàng của sư phụ. Và chúng con có mấy chú rồng. Hôm nay họ vui mừng chào đón sư phụ. Cảm ơn quý vị. Những ngày này chúng ta là rồng, phải không? Dạ, những chú rồng thuần chai vui vẻ, hân hoan chào đón năm ngọ sắp đến. Năm ngọ sắp tới hả? Dạ, sư phụ. Chà, ngựa tới nghĩa là thành công. Áo lạc Việt Nam người ta nói vậy đó. Dạ, hay quá. Được rồi, quý vị ngồi xuống đi. Không cần phải đứng đâu. Cứ thoải mái. Ai muốn ngồi thì ngồi. Ôi, trông quý vị đẹp quá. Ai cũng đẹp. Cô này là ai? Anh chàng kia là ai? Hơi mờ rồi. Đôi khi bị mờ. Gương mặt mới, sư phụ. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng con có vài gương mặt mới và vài gương mặt quen thuộc, sư phụ. Ồ, anh làm gì đó hả? Thưa sư phụ, chúng con chỉ giúp làm băng hình phát lên Internet từ cuộc hội thảo gần đây nhất ở châu Âu. Cuộc họp mặt gần đây nhất. Anh là chàng trai ngoan hả? Làm việc tốt chứ? Dạ, có hết sức, sư phụ. Rất vui được ở đây. Con rất biết ơn và tri ân. Tốt, tốt. Làm việc ở đó là tốt nhất. Công việc đó là tốt nhất, ha. Cảm ơn sư phụ. Con vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Hoan nghênh. Cảm ơn sư phụ. Ngài đẹp quá. Cảm ơn anh. Vì quý vị. Đẹp là vì quý vị đấy. Sư phụ đẹp lắm. Tất nhiên, chắc chắn là tôi đẹp rồi. Dạ, sư phụ. Quý vị đến vì tôi đẹp. Tôi biết hết. Tôi thấy tất cả những đóa hoa vàng, hoa xuân đặc biệt, mọi thứ quý vị làm, cả trái cây trên bàn nữa. Chúng con làm tất cả dành cho sư phụ cho dịp liên hoan lớn này. Chúng con thật vinh dự khi được nói chuyện với sư phụ vào dịp này. Thưa sư phụ, năm rồi chúng con có kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất với ngài ở châu Âu, tại cuộc họp mặt quốc tế. Sau đó sư phụ lại ban cho cuộc hội thảo này, nên chúng con không biết sao mà mình lại xứng đáng được như vậy. Ồ, 6 tháng rồi mà, phải không? Dạ phải. À, lâu rồi. Không, thật ra tôi nghĩ Tết đến thì cũng nên ra hỏi thăm quý vị. Nhưng mình có rất nhiều Tết. Nào là Giáng sinh, rồi đến Tết Tây, rồi sang Tết Ta. Nên tôi chọn giữa Tết Tây và Tết Ta để ra chào mọi người. Tuyệt quá sư phụ. Chúc mừng các năm mới, hai năm mới. Chúng ta vô cùng may mắn có rất nhiều Tết trên địa cầu. Có nhiều lý do để nghỉ ngơi, thiền nhiều thêm và đoàn tụ với người thân. Dạ phải. Thưa sư phụ, chúng con tự hỏi, ngài đã làm gì mấy tháng nay kể từ kỳ họp mặt quốc tế năm ngoái? Tôi làm gì à? Những việc thường làm như công việc từ thiện ẩn danh, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho chó, ăn, ngủ, thiền. Nhưng bên trong bận hơn. Cho nên tôi giao phó nhiều hoạt động cứu trợ thiên tai cho anh chị em quý vị bên ngoài. Vì họ ở gần vùng bị nạn, tôi giao cho họ. Nếu không, tôi không thể làm mọi chuyện một mình. Cho nên, nhờ họ mà nhiều người ở khắp nơi được giúp đỡ. Nhưng mấy chỗ gần thì tôi làm lấy. Khi nó gần bên thì tôi làm lấy. Như mua và phân phát giường. Hoặc ra trải giường, nệm ngủ, chăn mền, tiền và thực phẩm tặng cho các trại trú ẩn thú vật, hội hồng thập tự,
người vô gia cư, nơi cứu tế thực phẩm. Ngoài ra, tôi phải tự chăm sóc bản thân, nhà cửa và mấy người của tôi. Có hai thị giả ở đây. Một người nhỏ bé mà làm được bấy nhiêu thì cũng đáng ngạc nhiên rồi. Có lúc mệt lả cho vui. Tôi bố trí xếp gọn gàng các thứ cho đỡ tốn chỗ, tốn thời gian. Ăn bánh mì kẹp thuần chay, đồ nguội nhiều hơn là đồ nấu. Xem tin thời sự, đôi khi như vậy đó, coi chỗ nào cần giúp đỡ. Đi ngủ trễ, ngủ ít đi, làm việc mau lẹ hơn. Chỉ vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết bên cạnh sẵn sàng, vân vân và vân vân. Đỡ tốn thời giờ, thu xếp đồ đạc trong cái phòng nhỏ. Ý là dùng một, hai phòng thôi, thay vì bày khắp nơi. Sắp xếp cho đời sống đơn giản lại. Lúc này tôi rất hào hứng, rất vui vì có vài điều mới. Thích quá sư phụ. Thật là vui sư phụ. Còn quý vị đã cùng nhau làm gì? À, quý vị mới nói rồi, làm băng hình đúng không? Dạ phải. Có tin gì bí mật không? Có gì mới không? Internet thì đâu bí mật phải không? Ôi chào, làm sao bí mật được? Vâng, phải làm sao bí mật được? Quý vị càng công khai trên mạng thì tôi càng không thể ra ngoài. Hầu như không ra ngoài chút nào. Ôi sư phụ, bị giam lỏng trong nhà hơn bao giờ hết. Thiền thêm cũng tốt cho tôi thôi. Ít ra tôi cũng có hai người đây giúp tôi chăm sóc chó và mua sắm. Chúng con rất vui được biết như vậy, sư phụ. Hai người. Thật mừng khi biết Ngài được giúp đỡ đôi chút. À, nhưng hầu hết họ chỉ chăm sóc cho chó thôi, còn tôi phải chăm sóc cho họ nữa. Quý vị không biết đâu. Dạ vâng. Thấy sư phụ cũng bận quá. Bận lắm. Ước gì tôi có thêm thời gian, thật vậy. Vì có mấy chuyện mới làm tôi rất phấn khởi, đôi khi không đủ thời giờ. Dạo này dường như thời gian trôi qua rất nhanh. À đúng, đúng vậy, quá nhanh. Quá nhanh, quá ngắn ngủi. Chúng con rất vui khi được thấy sư phụ. Được rồi, tôi cũng rất vui khi được thấy quý vị. Hôm nay tôi dành hết thời giờ cho quý vị. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, chúng con biết là Ngài rất bận. Chúng con không biết sư phụ thiền bao nhiêu tiếng một ngày. Ồ, không phải ngày mà đêm. Đừng hỏi tôi làm gì suốt ngày. Tôi không... dường như bận rộn suốt ngày. Ngày nào cũng vậy. Chó càng làm tôi bận rộn hơn. Bởi vì đôi khi tôi cho họ thức ăn vặt thường chay, họ lại không ăn tại chỗ, mà mang vào giường, mang đi chỗ khác ăn. Làm tôi phải lau dọn cả cái nhà lần nữa. Như vậy đó. Rồi tôi trồng vài thứ trong vườn. Phải chăm sóc khi trời nóng. Phải phủ lại, che cho nó mát. Rồi khi trời lạnh cũng phải che lại. Thời tiết nhiều khi cứ thay đổi rất nhanh, hiểu ý được không? Vâng, dạ hiểu sư phụ. Rồi tôi phải giặt quần áo, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa. Sư phụ bận quá. Phải, đúng vậy. Cho nên chỉ có ban đêm là thời gian thiền thôi. Chúng con xin hỏi, ban đêm sư phụ thiền bao nhiêu tiếng? À, đôi khi 10 tiếng, đôi khi nhiều hơn. Đôi khi ít hơn, xin lỗi, rất tiếc. Vậy là nhiều lắm rồi, sư phụ. Đời sống vật chất đòi hỏi nhiều hơn là tôi mong muốn. Tôi ước gì có thể thiền nhiều hơn nữa. Có rất nhiều thứ tôi muốn thấy. Tôi muốn biết nhiều thứ mà linh hồn tối cao, linh hồn vô thượng, liên tục truyền xuống cho tôi. Đôi khi không có thời giờ ghi chép lại. Ban ngày tôi cũng ghi lại. Ban đêm tôi thiền. Đôi khi ghi vào ban đêm. Đôi khi ghi vào ban ngày. Bởi vì những thứ ở cảnh giới cao trên đó và những thứ ở đây, ngôn ngữ, hình ảnh, linh ảnh, diễn giải, tất cả đều khác. Và đôi lúc cần rất nhiều thời giờ. Tôi chỉ ước có nhiều thời giờ hơn. Dạ, chúng con biết sư phụ rất bận. Bây giờ quý vị biết rồi, mọi thứ đều cần thời gian.
Tôi phải so sánh những ghi chép của tôi với những điều thiên đàng. Chuyện là vậy. Cái đó cũng bận, không chỉ bận việc chân tay thôi. Đôi lúc trong khi làm việc, ngay cả như việc sắp xếp nhà cửa, chăm sóc cho chó hoặc làm gì đó, không có tính chất tâm linh lắm, tôi vẫn luôn hết sức tập trung theo khả năng của đó. Thưa sư phụ, nếu bạn làm những chuyện này, Ngài vẫn kiếm được điểm tâm linh không? Dĩ nhiên được chứ. Nếu may mắn làm việc trong môi trường có cổng tâm linh hoặc chuỗi cổng tâm linh, thì tôi có thể kiếm được. Tuy kiếm ít hơn so với khi tôi chỉ tập trung vào đó. Dạ, đôi lúc tôi kiếm được rất nhiều trong khi làm việc. Tôi rất biết ơn về điều đó. Hay quá. À, thưa sư phụ, bạn như vậy, thì có ai nấu ăn cho sư phụ không? Có ai dọn dẹp nhà cửa cho sư phụ không? Tôi đã nói rồi, tôi tự làm hết. Ôi, sư phụ, vậy là sư phụ tự nấu ăn lấy à? Đôi khi còn phải nấu cho họ nữa. Nhưng tôi sống rất đơn giản. Không ai nấu cho tôi, không ai dọn dẹp cho tôi, không ai giặt giũ cho tôi tự làm lấy hết. Bây giờ giống như nội trợ, giống như một bà nội trợ. Giá như có ai chăm sóc cho sư phụ. Nhưng tôi sống rất giản dị, tiết kiệm từng giây. Bởi vì thật ra, quý vị ai cũng bận với mấy việc khác, cho thế giới, hoặc có gia đình, có quan hệ tình cảm, bạn trai, bạn gái, bất cứ gì, vân vân. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Tôi cũng ước gì có thêm nhân lực để cử đi giúp thế giới. Có người nào tôi đã cử đi người đó rồi. Thường trú nào cũng bận, chạy khắp nơi trên thế giới làm nhiều việc rồi. Dạ vâng, sao có thể đòi hỏi quý vị nhiều hơn nữa? Nhưng chúng con mong ước sư phụ có thêm trợ giúp khi Ngài cần đến. Cảm ơn cưng, chúng con luôn sẵn sàng sư phụ. Cảm ơn, nhưng tôi sống rất đơn giản. Thưa sư phụ, chúng con vô cùng biết ơn Ngài đã dành thời giờ cho cuộc hội thảo này với chúng con. Chúng con biết Ngài rất bận, điều này hết sức quý giá đối với chúng con, thưa sư phụ. Chúng con rất mong chờ buổi hội thảo này hôm nay. Những nhân viên khác cũng có một số câu hỏi. Con xin chuyển sang cho họ, sư phụ. Được, được. Hỏi đi. Kính chào sư phụ. Chào. Nhân dịp Tết Tây và Tết Ta sắp đến, có gì mới sư phụ muốn chia sẻ với chúng con không? À, rất nhiều chuyện mới. Ý cô nói về tâm linh đó hả? Được, giá sư phụ. Rất nhiều tin mới, tình mới. Tôi rất hào hứng, nói quý vị hay, phấn khởi lắm. Hôm nay tôi ăn có một bữa, hầu như ngày nào cũng vậy. Trừ khi thỉnh thoảng ăn vặt tuần chay, nếu quá kiệt sức mà không ăn điểm tâm gì mấy, thì tôi nhâm nhi chút gì sau đó. Nhưng hầu hết chỉ một bữa. Hôm qua tới nay tôi ăn có một lần và không uống gì cả. Quá vui bởi vì vô cùng vui thích vì những chuyện mới và quá nhiều lực lượng. Quý vị thấy tôi đang rung rinh đây. Cũng có thể vì tôi thấy quý vị. Ôi, chúng con cũng vậy. Chúng con cũng vô cùng phấn khởi được thấy sư phụ. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Dạ vâng. Rồi, câu hỏi quý vị là gì? Dạ, sư phụ có thăm cảnh giới nào mới không? Dĩ nhiên có. Bây giờ tôi đang ở cảnh giới khác. Bây giờ tôi đang ở vũ trụ nguyên thủy. Gọi là OU nhé. Tôi đã rời cuộc hành trình ở cảnh giới vũ trụ tối cao rồi. Tình mới đó. Rất mới, rất hứng thú. Chà, còn hứng thú hơn trước đây. Xin sư phụ cho chúng con biết thêm về vũ trụ nguyên thủy. Nơi đó như thế nào? Tôi xem trong nhật ký. Rồi nói quý vị biết. Cảm ơn sư phụ. Không có thứ tự trước sao? Tôi cứ ghi ra chỗ này chỗ kia. Nếu còn nhớ. Quý vị chịu vậy không? Dạ chịu. Hay là như thế này, để tôi trả lời hết câu hỏi của quý vị. Rồi phần còn lại tôi sẽ đọc cho quý vị nghe được không? Dạ sư phụ.
Tôi biết nhiều người muốn hỏi. Vậy chúng ta hoàn tất phần vấn đáp trước nhé, dạ sư phụ. Để dành đó cho quý vị càng hào hứng nữa. À, giống như tôi, dạ sư phụ. Chúng con cũng cảm thấy rất hào hứng. Sư phụ đến được vũ trụ nguyên thủy bằng cách nào ạ? Tôi đến đó bằng cách nào hả? Dạ. Ồ, bí mật. Dĩ nhiên là tôi đi từ nơi này đến nơi kế tiếp, giống như ở đây, nếu muốn du hành từ Hoa Kỳ đến Canada. Nhưng không phải như vậy, dĩ nhiên là có cái giá phải trả. Có đau khổ, có áp lực trước, rồi mới được phần thưởng. Du hành đến đó thì nó như thế này. Tôi sẽ nói đơn giản cho quý vị dễ hiểu. Trước hết, tôi băng qua toàn bộ cảnh giới vũ trụ tối cao, như quý vị đã biết. Rồi, tôi đụng phải phần giới của vũ trụ. Tôi nhận được thông điệp, nói rằng đó là phần giới của vũ trụ. Tôi nói phần giới của vũ trụ nghĩa là gì? Vì tôi nghĩ có lẽ có sự nhầm lẫn. Sao vũ trụ lại có đường phân giới như đường may của quần áo mình đó? Dạ sư phụ, đầu óc tôi không hiểu kịp. Nói thật với quý vị, những gì linh hồn biết không nhất thiết đầu óc cũng hiểu được. Dạ sư phụ, không phải lúc nào cũng vậy, cần thời gian rất lâu, lâu lắm. Rồi ta nói, đường phân giới của vũ trụ nghĩa là gì? Bởi vì đầu óc tưởng rằng cảnh giới vũ trụ tối cao là vĩnh hằng. Giống như có một tộc đỉnh vĩnh hằng và tôi đã đến ở nhà kho rồi, ở vườn sao của vũ trụ rồi. Làm sao có thể có phần giới nào của vũ trụ nữa? Vũ trụ không thể có phần giới, nghĩa là không thể bị giới hạn. Không thể nào. Rồi tôi nói, đó là loại phần giới gì vậy? Rồi đầu óc được cho biết. Đợi xem. Rồi dĩ nhiên tôi cứ tiếp tục thiền. Và linh hồn vô thượng tiếp tục du hành. Phần giới của vũ trụ không quá mỏng như đường may quần áo. Vì vậy cũng cần thời gian. Vì thế linh hồn cao đẳng ở trong phần giới của vũ trụ một thời gian, cho tới khi nhục thể biết rằng à, mình đang ở trong một loại cổng. Cổng này không phải như cái cổng rắn chắc như cổng trong vườn nhà của tôi đâu. Không phải như vậy. Thật khó cho tôi, cho đầu óc này giải thích để quý vị hiểu được. Đó là một cái cổng, nhưng không phải là cổng. Nhưng mình không thể đi qua. Ôi, đẹp lắm. Cổng đó đẹp vô cùng. Ở đó mãi cũng được, không muốn đi đâu hết. Ở chỗ cổng thôi mà vậy đó. Cái cổng có tên gọi là Yakashia. Và từ đó đi đến các kori khác. Thưa sư phụ, Yaka có nghĩa là gì? Xin Ngài phát âm một lần nữa được không? Yakashia, được. Được, được, Yakashia. Yakashia, dạ. Y-A-I-K-A-R. Dạ. S-Y-R. Dịch miễn cưỡng là cẩm. I mean reluctantly translated as a gate. Okay? Đó là cổng vũ trụ nguyên thủy. Chỉ những linh hồn thuần khiết nhất mới vào được nếu như có. Okay? Và Kori có nghĩa là miễn cưỡng, dịch là cảnh giới. Cảnh giới thiên đàng, tầng thiên đàng. Hiểu không? Dạ hiểu. Vậy đó, nếu chúng ta có thể gọi vậy bằng ngôn ngữ của mình, bằng tiếng Anh. Dạ sư phụ. Vũ trụ nguyên thủy chính xác là gì? Có phải đó là vũ trụ đầu tiên nhất trước vụ nổ tạo ra vũ trụ hay là nguồn gốc của mọi sáng tạo, thưa sư phụ? Cả hai, đúng. Trước vụ nổ lớn, và đó là cội nguồn của mọi sáng tạo hiện hành, như chúng ta thấy và cảm thấy. Vũ trụ hữu hình và vũ trụ vô hình bên trên chúng ta. Hay quá, hay lắm, đúng vậy. Ý tôi là vậy đó, đó là lý do tôi vô cùng hào hứng. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ ngày nào tôi cũng rất hào hứng, vô cùng phấn khởi. Lúc nào tôi cũng mong tới chỗ thiền để nhận được thêm. Thích quá, wow, sư phụ. Yes, đó là một cảnh giới phi thường, không thể tưởng tượng. Chúng con cũng rất vui mừng được nghe về điều này, thưa sư phụ. Lực lượng không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng.
Tôi cần lực lượng đó, tôi cần nó vô cùng. Ôi sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Tôi cảm ơn quý vị. Cảm ơn những ai đã giúp tôi. Rất nhiều chúng sinh của Hội đồng Thiên Đàng đang giúp tôi. À, anh khỏe không? Dạ khỏe lắm, con vô cùng. Vui sướng được thấy sư phụ. Anh diện quá ha. Tôi thì lại xòe xòa. Không, không, sư phụ rất đẹp. Ngài vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn. Tôi không ở trung tâm nào, nên không có may quần áo hay mua gì. Chúng con thích lắm, sư phụ. Chúng con rất thích y phục của Ngài. Được rồi. Thưa sư phụ, vũ trụ nguyên thủy có những cảnh giới và đẳng cấp tâm thức khác nhau như vũ trụ của chúng ta không? Không, không, không có. Không đẳng cấp, không ranh giới, không khác biệt. Nhưng họ có như là một hội đồng khác. Mỗi Kuri, phân bộ thiên đàng có một hội đồng. Không phải vì họ có biên giới. Nhưng lát nữa tôi sẽ nói quý vị nghe tại sao chúng ta có Kuri khác nhau. Kuri là K-O-R-I. K như trong chữ King. O như trong chữ Oscar. R như trong chữ Robert. Y như trong chữ U. Kuri. Kuri đó là ngôn ngữ của họ, là cái tên ở đó, khó dịch lắm, nhưng chúng ta có thể gọi là phân bộ thiên đàng, hay cảnh giới thiên đàng. Dạ vâng, không phải vì họ có phân biệt chủng tộc như mình ở đây vì đẳng cấp khác nhau hoặc có biên giới, không phải như vậy. Tôi sẽ nói quý vị biết sao, đó chỉ là ok. Họ đều bình đẳng, nhưng họ có các hội đồng. Các hội đồng ở đó chỉ để chăm sóc, bảo đảm mọi chuyện đều ổn thỏa. Các hội đồng, họ có các hội đồng. Mỗi Kuri có một hội đồng, như là có các thống đốc trong quốc gia của vị ở Mỹ. Nhưng họ đều bình đẳng. Chỉ là chức vị, chỉ tên gọi thôi. Chứ tất cả họ đều bình đẳng. Họ không có nhiều hay ít quyền lực hơn hay bất cứ gì như vậy. Rồi hội đồng có các hội đồng phụ để chăm sóc những hiện hành khác. Khác. À trời ơi, ở đây khó giải thích quá. Bởi vì họ không có công việc như mình có ở đây, nên tôi không biết nói sao. Dạ hiểu sư phụ. Thấy như họ đang làm việc, nhưng không phải đâu. Hội đồng thì có 13 vị. 13 chúng sinh vĩ đại, rực rỡ, sáng ngời. Một vị là giáo chủ chính. Còn những vị khác là tạm thời gọi vậy thôi. Cho quý vị hiểu, một vị là giáo chủ chính. Vị thứ 13 là giáo chủ chính, còn 12 vị kia là giáo chủ hội đồng. Giáo chủ hội đồng, dạ, chỉ là cách gọi tôn trọng. Nhưng không phải là họ có nhiều lực lượng hơn, tốt hơn. Bất cứ chúng sinh nào khác ở đó, tất cả đều bình đẳng. Về mặt địa vị, quyền lực, tôn trọng, về bất cứ gì, họ không có những thứ như mình có ở đây. Xin lỗi, tôi không thể giải thích cho quý vị. Được rồi, được rồi. Nhưng hy vọng quý vị hiểu, vì tôi giải thích hết mất rồi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Thưa sư phụ, mục đích của vũ trụ nguyên thủy là gì và Ngài làm gì ở đó? Mục đích là chỉ ở đó, hiện hữu thôi. Bằng không, toàn thể vũ trụ, hữu hình và vô hình đều trống trơn. Quý vị thích không? Quý vị thích đi lên nhìn thấy trống trơn, lạnh lẽo, bầu trời xanh vô tận. Không có gì ở đó hả? Vậy sẽ chán lắm, sư phụ. Không có gì kỳ diệu để nhìn ngắm. Cho nên họ chỉ hiện hữu ở đó, hiện hữu thôi, chỉ vui hưởng hiện hữu. Dạ vâng, không thể kể được bởi vì lúc nào cũng thiên biến vạn hóa, bất biến nhưng lại vạn biến. Không như chúng ta ở đây, họ không làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để kiếm sống. Đời sống nào đó không có gì tương đương trong ngôn ngữ của chúng ta để tôi có thể giải thích cho quý vị. Quý vị thấy đó, tôi rất hào hứng nhưng không thể nói gì nhiều. Tôi hết sức vui mừng. Ngày nào cũng vui, vui cả ngày. Thậm chí không nói được là vì sao. Tôi làm gì đó hả? Dạ, chúng con muốn biết. À, chỉ ở đó thôi. Đó là nơi lẽ ra tôi phải ở. Giống như tại sao tôi ở đây.
Dạ vâng, tôi đang làm việc của tôi. Tôi đang làm việc của tôi ở đây. Có thể cũng làm gì ở đó, nhưng không thể cho quý vị biết tôi làm gì. Vì ở đó tôi không giải thích được bằng tiếng Anh, xin lỗi nhé. Dạ, chúng con hiểu, sư phụ. Đó không như một công việc. Nhưng nó, quý vị có thể gọi đó là việc làm, nhưng đó không phải là việc làm đối với tôi, không phải. À, ăn uống. Ví dụ như ăn uống. Nói mấy cái thật dễ hiểu nha. Như ăn uống, quý vị đang ăn, thấy như quý vị đang làm việc hả? Phải cắt thức ăn, hoặc cho thức ăn vào miệng, và phải tiêu hóa đủ thứ, nhưng đó không gọi là công việc. Là điều vui thích đối với quý vị, hiểu ý tôi không? Mặc dù lo việc ăn uống, phải nấu nướng rồi phải ăn. Nhưng quý vị vui hưởng. Nhưng ví dụ này tệ quá, quá tệ. Thật không biết nói làm sao. Quý vị không cần phải biết. Biết mọi chuyện trong vũ trụ này cũng đủ rồi. Mà còn chưa biết hết nữa kia. Dạ đúng, sư phụ. Hy vọng quý vị hài lòng với cách giải thích đó. Dạ, chúng con vô cùng vui thích, sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Đã cho chúng con biết về vũ trụ nguyên thủy. Nếu không thì xin thứ lỗi. Ôi, ước gì tôi bình tĩnh lại chút. Tôi hào hứng quá. Còn gì nữa không? Dạ. Có phải vũ trụ nguyên thủy cũng là một loại nhà kho chứa dụng cụ cho Ngài dùng? Giống như cảnh giới vũ trụ tối cao không? Không, 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 không. Không có gì như vậy cả. Không phải nhà kho, không có công việc. Đó chỉ là những sự kỳ diệu. Tiếng Anh, quý vị có thể gọi đó là phẩm chất. Nhưng chào ơi, những gì ta nói với quý vị bằng tiếng Anh cũng chỉ là tương đối thôi. Quý vị phải biết đó chỉ là tương đối thôi. Đó không phải là diễn tả 100% về những gì tôi có thể nói hoặc những gì thật sự đúng như trên đó. Họ là những phẩm chất kỳ diệu, lực lượng phi thường. Dĩ nhiên, lực lượng đó giúp củng cố công việc của tôi ở đây, mà tôi có thể cần và cần rất nhiều. Và tôi có thể dùng một phần nào đó ở đây, bất cứ gì dùng được. Không phải tất cả, nhưng có thể dùng một số, và tôi cần ngay lúc này. Ôi, cần nhiều lắm. Ôi, thật sự là mừng sư phụ tìm được lực lượng đó. À, thưa sư phụ, hành trình của Ngài đến vũ trụ nguyên thủy giúp Ngài hoặc địa cầu chúng ta ra sao? À, điều đó giúp bổ sung lực lượng của tôi đây. Giúp sứ mệnh của tôi nơi đây về mặt thể xác và tâm linh. Các giáo chủ hội đồng rất muốn giúp tôi về lại đó. Vì họ thấy tôi bị ngược đãi đến thế nào ở đây trên địa cầu. Dạ, sư phụ. Dĩ nhiên mạnh hơn thì tôi mới có thể thăng hoa tâm thức cư dân địa cầu nhanh hơn, lên cao hơn một phần nào. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Không có gì cần. Thưa sư phụ, địa vị của Ngài trên vũ trụ nguyên thủy là gì? Chúng tôi không có địa vị trên dưới, cao thấp như ở đây. Nhưng ở đó tôi được mọi chúng sinh. Nơi đó gọi là Tim Cô Tu. Tim, ba chữ, T-I-M, ngôn ngữ này rất dễ. Tim như chữ tim. Rồi cô là chữ Q và chữ O. Không phải U, không có U ở giữa. Tu là T-U, Tim Cô Tu. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tim Cô Tu. Phải, nhưng thưa sư phụ, tên đó có nghĩa là gì trong tiếng Anh không ạ? À? Nghĩa là giáo chủ kính yêu của tất cả các thế giới. Tất cả các thế giới. Thật ra để nghĩ coi, nếu dịch từng chữ một thì thế này. Tìm nghĩa là tất cả các thế giới. Tất cả thế giới hiện hữu. Rồi cô nghĩa là giáo chủ. Tu nghĩa là yêu thương. Nói theo cách ngược lại. Như ở đây chúng ta nói ngược lại. Như là giáo chủ mà tất cả thế giới yêu thương. Dạ. Nhưng trong ngôn ngữ kia, ngôn ngữ của họ hơi khác một chút như tất cả thế giới giáo chủ thương. Wow.
Nghĩa là giáo chủ mà tất cả thế giới thương. Họ nói một cách cô đọng, chính xác hơn. Họ không dùng những từ ngữ hay câu nói dài dòng như chúng ta ở đây. Chẳng hạn một số từ ngữ họ chỉ nói, ví dụ như chữ quo, quý vị thấy chữ quo, quo, vậy thôi. Dạ, sư phụ, tôi được cho biết như vậy đó. Tôi nói, còn chữ U thì sao? Ở đây chúng tôi viết chữ U ở giữa. Họ nói, không không, cô như vậy đủ rồi. We are là cô. Tại sao? Không có U. Nếu dịch sang tiếng Anh thì như vậy đó. Cô, y như vậy. Họ không lẫn lộn nhiều thứ quá. Dạ, sư phụ. Không như ngôn ngữ chúng ta ở đây. Nhiều chữ mình không dùng, không phát âm mà vẫn viết ra. Dạ, sư phụ. Nuốt chữ nữa. Chẳng hạn như trong tiếng Pháp, chúng ta không nói hotel mà nói hotel. Ví dụ vậy, trong thế giới của họ, họ rất là đơn giản. Hay quá, sư phụ. Trời ơi, cảm ơn sư phụ vô vàng, cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Cảm ơn điều gì? Mấy chữ ta nói đó hả? Vì việc sư phụ chia sẻ những khám phá mới này với chúng con. Ngôn ngữ. Rồi, nói ta nghe. Còn gì nữa không? Kính chào sư phụ. Chào, ai đó? À, anh đó hả? Dạ, sư phụ. Anh trở lại hả? Dạ, con đã trở lại. Tốt. Ngài ban cho con tình thương, con cố gắng trân quý điều đó. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tốt, tốt, cậu cao ngoan. Muốn hỏi gì vậy? Thưa sư phụ, câu hỏi của con là có chúng sinh nào khác cư ngụ ở vũ trụ nguyên thủy không? Có, nhiều lắm. Vô số. Dạ, họ trông như thế nào? Họ giống như quý vị. Giống như con người. Thật vậy ạ? Hay quá. Chỉ hơi, họ giống như chúng ta. Nhưng không như chúng ta. Để tôi xem. Trời ơi, ở đây không có mắt kính để coi nữa. Tôi viết chỗ nào nhỉ? Trời ơi, nhiều thứ quá. Thứ lỗi cho tôi, kiên nhẫn nhé. Dạ, không sao, sư phụ, chúng con không sao, sư phụ. Ôi, đâu rồi? Tôi nghĩ có một điều ở đây như là tất cả chúng sinh ở mọi cảnh giới, mọi Kori đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng, nhưng họ có những phẩm chất Thượng Đế riêng để góp phần vào sự hoàn hảo, vẹn toàn của vũ trụ nguyên thủy. Tôi vô cùng may mắn, vô cùng vui mừng, vô cùng hoan hỷ khi khám phá lại, và điểm công đức tâm linh của tôi đang tăng lên. Điều này quý vị không cần biết, tôi chỉ đọc thôi. Vũ trụ nguyên thủy giống như vũ trụ được sáng tạo này, giống như ở đây, nhưng dĩ nhiên nhiều lực lượng hơn, đẹp hơn. Chúng sinh ở đó thuần khiết thanh bạch, hoàn toàn thanh bạch, tình thương tràn ngập, tình thương không thể tưởng tượng nổi, chân thật, an bình, phúc lạc, huy hoàng, rực rỡ, sáng ngời. Họ vô cùng tuyệt diệu. Ôi chao, hay quá sư phụ. Họ như những mặt trời, họ như ánh sáng mặt trời, họ vô cùng rực rỡ. Tôi không có đủ ngôn từ để diễn tả. Không có giới hạn, không biên giới, không phức tạp, không giống ở đây chút nào. Chào ơi, hành trình dài đằng đẵng mới được trở về đây. Cảm ơn tất cả các giáo chủ đã giúp đỡ. Cảm ơn sư phụ. Còn gì nữa không? Chắc đây rồi. Tất cả cảnh giới và chúng sinh đều có mọi phẩm chất của Thượng Đế, của Thượng Đế tối cao. Nhưng mỗi Kori, nghĩa là mỗi cảnh giới, nổi bật. Nhưng mỗi... Xin lỗi, tôi không có mắt kính, khó đọc chữ viết của mình, viết ngoạch ngoạc quá. Nhưng mỗi Kori nổi bật với một phẩm chất riêng để góp phần vào sự hoàn hảo rạng ngời, tuyệt mỹ sắc màu của vũ trụ này. Biết nói gì với ngôn từ hạn hẹp của thế giới này đây? Trong khi linh hồn vô thượng đang trên, thì một biển siêu linh hồn reo vang.
Tim Cô Tu, Tim Cô Tu. Chào mừng. Sau khi vào Yakashikam, nghĩa là cổng, toàn thể vũ trụ ở đó reo vang. Tim Cô Tu, Tim Cô Tu. Tuyệt quá. Linh hồn không thuần khiết, không thể vào Yakashikam. Họ vô cùng rực rỡ. Những ghi chú này không có thứ tự trước sau nhé. Tôi ghi ra lúc chỗ này, lúc chỗ kia, quý vị hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Dạ, sư phụ. Họ vô cùng rạng rỡ. Như những chúng sinh tuyệt mỹ, thanh thoát, kỳ diệu, phi thường nhất, giống con người, nhưng đẹp hơn gấp hàng ngàn lần. Như mặt trời vậy. Họ cao khoảng 3m80. Nếu có thể thấy được hình dạng của họ, vì ai nấy sáng rực như 10.000 mặt trời tụ lại. Còn gì nữa không? Tôi nghĩ rất khó để nói bất cứ gì vì những điều tôi kể quý vị nghe không là gì cả. Dù có dùng biết bao, tính từ kỳ diệu cũng không tả được, không thể diễn tả được. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Chúng con quá diễm phúc khi có Ngài là giáo chủ kính yêu của tất cả các thế giới và đang ở đây, trên địa cầu này, với chúng con, và chúng con là đệ tử của Ngài. Tuyệt diệu vô cùng. Không cảm thấy gì khác. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Ngài rất nhiều. Tôi vô cùng vui mừng. Vô cùng hớn hở, vô cùng hào hứng. Nhục thể của tôi vui quá đổi. Đây chỉ là mấy gì chú ngắn. Vì mấy cái này không... Điều quan trọng hơn đối với tôi là viết ra vùng nào tôi đã đi qua, hiểu không? Mất rất nhiều thời gian. Quý vị không tưởng tượng được đâu. Giữa các ngôn ngữ, tôi phải luôn luôn cẩn thận để không bị sai, hiểu không? Dịch sang tiếng Anh cần rất nhiều thời giờ. Mà thời giờ thì không phải lúc nào cũng có. Thành ra ghi chú ngắn gọn thôi. Vì dù có nói bao nhiêu cuốn sách về ngôn ngữ tuyệt mỹ này cũng không bao giờ xứng với vẻ đẹp, sự huy hoàng của những chúng sinh nơi đó. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, cho con hỏi tiếp, họ có giao tiếp bằng cách nói chuyện với nhau hay không? Có, họ có giao tiếp. Thần giao cách cảm. Hay quá. Trong âm thanh du dương. Du dương. Sáng ngời, êm dịu. Khi họ nói, dù họ không mở miệng như mình ở đây, nhưng họ vẫn hiểu nhau. Nếu quý vị cảm nhận được, thì sẽ thấy đó là loại ngôn từ sáng ngời, ngôn ngữ sáng ngời, chấn động lực rực sáng. Họ giao tiếp với nhau như thế. Họ không nói, nhưng họ có ngôn ngữ. Đôi khi họ có thể viết ra, nhưng viết bằng ngôn ngữ sáng ngời, quý vị thậm chí không đọc được. Không phải là cư dân ở đó thì không bao giờ đọc được. Giả sử họ viết gì đó ra quyển tập như quyển tập mình có ở đây, ví dụ như tôi viết nhật ký trong đây, ví dụ vậy, thì quý vị sẽ thấy trống trơn. Nếu có bao giờ đến đó, quý vị sẽ thấy sách vở trống trơn. Ngôn ngữ tỏa sáng rạng ngời, nhưng không thấy gì cả. Họ chỉ sáng tạo cho vui thôi, chứ không phải họ cần viết gì hết. Nếu họ dùng ngôn ngữ đó, nếu có thể viết ra được như vậy, hoặc là nếu muốn như dịch từ vựng sang ngôn ngữ của mình, thì đúng, họ có ngôn ngữ, nhưng không viết ABC như mình. Không có ngôn ngữ nào trên địa cầu này giống như ngôn ngữ trên đó. Nếu quý vị có thể thấy được chữ viết, nếu mà thấy được, nó không phải chữ viết mà nó phát ra như hào quang, nhưng có hình dạng mà không hình dạng. Dạ vâng, thôi được. Tôi chỉ có thể diễn tả tới mức đó. Thưa sư phụ, họ nói bằng ngôn ngữ gì? Busu. Busu là ngôn ngữ chung của họ. Họ gọi đó là Busu. Sư phụ có thể nói cho chúng con nghe vài chữ được không? Bằng tiếng Busu hả? Dạ.
Nếu có thể dịch sang tiếng Anh, ý con là phát âm. Tôi sẽ cố gắng, nhưng không có giống 100% cách phát âm tiếng Mushu đâu nhé. Nếu họ có nói đi nữa, thì nghe như âm nhạc. Nhưng mình không có loại nhạc nào như vậy ở đây. Ngôn ngữ của mình thô quá, dây thanh quản của mình cũng thô quá, không tạo ra được âm thanh như vậy ở địa cầu. Nhưng tôi sẽ cố thử, đừng cười nhé. Quý vị đừng cười nhé. Dạ không đâu, sư phụ. Tôi đang nói họ đừng cười tôi. Được rồi, tôi sẽ nói vài chữ. Paiotu. Nơi Popi. Ít Popi. Cop not. Thấy sao? Quý vị hiểu gì không? Có vẻ lạ lẫm với quý vị hả? Nhưng với tôi nó dễ thương, rất dễ thương. Sư phụ có thể dịch sang tiếng Anh cho chúng con những gì Ngài mới nói không? Được, dịch hết nhé. Ý nghĩa câu đầu là tôi thương quý vị, nhưng tiếng Mushu thì đó là quý vị tôi thương, hiểu không? Đúng như vậy đó, quý vị tôi thương. Nhân vật ở ngôi thứ hai luôn luôn quan trọng hơn mình, nên mình không nói tôi làm cái này, tôi thương quý vị. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Cho nên câu đầu là tôi thương quý vị, nhưng thật ra đó là quý vị tôi thương. Câu thứ hai là quý vị đẹp. Lẽ ra là quý vị đẹp. Nhưng thật ra, câu đó nói đẹp quý vị. Điều gì quan trọng thì họ nhấn mạnh trước. Phần quan trọng của câu đó là về vẻ đẹp của quý vị. Thấy không? Nên họ nói đẹp quý vị. Họ không nói quý vị đẹp. Thấy chưa? Dạ vâng, ý nói ngôn ngữ đó rất là hợp lý. Tôi yêu thích vô cùng. Và câu kế tiếp là quý vị là số 1. Nhưng tiếng Mushu nói là số 1 là quý vị. Ôi hay quá sư phụ. Và cop là số 1. Như là 1, 2, 3, 4. Dạ đúng. Cop nghĩa là số 1. C-O-B. Tôi sẽ viết ra cho quý vị. Nếu quý vị thích, tôi sẽ viết ra rồi gửi cho quý vị nhé. Cảm ơn sư phụ. Rồi tới số 1 là tôi, đại khái như vậy nhé. Không phải tôi là số 1, mà số 1 là tôi. Ôi, tôi thích ngôn ngữ này lắm. Ôi, tôi thích vô cùng. Nghe hay quá, rất quen thuộc với tôi. Thật ấm cũng thật giản dị, nhưng dễ chịu vô cùng. Ngay cả qua cái âm thanh và cảm nhận của nhục thể này cũng làm tôi cảm thấy sung sướng. Ân điển tràn đầy, thật dễ chịu, mà rất quen thuộc, ấm cúng. Ước gì được khép mình trong phòng cả ngày chỉ để học, để nhớ lại hết mấy thứ này. Đã nhiều lần tôi ước rằng mình có thể mang chấn động lực khẳng định này, các âm thanh phúc lạc này xuống thế giới. Đôi khi tôi chỉ muốn khép mình trong căn phòng hoặc túp lều để biết lại tiếng Mushu này. Mới nghĩ tới đó thôi mà đã thấy vui rồi. Cảm ơn sư phụ. Chúng con thương Ngài rất nhiều. Chúng con nghĩ rằng sư phụ xinh đẹp và Ngài là số 1. Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã... Cảm ơn. Quý vị mới là số 1. Tôi phải làm mọi thứ cho quý vị. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Không có chi, cưng, không có chi. Cảm ơn tình thương quý vị. Tôi biết quý vị thương tôi. Kính chào sư phụ. Chào. Ai đó? Dạ, con là người hỏi mới. Nhưng con ở đây đã lâu rồi. Ok. Thưa sư phụ, nếu muốn đi đến vũ trụ nguyên thủy, thì chúng con ngồi ở một chỗ hay cần phải ngồi ở những chỗ khác nhau? Cảm ơn sư phụ. Chỉ chúng sinh thường trú mới có thể ở đó hay đến đó. Hầu hết chúng sinh thường trú không hề rời cảnh giới của họ. Họ không có lý do gì để đi. Chính tôi đã từng dời địa điểm trong một thời gian để tới các điểm kết nối, những lối ra khác nhau. Nhưng trước hết, tôi phải vào Yakasia. Bởi vì chỉ có một Yakasia thôi.
Nhưng có các lối ra khác nhau để tới những cổng phụ. Theo tiếng Anh, quý vị có thể gọi đó là cổng phụ. Cổng phụ đến các thiên đàng khác nhau, các bộ phận khác nhau và các cảnh giới khác nhau của thiên đàng. Và sau khi vào Yakasia, thì tôi có thể ra lệnh những cổng phụ khác mở ra đúng lúc để tôi có thể đi vào và đi ra lại. Không cần phải đi qua Yakasia nữa. Bởi vì mỗi lần tôi đi qua nhiều cảnh giới, tối thiểu là 2 đến hàng chục thiên đàng, tùy theo thời gian và không gian sẵn có lúc đó, nghĩa là thời gian và không gian của tôi, địa điểm của tôi. Cảm ơn sư phụ, quý vị không thể tới đó được, xin lỗi, chỉ chúng sinh thường trú thôi. Dạ vâng, quý vị không chịu nổi đâu. Không phải là họ cấm quý vị, mà quý vị không thể chịu nổi. Lên trên cảnh giới thứ năm, quý vị còn không chịu nổi. Nói chi đến trên đó và Yakasia. Không, không được đâu. Quý vị sẽ bị hủy diệt. Linh hồn quý vị không chịu nổi đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Làm sao sư phụ biết được là Ngài đã đến vũ trụ nguyên thủy? Giống như làm sao quý vị biết mình vào phòng này và cầm máy ghi âm nói chuyện với tôi, biết không? Linh hồn vô thượng ở đó. Và chỉ biết vậy thôi. Rồi truyền thông điệp xuống các cảnh giới khác nhau của tôi. Nói quý vị rồi là tôi sâu toàn thể vũ trụ này thành một chuỗi, nhớ không? Tôi có các văn phòng khác nhau ở những cảnh giới khác nhau, bây giờ là khắp mọi nơi, biết không? Ý tôi là cho tới lúc này, nhục thể tôi không thể đến đó. Không phải thân thể này, mà là linh hồn vô thượng ngự trong các xác phàm này. Và với... Tôi nói tôi bởi vì không thể nói nhiều thứ quá. Quý vị không hiểu, biết không? Nhưng không phải cái tôi nhục thể này. Rồi qua các văn phòng khác nhau, thông điệp được truyền xuống từng đẳng cấp một, xuống tới đẳng cấp Atula, rồi xuống tới đẳng cấp vật chất này. Dạ, sư phụ. Nhưng dù vậy, nhục thể cũng cảm nhận năng lượng khác đi. Rồi đầu óc cũng ghi nhận các thứ, một số linh ảnh, rồi thông điệp bằng ngôn ngữ rõ ràng, hiểu không? Dạ, sư phụ. Thưa sư phụ, có phải vũ trụ nguyên thủy là cảnh giới ngay bên trên sau phần cao nhất của cảnh giới vũ trụ tối cao không? Đúng vậy. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Kính chào sư phụ. Chào. Thưa sư phụ, vũ trụ nguyên thủy trông như thế nào và những hoạt động nào diễn ra trong vũ trụ nguyên thủy? Để tôi xem. Cảm ơn sư phụ. Tôi có biết, nhưng chỉ là không muốn bỏ sót. Nó khác ở đây. Ngay cả đầu óc tôi cũng không hiểu sự diễn tả cho lắm. Nói được vài thứ thôi, chứ không nói được hết. Dạ. Bởi vì trước hết, đầu óc có giới hạn. Thứ hai, ngôn ngữ thế gian cũng có giới hạn. Nhận được những thông điệp, thấy các linh ảnh ở đó. Nhưng đôi lúc nhục thể cảm thấy như cả địa cầu đang chấn động khi tôi ở trong đó. Ngay khi linh hồn ở trong đó, mà cả địa cầu rung động chung quanh nhục thể của tôi. Trên đó, họ không có những sinh hoạt giống như mình. Họ có thể tự hóa hiện những thứ khác nhau để vui hưởng. Luôn luôn mới mẻ, nhưng luôn luôn bất biến. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Không có gì có thể so sánh được với vũ trụ vật chất này để cho quý vị hiểu. Công việc ở đó khác. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Trước đây, trong những tiền kiếp, sư phụ có từng tới vũ trụ nguyên thủy chưa ạ? Có. Chắc chắn có. Nhưng đó là khi ở các tinh cầu khác. Nhưng tôi nhận ra điều đó mới đây thôi. Chứ trước kia, trong đời này thì chưa. Có phải vũ trụ nguyên thủy là quê hương nguyên thủy của sư phụ? Đó là một trong những cái gọi là quê hương. Một trong những quê hương.
Vậy thì thưa sư phụ, trong năm cảnh giới, có cảnh giới thứ năm là nơi nghỉ ngơi cho các vị minh sư khai ngộ. Vậy có nơi nào tương đương trong vũ trụ nguyên thủy cho sư phụ nghỉ ngơi như quê nhà của ngài không? Có, nhưng không thể so sánh. Ở đó không phải như nghỉ ngơi. Ở đó chỉ hiện hữu thôi. Giữa nhà nguyên thủy và các cảnh giới trong vũ trụ bóng, mọi thứ phía dưới ở ô vũ trụ nguyên thủy được gọi là vũ trụ bóng theo từ ngữ vũ trụ, có nghĩa là một bản sao, một sự mô phỏng, một cảnh giới không thật, như khi so sánh mặt trời với ánh nến. Dạ, sư phụ. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi có nơi nghỉ ngơi ở đó không, thì nó không giống vậy. Không phải là nghỉ ngơi như cách chúng ta hiểu ở đây. Ở đó không cảm thấy nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi. Tất cả hoàn toàn khác. Thật tuyệt vời. Không thể tưởng khi nghe về vũ trụ nguyên thủy. Đúng vậy, tôi đã nói là tôi vô cùng phấn khởi mà. Bây giờ quý vị hiểu rồi. Sư phụ trông rất vui. Sư phụ trông rất vui. Phải, tôi rất vui. Mỗi ngày tôi đều hào hứng lắm. Tôi muốn trở lại đó. Bởi vì cảm thấy thật thích. Ngay cả nhục thể này cũng cảm thấy khoan khoái nữa. Đầu óc cảm thấy vui sướng. Nghe vui quá, sư phụ làm chúng con cũng vui lây. Cảm ơn ngài. Quý vị cũng vậy hả? Ngài làm chúng con phấn khởi. Quý vị cũng hào hứng hả? Dù không thấy và không biết. Thử tưởng tượng xem tao còn hào hứng tới cỡ nào. Dạ, và đồng thời biết rằng ngài là tim của tôi, giáo chủ kính yêu của tất cả các thế giới, quả là một vinh hạnh lớn được đứng trước sự hiện diện của ngài. Bây giờ quý vị sẽ nhớ và dùng cái tên đó hả? Được. Có câu hỏi nào không? Thưa sư phụ, vậy mọi thứ khác mà chúng con được biết hoặc nghe cho tới giờ, như vũ trụ vật chất của chúng con, năm cảnh giới tâm linh, cảnh giới thứ 9 và cảnh giới vũ trụ tối cao, tất cả đều ở bên ngoài vũ trụ nguyên thủy sao? Phải, ở bên ngoài. Dạ. Bên ngoài phần giới của vũ trụ. Đúng vậy. Chúng là vũ trụ bóng. Nhưng rất tuyệt vời, kỳ diệu. Nghe này, thậm chí thế giới của chúng ta, địa cầu này, chẳng có gì cho mình ngoài muôn vàng đau khổ mà con người vẫn thích, phải không? Dạ đúng. Họ thích cây cối, vui hưởng mặt trăng, mặt trời, yêu hoa, thích ướm, thương loài vật, thương chó của họ. Ngay cả tôi cũng thương chó, thương mèo, thương chim, thương voi, thương cọp, thương rắn, thương... Chúng ta yêu thích mọi thứ mà mình vui hưởng ở đây, mặc y phục đẹp đẽ, ăn uống, món ngon, bạn hữu. Hiểu ý rồi không? Dạ vâng, tưởng tượng đi, thử tưởng tượng xem. Cho dù đó là cái bóng hay bản sao, cũng tuyệt vời rồi. Và càng lên cao hơn, là càng cảm thấy tuyệt vời hơn nữa. Nếu không biết vũ trụ nguyên thủy, thì đây thật sự đủ tốt rồi, quá tốt rồi, phải không? Dạ, sư phụ. Thành ra chúng ta cũng phải cảm ơn có được vũ trụ bóng này. Dạ, sư phụ. Được rồi. Thưa sư phụ, vũ trụ nguyên thủy đã tạo nên những thế giới khác kia, hay là các thế giới kia là những gì còn dư lại của vũ trụ nguyên thủy? Một số năng lượng, vì vô cùng mạnh mẽ, nó mới thấm qua khỏi phần giới của vũ trụ nguyên thủy, rồi hiện thành một số sáng tạo chung quanh phần giới và hiện thành những thế giới khác nhau, thành những chúng sinh. Rồi một số trong đó có quá nhiều năng lượng và lực sáng tạo bên trong, thì cũng tự nhiên, tự động tạo nên những thế giới thấp hơn theo công đức của họ. Rồi sau đó, những chúng sinh thấp hơn tôn sùng giáo chủ Tim Khu Tu qua muôn triệu niên kỷ. Sau khi biết danh xưng của vị giáo chủ này, sau khi biết họ từ đâu đến, họ tôn sùng Tim Khu Tu qua nhiều thiên niên kỷ. Rồi họ đã có được năng lượng sáng tạo hùng mạnh như vậy. Nên họ xin phép tạo ra thế giới
riêng của mình, và cứ thế tiếp tục rồi truyền xuống những cảnh giới thấp hơn. Một số giải thích này ta đã nói trong các ban hành tại kỳ bế quan Hungary. Quý vị nghe lại đi. Dạ, sư phụ. Được rồi. Thế sư phụ, có chỗ nào mà có các nối kết thiêng liêng đến tất cả các cảnh giới Ngài cần để Ngài không phải dời đổi chỗ thường xuyên không? Trong cảnh giới vũ trụ tối cao hả? Dạ, như là có một, không phải là nối kết thiêng liêng. Không còn loại đó nữa, bây giờ là vũ trụ nguyên thủy. Và dĩ nhiên nhiều lực lượng hơn. Nhiều giá trị hơn, phi thường hơn. Cái gì cũng hơn, tôi không có từ ngữ để diễn tả. Hay quá. Thôi được. Nói đi. Khi quý vị hỏi thì tôi mới nhớ để kể cho quý vị. Dạ, cảm ơn Ngài, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Con có câu hỏi về cảnh giới vũ trụ tối cao. Cảnh giới vũ trụ tối cao có đầy đủ mọi dụng cụ cho Ngài dùng để thăng hoa địa cầu và vũ trụ này hay không? Hoặc có lẽ vũ trụ nguyên thủy mà Ngài mới khám phá gần đây có đầy đủ mọi dụng cụ mà Ngài cần không? Dĩ nhiên, vũ trụ nguyên thủy có nhiều lực lượng hơn để giúp. Và tôi vẫn ngày càng đi lên cao hơn. Cho tới lúc này, mới lên tới hơn 600 thiên đàng. Hơn 600 thiên đàng, thật tuyệt. Chỉ hơn 600 Cori, nhưng Cori viết số nhiều hay không số nhiều đều giống nhau, không phải như tiếng Anh. Nếu Cori số nhiều, mình để chữ S phía sau, không phải chỉ Cori thôi. Tôi đã đi qua hơn 600 Cori và vẫn tiếp tục. Có lẽ hiện tại là khoảng 700, nếu tôi có thời giờ đi lên đếm. Và đồng thời, sao? Xin Ngài kể tên một số những Kori mà Ngài đã đến. Kori, không phải Kori. Con xin lỗi, Kori. Xin lỗi. Được, để tôi xem nhật ký. Cảm ơn sư phụ. Có biết những điều tôi khám phá trong ngôn ngữ Wushu mà tôi có thể nhớ cho tới giờ khi còn ở trên đó là gì không? Ý tôi nói khi linh hồn ở đó vào lúc đó, không có gì cả, không có từ ngữ phủ định nào trong ngôn ngữ của họ, nhưng có vô số từ ngữ mà chúng ta không có, bởi vì nó không hiện hữu. Những thứ này hoặc những mô tả này không hiện hữu trên địa cầu mình. Được, thí dụ, nên nói cho quý vị cái đầu tiên, cái ở giữa hay cái nào đây? Tôi có tới 600 cái. Làm sao đọc hết được? Thôi đọc đại đi nhé. Dạ, sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Bất cứ gì mà quý vị có thể tưởng tượng về sự thiện lành, về cao thượng, về ân điển, gia trì, tình thương, từ bi đều được viết ở đó. Không có gì xấu hết. Không có cả chữ vũ trụ bóng. Ngay cả chữ bóng hình cũng không có. Họ không có bóng. Bóng có nghĩa là bản sao. Họ còn không có chữ đó trong ngôn ngữ Wushu, vì chữ đó cũng có nghĩa là không khẳng định lắm, không thật. Giả hiểu. Họ không có bất cứ gì là không thật. Hay quá, tuyệt vời. Wushu có nhiều từ ngữ mà chúng ta không thể dịch sang ngôn ngữ thế giới mình. Không có từ ngữ như đói, giận, hay thất vọng. Bất cứ biểu hiện phủ định nào, họ cũng không có. Cả từ mệt cũng không. Họ cũng không có từ cảm ơn. Vì đối với họ, mọi thứ họ làm là để mang lại niềm vui cho chính họ, cho người khác hay bất cứ gì. Mọi thứ đều để vui hưởng, không phải như bắt buộc hay gì hết, vân vân. Bất cứ gì họ làm đều tự nhiên như mình đang thở đây. Được, tôi nói quý vị nghe, nhiều phẩm chất ở đó giống như phẩm chất của bản sao. Ví dụ như Owu là một trong số đó, được viết là O-R-W-U. Owu là phúc lạc. Tôi cứ đọc lên nhé. Dạ vâng. Pio là tình thương. Không phải vì tên gọi là phúc lạc và tình thương, không phải. Đó là phẩm chất. Phẩm chất của Thượng Đế tối cao bao gồm mọi thứ. Thượng Đế tối cao có tất cả phẩm chất. Rồi
Còn một điều nữa, phải cho quý vị biết, ở trung tâm của vũ trụ đó, có một lốc xoáy năng lượng tối thượng. Đó là một lực lượng vĩ đại không thể nghĩ bàn, phát ra tất cả phẩm chất khẳng định này đến mọi hướng trong vũ trụ đó. Dạ, sư phụ. Và Thượng Đế tối cao có mọi phẩm chất này, nhưng mỗi cảnh giới, mỗi kuri có cùng các phẩm chất Thượng Đế. Có điều là họ khác ở một phẩm chất đặc biệt, nổi trội nhất. Chẳng hạn, mỗi cảnh giới có một phẩm chất của Thượng Đế tối cao nhiều phần trăm nhất. Cho nên mỗi cảnh giới có một phẩm chất hoàn toàn khẳng định, hoàn toàn đẹp đẽ. Nhưng mọi cảnh giới đều có tất cả những phẩm chất khác nữa. Có điều nếu ở đó, thí dụ, nếu quý vị đến đó, quý vị sẽ cảm thấy rõ ràng là cảnh giới này có tình thương, tràn ngập tình thương. Dạ vâng. Hay là tha thứ, gia trì hay ân điển, vân vân. Hay quá, dạ sư phụ. Nhưng họ cũng có mọi thứ khác nữa. Tất cả những phẩm chất mà quý vị có thể tưởng tượng hay không thể tưởng tượng. Còn một điều nữa phải cho quý vị biết, ở trung tâm của vũ trụ đó có một lốc xoáy năng lượng tối thượng. Đó là một lực lượng vĩ đại không thể nghĩ bàn, phát ra tất cả phẩm chất khẳng định này đến mọi hướng trong vũ trụ đó. Dạ, sư phụ. Và Thượng Đế tối cao có mọi phẩm chất này, nhưng mỗi cảnh giới, mỗi kuri có cùng các phẩm chất Thượng Đế. Có điều là họ khác ở một phẩm chất đặc biệt, nổi trội nhất. Chẳng hạn, mỗi cảnh giới có một phẩm chất của Thượng Đế tối cao nhiều phần trăm nhất. Cho nên mỗi cảnh giới có một phẩm chất hoàn toàn khẳng định, hoàn toàn đẹp đẽ. Nhưng mọi cảnh giới đều có tất cả những phẩm chất khác nữa. Có điều nếu ở đó, thí dụ nếu quý vị đến đó, quý vị sẽ cảm thấy rõ ràng là cảnh giới này có tình thương, tràn ngập tình thương. Dạ vâng. Hay là tha thứ, gia trì hay ân điển, vân vân. Hay quá, dạ sư phụ. Nhưng họ cũng có mọi thứ khác nữa. Tất cả những phẩm chất mà quý vị có thể tưởng tượng hay không thể tưởng tượng. Ví dụ, Mori là chia sẻ. Luvi là ấm cúng. Rulai là thân thiện. Ta đọc các trang khác nhau cho quý vị nghe nhé. Dạ vâng. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Isom. Đức hạnh. Phu khoai, anh hùng. Sulu, đạo đức. Moli, sự thành thật. Kono, tính nhân hậu. Nuwe, lòng khoan dung. Nipu, sự chân thật. Kego, sự thấu suốt. Ego, tài hùng biện. Sigu, nền thơ. Phái gai, thần giao cách cảm. Hu lai, thành công. Các trang khác. Nút, sự an toàn. Oro, sự dễ thương. Mu o, khẳng định. Kuru, tự tại. Ý gai, vẻ đẹp. Konu, Kono, chúc lành. Koris, chữ này có chữ S nhé. Koris, có S là thanh nhã, cảnh giới. Đó là lý do quý vị không được đọc là Koris, vì nó khác. Nhưng rất nhiều cảnh giới tôi đi qua có những phẩm chất mà tôi không thể viết ra, không thể dịch sang ngôn ngữ chúng ta. Nó vô cùng khác biệt. Chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng hay nghĩ đến được, bởi vì không có những phẩm chất thiên đàng, sự toàn năng, kỳ diệu này trong thế giới của chúng ta. Dường như càng đi xa khỏi biên giới vũ trụ bóng hoặc phân giới, tôi càng ít thấy các phẩm chất giống con người ở những cảnh giới khác nhau. Càng xa vũ trụ bóng, càng có nhiều phẩm chất khác biệt. Không thể tìm thấy những phẩm chất này, dù có dùng những tính từ hay đẹp, tuyệt vời nhất trong từ điển ở đây,
để diễn tả những cảnh giới mới hơn khi tôi đi xa hơn. Nên nói là lên cao hơn, không thật ra không phải là lên trên. Nhưng ý nói là đi xa khỏi biên giới vũ trụ bóng. Chúng ta miễn cưỡng nói như vậy. Càng đi xa, tôi càng ít thấy phẩm chất nào có thể so sánh được với phẩm chất con người. Những phẩm chất cao thượng nhất và đạo hạnh nhất trên địa cầu. Những phẩm chất của họ trên đó là tuyệt đối, hoàn toàn, không tương tự, không giống với các phẩm chất của chúng ta. Hy vọng quý vị hiểu những gì ta nói. Ta không thể diễn tả được. Tương tự vậy, tôi cũng thất vọng. Vì tôi muốn biết từ ngữ trong tiếng Busu tương đương với một số từ vựng của chúng ta ở đây. Nhưng họ cũng không có, họ không có. Ngay cả một số ngữ vựng rất thông thường, chứ không phải chỉ những từ ngữ phủ định. Từ phủ định dĩ nhiên họ không có rồi, ta biết điều đó. Nhưng mấy thứ thông thường, từ ngữ thông thường, trong ngôn ngữ chúng ta, họ cũng không có, vì họ không dùng trên đó. Không ích lợi gì cho họ. Không ích lợi gì cho họ hết. Ta nghĩ giống như khi trời không bao giờ mưa thì mình không biết dù là cái gì, chẳng bao giờ dùng, thậm chí không có trong nhà. Và nếu cư ngụ đâu đó ở Washington DC hoặc Seattle thì mình sẽ không bao giờ biết sa mạc là gì, sẽ không thấy cát, chẳng có bão cát, mấy thứ đó. Dù biết nó có thể hiện hữu trong ngữ vựng hoặc trên truyền hình, nhưng trong từ ngữ của họ thậm chí không có chữ đó. Dạ hiểu. Nhưng cho tới bây giờ thì đó là từ duy nhất tương đương với từ Cory. Mọi thứ khác mà tôi biết, mọi cảnh giới khác không hề, không bao giờ lặp lại. Cho tới bây giờ là hơn 600 cảnh giới, nhưng không có cảnh giới nào lặp lại tên gọi. Tôi rất ngạc nhiên. Đầu óc tôi rất ngạc nhiên vì ngôn ngữ đó quá đơn giản. Viết bằng nhiều từ ngữ đơn giản. Thí dụ, hầu hết các cảnh giới có lẽ được viết chỉ bằng 2 cho tới 4 chữ cái thôi, nhưng sao không hề lặp lại. Thấy không? Như Kuru là K-U-R-U và Mu là M-U-O. Vậy thôi, thấy không? Rất ngắn. Dạ đúng vậy. Rất ngắn. Và Igai, I-G-I. Đôi khi viết như vậy, nhưng là phát âm khác. Đó là lý do. Bây giờ quý vị hiểu tại sao tôi cần một thời gian lâu. Hiểu không? Dạ, con hiểu. Quý vị muốn nghe nữa không? Dạ, xin sư phụ tiếp tục. Nhiều quá. Oko viết là OK và chữ cái O trong tiếng Âu Lạc Việt Nam. Oko, dễ dàng. Ngôn ngữ ở đó có... Nhân tiện đang tới chỗ này, tôi đọc luôn mấy cái khác cho quý vị nghe nhé. Vậy ha. Dạ, cảm ơn sư phụ rất nhiều vì mình có nhiều quá. Nghe này, bất cứ mọi đức hạnh, phẩm chất đẹp đẽ nào mà quý vị có thể tưởng tượng được, những thứ cao thượng nhất, đẹp đẽ nhất, đó là phẩm chất của Thượng Đế. Mọi cảnh giới đều có. Cảnh giới nào cũng có, cho nên nói hoài không hết. Dạ. Ví dụ như Iku. Nói là Iku trong... Nếu bằng tiếng Anh thì phải viết như thế này. E-E, Ku, đáp bình diều, O-O, để đọc E-Ku, thấy không? Trong ngôn ngữ của họ, chỉ có ba chữ cái, E, Ku, U, tương đương với tiếng Anh. Dạ vâng. Và bây giờ ngôn ngữ của họ có... Đâu rồi? Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Vui quá, không biết chỗ nào nữa. Chỗ này cũng viết gì đây? Mặc dù mọi cảnh giới đều bình đẳng về địa vị, ta cần thêm điểm công đức tâm linh để đi lên cao hơn. Tăng điểm theo cách này thì tốt. Cái gì đây? Hào hứng quá, ta nói thế. Linh hồn, trí óc và con tim. Quá đổi vui mừng.
Sau khi vào, quý vị thấy đây là một trong những trang đầu. Dạ vâng. Sau khi vào Yakashikam, Kam nghĩa là cổng, có thể đến và đi xuyên qua mỗi cảnh giới, nhưng phải đi qua các cổng thanh lọc. Trong khi vẫn kết nối với thế giới vật chất này, nghĩa là tôi đấy, dạ vâng, nghĩa là nhục thể và đầu óc của tôi, ngay cả linh hồn khi đến đây và trở lại, vẫn phải đi qua các cổng thanh lọc. Ta nói tuyệt, tuyệt quá, không ai tin nổi niềm vui này. Niềm hỷ lạc, hân hoan, niềm vui trở về nhà. Vô số chúng sinh cất lên tiếng hát du dương. Vô cùng xinh đẹp. Mừng Ngài đã về nhà. Mừng tim cô tu đã về. Tim cô tu, tim cô tu. Thật tuyệt vời á. Tôi viết như vậy. Khi đang ở phần này thì nhớ nhắc tôi là đã dừng ở đâu nhé. Dạ, chúng con sẽ nhắc. Nhắc tôi kể quý vị nghe. Cái này tương tự. Tôi có viết ra đây. Trước tiên vào Yakashia. Rồi từ bên trong vũ trụ nguyên thủy. Mở các lối ra để truyền thông điệp xuống thế giới này. Đây là cổng Yakashikam, tròn như thế đó. Dạ vâng, không nhỏ vậy, nhưng cũng không lớn. Khoảng, dạ con hiểu, lớn cỡ này ha, lớn cỡ này. Dạ vâng, khoảng một vòng ôm, trọn vòng. Mỗi cổng bằng vòng ôm của một phụ nữ nhỏ như tôi. Cái đó, đó chỉ là cổng Yakashia. Rồi, đây là một lối ra. Sau khi từ bên trong OU vũ trụ nguyên thủy, sau mỗi lần vào Yakashia, thì lối ra đều được mở để tôi có thể đi vào những vùng khác. Chỉ vì tôi vẫn còn liên lạc với nơi này và cổng thanh lọc cho mỗi cảnh giới. Ta nói không phải cho dân bản xứ. Không phải cho dân bản xứ. Có cái lớn hơn, có cái lớn hơn, có cái nhỏ hơn. Cao khoảng 77 cm, rộng khoảng 35 cm. Cái này đường kính là 94 cm. Cổng Yakashia tròn giống như vậy. Tròn 94 cm. Khoảng thế này nhé. Dạ vâng. Sao cũng được. Đường kính và hình dạng chung của lối ra là chiều dài khoảng 80 cm và chiều rộng khoảng 36 cm. Hình bầu dục có ba hình dạng khác nhau. Giá hiểu, nhân tiện nói luôn trước khi tôi quên. Ngôn ngữ, đang nói về ngôn ngữ phải không? Dạ vâng. Để nói quý vị biết, tôi xem đã. Tôi sẽ xem. Tôi quá vui mừng, giống như hôm nay mới uống 10 tách cà phê vậy. Nhưng không, tôi đâu có uống. Tôi có viết đây. Vào mùng 1 Tết Tây năm 2014. Ngày mùng 1, tôi nói đây. Chúc mọi người một năm mới thuần chay, an bình, hạnh phúc và tất cả sẽ tốt đẹp. Gửi tới tất cả. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Và cảm ơn thiên đàng đã giúp chuyển công đức tâm linh này. Ủa, tại sao vậy? Ồ, vì tôi vừa mới cho 53 tỷ ức tỷ của triệu ức tỷ AX. Không đếm được. Con số này là hơn cả vô số ức tỷ rồi. Tặng thế giới với tình thương. À, lý do là vậy, không phải cho vô cùng cảm ơn sư phụ không? Đó đâu có đáng gì. Đó mới là đầu năm thôi, sau đó còn nhiều nữa. Nhưng tôi tưởng đó là cho vũ trụ nguyên thủy. Nhưng không phải. Nên tôi nói, cảm ơn thiên đàng đã chuyển giúp điểm công đức tâm linh này tới thế giới. Để muôn loài trên địa cầu được khai ngộ hơn. Từ đó sẽ có thêm hòa bình, hạnh phúc. Thêm về mọi mặt quan trọng có thể được. Thương 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 thương. Xin ca ngợi lực lượng tối cao.
Almighty power of the universe and của vũ all trụ heaven, và tất cả thiên đàng, positive power to all gửi by lực lượng God's khẳng will. định tới tất cả theo thiên And ý, then thì đó là I did not know lúc about the đó tôi chưa universe biết về vũ trụ này. Okay? I mean the original. That was Ý the nói first vũ trụ step nguyên here, thủy, đó là ngày mồng 1 Tết Tây. and then Rồi next tiếp after theo that, sau đó thì wow, ôi chao, new year, năm mới, new những tái khám phá rediscoveries. mới. So Vô cùng vui happy sướng and và rất grateful. mật biết So ơn. now, move on Từ bây giờ, hãy tiếp to tục spiritual đến mighty các cổng tâm linh portals. That tối wasn't cao. the original Đó universe chưa phải yet. là vũ trụ nguyên thủy nhé. Thích quá, Wow, vui much, quá, much, much, much tuyệt more powerful vời. than any Lực divine lượng mạnh mẽ connection vô life cùng hơn bất kỳ previously tuyến they kết know. nối thiên đàng nào Thank được you biết for trước all your đây. help. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi sự giúp đỡ And của quý then I vị. jump level. I Rồi, thought I tôi jump đã level. vượt You know đẳng the cấp. mind thought Tôi nghĩ tôi đã jumping. vượt đẳng cấp, đầu óc nghĩ nó đã vượt And đẳng then cấp. discover life source Rồi, much khám phá ra more nguồn powerful. sống lực And then lượng mạnh wow. hơn rất nhiều. Blah, Rồi, blah. chào ơi. And can I, because I have a lot more Bởi of vì that. tôi có nhiều hơn thế nữa. Much quicker and Nhanh hơn more nhiều, dồi abundant. dào So hơn nhiều. I can donate Nên again. tôi có thể tặng nữa. Wow. 1.700 Một billion ngàn of bảy trăm zillion of tỷ zillion của of ức millions tỷ of blah, của blah, ức blah, tỷ blah, của blah, blah, triệu you know. triệu. You know that the AXX À, is ít là vượt way cao above hơn bất cứ anything gì. that you can imagine already. Quý vị có Okay? thể tưởng This tượng rồi. number, million, zillion, Không phải như nothing, nothing. triệu, ức Okay. tỷ, To không đáng this kể. world for all beings Gửi to cho thế giới enjoy này more để muôn loài love, vui hưởng thêm given đời sống life, mà Thượng more Đế in ban cho, love, wisdom, vui peace, hưởng thêm trong tình contentment, thương, trí huệ, hòa bình, mãn túc and other important aspects và các khía cạnh as quan trọng heaven khác see fit. theo như ý Thank chỉ you của all thiên for đàng. Cảm ơn facilitating tất this cả đã magic tạo điều points kiện cho việc chuyển transference. điểm tâm linh I này. will be more Tôi sẽ tinh diligent. tấn hơn. Now I have only 50 Giờ billion, tôi chỉ còn lại 50 tỷ, 131 131 zillion ức AX tỷ AX, spiritual merit points điểm left. công đức tâm linh. But it's wonderful to earn so Thời much gian ngắn in a mà short kiếm được nhiều như time. vậy thì thật tuyệt vời. Thank you Cảm all ơn, cảm heavens ơn, for cảm help. ơn, cảm ơn tất And then cả I thiên can đàng đã giúp đỡ để be tôi có thể able tặng. to donate. All right, discover Được rồi. different portals Hiện now. đã khám phá ra nhiều Discover cổng more, khác, much more khám powerful phá than ra nhiều before. hơn lực lượng mạnh hơn And rất then nhiều keep so với trước đây. going and then Rồi cứ thế donate tiếp tục, again. tiếp tục, sau đó là tặng nữa. A lot more, okay? You Nhiều know, hơn okay? nữa, hiểu Yeah. không? And Dạ now vâng. I have only Và bây giờ 210 tôi chỉ còn zillion of 210 ức tỷ zillion of của ức tỷ triệu triệu ức million of zillion, tỷ. blah, blah, blah. Okay? May all beings here be Cầu more xin muôn enlightened, loài nơi đây peaceful, khai ngộ compassionate, hơn, hòa loving, bình hơn, từ bi hơn, thương yêu caring, đồng bọc just nhau live hơn, happily và nhờ đó sống through hạnh my phúc qua sự ban meditation, tặng công đức merit, thiền định của tôi. donation. Thanks heaven for help. I Cảm always ơn thank thiên heaven, đàng giúp đỡ. my Tôi friend. luôn cảm ơn thiên That đàng. was before. Đó Okay, là I trước have to đây. know Dạ vâng. when is there. Tôi phải biết khi I nào. donate again on the Tôi lại 4th tặng of nữa vào ngày January. 4 tháng 1. The Ngày 3 3 tháng January 1 đã tặng donate a rất lot. nhiều. And 4th of Sang January ngày because 4 I tháng earn 1 so vì fast, kiếm được you quá know. nhanh I can nên tôi afford có it, thể so I cho thought I được. couldn't afford it. Tôi nghĩ có thể cho được. But then at one Nhưng có time, lần I was họ bảo told, please tôi xin stop. hãy ngừng. Oh, Vì sao thưa sư phụ? because I need a Vì lot tôi of cần rất nhiều fuel to nhiên liệu go. để I didn't đi. know. Tôi không biết I rằng need a lot mình more. I cần thought hơn I rất didn't need nhiều, much tưởng mình không cần nhiều merit I công could đức donate. và But có thể then cho. I Nhưng was rồi told tôi to được stop bảo ngừng for a một while thời gian because I need vì tôi a cần lot of rất nhiều fuel nhiên to liệu để go đi up. lên. You know, like Như you quý vị can't go không to thể đi space lên không with the gian car. bằng xe hơi. Yeah? À, có I see. hiểu. Okay. I need a lot. Tôi cần rất So nhiều. then I donate Cho on the nên tôi đã 4th, tặng vào ngày 91 4 billion, blah, là blah, blah. 91 tỷ, Okay. hiểu không? Now I have only 2 Bây giờ billion tôi AX. chỉ But this còn is 2 AX tỷ now. It's AX, not nhưng bây giờ AX là and AY, không còn AY là AX anymore. nữa. Bây giờ là But see, AY. Dạ hiểu, đó là làm những con số lớn phi multi-dimensional, thường, monumental, no, it's okay. chiều, hiểu không? And Dạ. Và now, bây okay, giờ this đây is là the ngày hôm day. đó. I donate AX Tôi đã now, tặng spiritual AY, merit point, điểm to công đức this tâm world. linh cho thế giới này, And the universe cho vũ also trụ nữa, accordingly for peace. để Look, I tiến have a đến lot hòa at that bình, time, vì so lúc I can đó tôi có donate rất nhiều, also some to the nên universe. tôi cũng có thể tặng một số cho vũ Spiritual trụ, upliftment, blah, blah, thăng blah, hoa you know, tâm right? linh, Okay. quý vị biết ha. And then, Rồi, when did I enter the khi game? nào tôi tháng 1, Oh, ôi, vì because I không already đủ chỗ know, viết phải isn't không? it? 13 hour, Vào 23 13 giờ minute. 23 phút ngày 5 tháng I, 1. on the 5th of January, I enter, Tôi or đi vào I vũ trụ enter nguyên the thủy. original universe. It's written here, Tôi my viết ở God, đây, trời ơi. Wow. Get better all Càng the ngày càng tốt đẹp hơn. Wow. And then Rồi, I enter the tôi vào Yakashia. Yakashia. Before that, Trước đó tôi I vào, enter, I written before có viết here, ở đây trước because đó. there's no room Vì here, so không I còn chỗ wrote ở in the đây, nên front. tôi viết ở As đằng I trước. enter Tôi nói tôi đi Yakashia, vào and then Yakashia. enter the universe. Rồi Yeah, vào vũ that's what it trụ. was. À, vậy đó. Okay.
Tôi tìm thấy rồi đây. Kể quý vị một chút chỗ này, chỗ kia nha. Không sao chứ? Dạ, không sao, sư phụ. Vô cùng cảm ơn Ngài đã chia sẻ với chúng con. Lát nữa chúng ta sẽ đến phần ngôn ngữ. Nhớ nhắc tôi. Dạ vâng. Khi tôi đang ở đây, trước khi quên, có 12 vị được chọn làm hội đồng của OU, Vũ trụ Nguyên Thủy. Là viên hội đồng của OU, toàn bộ OU. Dạ vâng. Tôi là vị đứng đầu trong 13 vị. Không thể thay đổi, không thể thay thế. 12 vị kia cũng không bao giờ thay đổi hoặc thay thế. Mỗi cảnh giới, mỗi Kori, tức là cảnh giới, cũng có 13 viên hội đồng giống vậy. Một vị làm giáo chủ chính cũng được chọn, không thể thay đổi, không thể thay thế. Vũ trụ chúng ta ở đây, lên tới cảnh giới vũ trụ tối cao, được gọi là vũ trụ bóng, hay gọi là SO. Bên trên là vũ trụ nguyên thủy. Họ không có thiên đế nam hay nữ. Ý nói, cho dễ hiểu, thì mình gọi họ là thiên đế. G-O-D-S-E-S. Bao gồm cả thiên đế nam và thiên đế nữ. Dạ hiểu. Trong cảnh giới nguyên thủy, họ không có thiên đế nam hay nữ. Họ trung tính, nên ta gọi họ là thiên đế. Một từ trung tính. Ngôn ngữ của họ là Busu. Ngôn ngữ của họ, sẵn đây mình nói về ngôn ngữ của họ. Coi này, Busu có khoảng 86 ức tỷ, 133.000 tỷ, 545 tỷ, 742 triệu, 331.000 660 từ ngữ đơn và 30 mẫu từ chữ cái. Nếu so sánh với thế giới này thì là như vậy. Nếu còn so sánh được ha. Dạ vâng. 30 mẫu từ. Sẽ nói vì sao, nhớ nhắc tôi nhé. Dạ vâng. Tất cả Kori đều dùng chung ngôn ngữ. Không nói, dùng thần giao cách cảm. Dạng chữ viết là những mẫu tự sáng ngời. Điều đó quý vị biết rồi. Dạ vâng. Và ở đây tôi viết not. N-O-T, phát âm not. Có nghĩa là tôi là, nhưng tôi là O. O. Tôi là nó. Một chữ thôi, không phải chữ tôi là mà là chữ nó. Và tôi là O. Chữ mẫu tự O. O như trong chữ Oscar. Quý vị là Pi. P-I. Lúc đó tôi viết ra như vậy. Nghe hay quá. Và tôi viết ở đây, Pioto. Quý vị, tôi thương. Tôi viết ở đó. Nhưng quý vị đã hỏi rồi, sẵn tiện có ở đây. Wow. Lúc nãy quý vị muốn hỏi gì? Tên của các Kori. Các tên khác nhau. Tên. Dạ, tên của các Kori khác nhau. Ồ, tên của các Kori không thể dịch sang tiếng Anh. Dù chúng đều có ý nghĩa. Ý nghĩa trong tiếng Busu. Nhưng trên địa cầu không có gì so sánh. Nên tôi không thể dịch cho quý vị được. Tôi chỉ có thể cho quý vị biết các phẩm chất sáng ngời, nổi bật của mỗi cảnh giới. Như đã nói rồi. Dạ vâng, bất cứ từ nào nêu lên tính chất cao thượng nhất hoặc diễn tả khẳng định nhất thì đó là phẩm chất của Thượng Đế. Họ có như là Otter là lộng lẫy. Diso, đôi khi tôi viết quá nhanh, viết tắt rồi chính mình cũng không đọc được. Diso. Viết là D-I-S-O theo tiếng Anh. Nếu so sánh như thế, có phẩm chất là sâu sắc. E, cho kiên nhẫn. Phô quy. Viết là F và O như trong mẫu tự Âu Lạc Việt Nam. Và Q-I, phô quy, có trách nhiệm. E, cảnh giới này chỉ có hai mẫu tự. E, like English, E như trong I, chữ like, English và E như trong chữ Intelligent. So we call EI.
nên chúng ta gọi là A. Distinguished. Nổi bật, xuất sắc. Wow. Chào ơi, nhiều So quá. many. The phải. Đơ phà. This is written like the Chữ này Vietnamese viết như ơ trong tiếng Âu you lạc know, Việt Nam. the, Đơ phát âm pronoun đơ. the phải Đơ phà là is chân thật. truthful. For example like Ví dụ that. vậy. So you can see how Do đó many quý of vị có these thể thấy kind of mình attribute có you bao have. nhiêu những loại phẩm chất 600 of này. them, then you 600 know phẩm if chất you have God thì quý or vị not, biết how near mình you là are to thượng đế God, hay không, how much gần thượng đế God cỡ nào, mình có consciousness bao you nhiêu thượng have. đế tánh. So Kỳ diệu easy quá to sư compare phụ. now. Bây giờ so sánh dễ dàng rồi. So many attributes, so Quá many nhiều phẩm beautiful chất tốt attributes. đẹp. Yeah. À, Sifa, Sifa, trao quyền. empowering, even humble, Có khiêm tốn metal, nữa. humbleness, Metto, tánh khiêm tốn. Oko, Oko, sympathy, lòng thương cảm. Neko, Neko, hăng invigorating. hái. Oh, okay. Wow, thank you so much, Cảm Master. ơn sư phụ vô So on vàng. and so forth. Vân vân Now, và vân vân. I Bây tell giờ you ta the nói về mẫu alphabet. tự. Yeah, thank you very Cảm much, ơn Master. sư phụ rất nhiều. My diary is Nhật ký too của tôi small, nhỏ so quá, I have to have another nên tôi phải extra thêm một here. quyển khác đây. You see the diary, I thought Quyển nhật maybe ký enough này tôi because tưởng là normally I đủ vì didn't thông need that thường đâu much. I cần nhiều don't write vậy. a lot of Tôi things không in viết the nhiều diary nhật ký except just the region ngoài trừ that I các cảnh passed through. giới tôi đi Remember qua. before? Yeah. Nhớ trước Yes, đây Master, I không? don't write much, Dám so I nhớ. thought it's Tôi enough. không viết But later nhiều it's not nên nghĩ enough, là so I đủ, nhưng sau already đó lại không đủ patch nên it tôi on dán a nhiều lot giấy of, Cetro you know, Xerox trên paper đó. on it. Đây là dán máy These are tờ the extra Cetro dán Xerox thêm that I patch. bằng băng Oh, keo, wow. I và patch it on with the tape already and đằng sau behind cũng vậy, same. giá Yeah, nhiêu thật thế but mà vẫn still I viết fill hết, it up. So cho nên tôi phải có thêm I một have quyển to have nữa another one extra here for cho different các cảnh giới khác nhau regions and và ghi writing chép stuff. mọi thứ. So here is Đây là the các mẫu tự, alphabet. You thấy see, I chưa, have tôi here, viết I ở have đây just mới đi qua 40 traversed cảnh giới through 40 regions, but I mà haven't chưa có got thời time giờ, to even dù chỉ ghi record the tên name và phẩm chất and the ra. attribute yet. You see, Thấy it's all không, còn empty trống here. trơn. Oh, yeah, Dạ, I see. con We thấy, can con see thấy. that, Chúng yes, con có thấy, Master. sư phụ. You see, it's Hoàn all toàn empty, trống but trơn, I nhưng like tôi to sẽ work phải ghi later xuống on, sau. at night Ban đêm, or hay ban daytime ngày, when I have khi time. nào có Oh, thời giờ. Không it's not thể làm liền. immediately I can do it. Đôi Sometimes khi 2, 3, 2, 2, 4, 4 or 2, 10 I 10 can, cảnh but giới thì 40, còn ghi ra được. Chứ 50, 40, 50 someday mấy cảnh I'll take giới thì time, and cần thời today I'm gian. busy, you know, Hôm right? nay I là have to bận, quý vị prepare as biết, phải Master. không? This for Dạ. you and Tôi all phải kind chuẩn of bị cái things. này cho quý vị I đủ thứ was just chuyện. up to the Tôi đã file đi number lên tới cảnh 77. giới thứ 577. It's named Tên là Phít. Phi, but I haven't got the Nhưng tôi attribute chưa ghi phẩm written yet. chất You này see, ra. only the Chỉ pronunciation. ghi phát âm. Yes, Còn Master. phẩm chất này vẫn để trống. Now, Đây, if nếu you quý can vị thấy see it rõ. very well, can you see the Có thấy letters các at mẫu all? từ không? Some of Thấy phần nào them. không? We can see now. Ồ, We chúng can con see thấy now. rồi, chúng con Okay. thấy rồi. For example, Ví dụ, here, quý vị you thấy ở see, đây. the first Cori đầu tiên query in trên this trang này space is called được gọi là Faber. Faber. Nah? Viết It's là written F, F. E, A like như in E Vietnamese trong tiếng Âu A. lạc Việt It's like Nam, cafe in như cà French, phê trong tiếng pronounce it Pháp, like A yes, in phát âm French. như é trong tiếng And Pháp, B and và a B is pronounced với more or less like ớ, like in ớ urgent, phát âm nah? gần giống như ơ, So I như say trong ơ gạch. Faber. You see Tôi that? nói Because Faber, if hiểu không? I cannot write Vì nếu anymore than tôi this, không this thể is the viết hơn được language I nữa, have to write tôi down. phải viết bằng ngôn ngữ And này. the second Chữ one kế is C là C á, R is like in á Vietnamese như alphabet. mẫu tự trong I tiếng have Âu to lạc Việt Nam. combine the Tôi phải kết English hợp mẫu and từ the tiếng Anh Vietnamese và Âu lạc alphabet Việt Nam so that in để order dịch to tất cả những translate phát all âm this pronunciation and và các name tên into này sang ngôn ngữ our của thế world giới chúng ta. language. You see, I can't Dùng just tiếng Anh use thôi English không alone. đủ. It's not enough. Not Không enough. đủ. Giá hiểu. So Chữ it says đó là C, C á và B A a. and B A. That Phát is âm là pronounced khá bị. ka bay. The Chữ R in á trong tiếng Âu Vietnamese lạc Việt Nam cũng is tương more or tự như less like A và A and R kết R hợp lại, combined, like như in chữ car, kha. you know? Okay? Yeah. Something like Đại that. khái vậy. They have Họ 30 có 30 mẫu alphabet tự. letters. If you Nếu can có call it thể gọi đó alphabet, là mẫu that's why. tự, You see, đó that's là why I lý have do to tôi write phải it up viết hết here. ra đây. It's Ngôn ngữ about the Wushu có các equivalence mẫu tự to phát âm alphabetic pronunciation in tương English đương với and mẫu tự Vietnamese. Or all tiếng assess, Anh yeah, và for Âu cursive lạc Việt Nam. language. Here Ở we đây have chúng A, ta có B, A, C, B, C, D, D, E, E, F, F, J, K, G, L, K, M, N. L, You use M, all this. N, O. I have to Họ dùng use tất all cả this những mẫu tự này. Tôi phải for dùng all hết the mẫu tự regions này in the trong Pusu ngôn language ngữ Wushu and cho mọi plus cảnh giới, the cộng Vietnamese thêm các mẫu tự Âu A lạc and E Việt and Nam. A and O and Á, ớ, ê, ô, E ơ, and ư. U. You see? Yes, Master, we can see very Dạ, well. chúng con thấy rất rõ. Yes. So the R Chữ in Á trong tiếng Vietnam Âu lạc Việt you Nam write like in viết car như but trong chữ more kha, emphasized, nhưng nhấn more mạnh sharp hơn, like A, âm not sắc R, hơn như but á, car, không phải but a, car. không You see phải what I mean? kha mà là That's why I khá. Yes, Master. Dạ, I cannot thành just ra use không thể dùng English tiếng Anh language. thôi, It's not acceptable không thích hợp đối to với the tiếng Pusu. Wushu. Understand.
Tôi phải chính xác hơn nếu có thể. Vậy thôi. Dĩ nhiên ngôn ngữ này khác, nhưng đó là lý do tôi phải dùng Á. May mắn là thân thể tôi biết tiếng mẹ đẻ hoặc là Việt Nam, nếu không cũng chẳng bao giờ viết được. Vì nó nhanh quá. Không thể cứ... Dù có viết được bằng tiếng Anh, cũng không phải lúc nào cũng được. Ngôn ngữ của họ viết rất đơn giản, ngắn gọn. Dạ. Yeah. Ví dụ thế này, xem đây. Như B và O. O như bill trong tiếng Pháp. Dạ. Yeah. Với cái dấu O với dấu mũ trên đầu phát âm như L. Bilo, O trong tiếng Pháp. Cho nên chữ này, B-O-F, kết hợp của mẫu từ Âu Lạc, Việt Nam và mẫu từ tiếng Anh trở thành bố. Nhưng phải viết rất dài, thấy không? Dạ. Yeah. Trong ngôn ngữ của họ, chỉ tương đương với bố B-O-F. Nhưng ở đây tôi phải viết B-E-A-U-F. Dạ. Yeah. Để phát âm được bố. Họ không dài dòng như mình. Nên dùng tiếng Âu Lạc Việt Nam và tiếng Anh là hoàn hảo. Bố. 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 Okay, I will lát nữa tôi sẽ kiểm on. Lại. Right. Vậy nhé. Okay, dạ, cảm ơn ngài rất nhiều. Bây giờ hiểu chưa? Dạ, rất rõ, sư phụ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi rất muốn nhớ lại ngôn ngữ này. Ôi, tôi thích ngôn ngữ này vô cùng. Cảm thấy rất thân thương. Cảm thấy rất vui thích vô cùng khi biết lại. Nghĩ tới đã thấy vui rồi, chỉ cần nghĩ tới thôi. Nghĩ là mình sẽ ôn lại, sẽ nhớ lại và mang ngôn ngữ này xuống đây cho mình. Ôi, mới nghĩ tới đó thôi mà đã thấy vô cùng vui sướng. Cảm ơn, cảm ơn. Quý vị thấy tôi rất hào hứng. Trời ơi. Dạ. Những từ ngữ này nghe hay lắm ạ. Ồ, thật hả? Dạ. Ờ, rất, nó hay, hay quá. Đối với tôi, phải. Đối với tôi. Dù tôi phát âm không được hay, nhưng ngôn ngữ nguyên thủy dĩ nhiên rồi. Không giống chút nào. Khác xa. Xin lỗi, nhưng cũng đã cố hết mức để chuyển sang ngôn ngữ này cho quý vị biết một chút. Dạ, hay lắm. Cảm ơn sư phụ đã chia sẻ những điều này với chúng con. Không có gì, cần có lẽ một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ nói ngôn ngữ này. Dạ. Nhưng bao nhiêu mẫu tử? 30 mẫu tử và bao nhiêu tử? Làm sao tôi đọc hết? Bao nhiêu? Hơn 86 ức tỷ chữ. Không thể tưởng tượng ạ. Mà tôi phải viết ra từng mẫu tự một. Phải so sánh các ghi chú như vậy đó. Tốn rất nhiều công sức. Phải, rất tốn công. Cho nên, không biết bao giờ mới có thể mang ngôn ngữ này xuống đây hoặc dạy quý vị. Dù sao đi nữa, tôi cũng viết cho chính mình. Chúng con rất thích nghe ngôn ngữ này. Cảm ơn sư phụ. Tôi cũng thích lắm. Không thể từ bỏ ngôn ngữ này. Cho tới nay, mỗi ngôn ngữ khác trên thiên đàng tôi có nói được, được, rồi dịch lẹ sang tiếng Anh, cho dễ nhớ. Đầu óc tôi không có vấn đề về việc nhớ những từ tiếng Anh này, từ ngữ tiếng Anh cho những gì tôi biết tới nay. Vì nhớ không? Quý vị hỏi tại sao tất cả đều bằng tiếng Anh, nhớ không? Ô, dạ nhớ, để tôi dễ nhớ hơn. Tôi cũng không muốn đọc mấy ngôn ngữ đó lắm. Ở vũ trụ bóng, có nhiều ngôn ngữ. Nhưng tôi không thích đọc. Nhưng ngôn ngữ này thì ôi, không thể từ bỏ. Tôi cứ nghĩ tới nó hoài, cứ nghĩ làm sao nhớ được. Dạ, ngôn ngữ hay à. Và vô cùng đơn giản, từ ngữ quá đơn giản. Thực tế và vô cùng hợp lý. Quý vị, tôi thương. Thưa sư phụ, vì sao một số lực lượng kết nối thiên liêng hiện hữu theo nhóm? Ví dụ như bộ ba gồm có tình thương vĩnh hằng, đời sống vĩnh hằng và lực lượng toàn năng. Không phải là theo nhóm, mà chúng ở gần nhau, tôi mới phải duỗi người ra để lấy hết một lượt. Tiết kiệm thời giờ. Dạ, con hiểu. Thưa sư phụ, có các điểm kết nối thiên liêng nào trên những tinh cầu khác mà ngài cần và đôi khi dùng linh thể du hành đến đó để tiếp nhận không? Cho tới nay thì không cần. Tôi có mọi thứ đây trên địa cầu này. Ôi, tốt quá, tôi có thể mang điểm kết nối đó tới đây và nó đã ở trong đây rồi. Ôi, hay quá, tức là đã được định ở đây. Lý do là vậy. Ôi, tuyệt vời.
Cảm ơn sư phụ. Đã được đặt ở đây rồi trước khi tôi đến. Đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Anh khỏe không? Mọi thứ tốt chứ hả? Anh thế nào? Dạ, rất khỏe, sư phụ. Tốt lắm, tốt lắm. Dạ, tốt. Tuy không hay như ngôn ngữ ngài vừa khám phá, nhưng con rất thích nói tiếng Pháp với sư phụ. Tiếng Pháp hay chứ? Tiếng Pháp là ngôn ngữ hay, rất sinh động. Cảm ơn sư phụ. Rất tào nhã. Tôi cũng thích. Nó chỉ khác thôi. Dạ khác, cảm ơn ngài. Có điều trên kia nó như là ngôn ngữ của tôi. Ở đây tôi phải học giống như ngoại ngữ. Nhưng trên đó là ngôn ngữ quê hương. Rồi, cảm ơn ngài. Rồi, cưng còn gì nữa không? Dạ, khi sư phụ dần dần đi lên cao hơn, trên cảnh giới vũ trụ tối cao, làm sao thân thể ngài thích ứng được với lực lượng gia tăng cực nhanh? À, hỏi hay lắm. Câu hỏi hay. Quý vị thấy cảnh giới vũ trụ tối cao, trong cảnh giới đó, lực lượng đã mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng để đi lên dễ thích nghi hơn, vẫn còn dễ hơn cho thân thể thích ứng và đi lên. Nhưng bây giờ là vũ trụ nguyên thủy, khác xa xa, xa lắm. Trời ơi, vô cùng mạnh mẽ. Đến nỗi đôi khi dĩ nhiên thân thể mệt mỏi, quá mức chịu đựng, có thể nói vậy, quá kiệt sức. Dạ, tôi phải nghỉ ngơi. Đôi khi tôi phải la lên. Xin lỗi, tôi phải đi đây, tôi phải nghỉ. Thật sự cần nghỉ ngơi, rồi gục xuống liền. Ôi không, trời ơi, sư phụ. Ồ, đôi khi tôi không ở đây. Đôi khi linh hồn vô thượng lên quá xa tới vũ trụ nguyên thủy. Không xa xôi gì, nhưng xa bởi năng lượng. Dạ, sư phụ, bởi sự khác biệt của chấn động lực. Không xa, nó ở ngay đây. Xa chỉ vì chúng ta có không gian và thời gian, có mức năng lượng khác trong thế giới vật chất này. Lý do là vậy. Nhục thể thì không phải lúc nào cũng quen như vậy. Dạ. Đôi khi linh hồn vô thượng đi quá xa trong vũ trụ nguyên thủy như hiện giờ, thì dù có ra khỏi chỗ ngồi sáng rực rồi, hai bàn tay tôi chẳng hạn vẫn chưa nắm lại được bình thường. Cần thời gian, đôi khi cũng không được. Đồ vật hay rớt ra khỏi tay, hay là chân giống như ở trên không. Ngoài điều đó ra thì cũng chẳng sao. Ôi sư phụ, nhưng tuyệt lắm, tuyệt vời. Cảm giác hân hoan. Dạ, sư phụ cảm thấy thế nào sau khi lên quá cao như vậy ạ? Ôi, dễ chịu lắm. Cảm thấy sướng rung lên như thế này đây. Nhưng mặt khác, một cảm giác khác thường xảy ra sau khi linh hồn vô thượng phải trở về lại thân thể ngục tù này. Hoặc khi về gần tới, thậm chí trong thế giới Atula hay cảnh giới nào gần đây. Bởi vì quy luật là như vậy, tôi không được phép ở hoài trên đó. Đây là thỏa thuận để làm việc trong thế giới này. Dạ vâng, cho tôi có thể đến, nhưng cũng có thể đi. Thường thì sau đó, tôi cảm thấy vô cùng xa cách với mọi thứ trên địa cầu. Thấy xa lạ quá, biết không? Như khi xem tin tức trên truyền hình, thường thường là xem tin để biết chỗ nào cần làm gì, tai họa hay gì đó để giao phó công việc hay tổ chức chia sẻ khoản tài chánh nào đó, gửi người đi giúp. Nhưng đương nhiên mình cũng xem lẫn mấy tin khác. Quý vị biết mà, xem rồi tôi thấy lạ quá. Mấy chuyện gì vậy? Dạ, tôi cảm giác không quen thuộc gì với tất cả, dù mình hiểu hết đó, nhưng thấy nó lạ làm sao. Địa cầu họ nói chuyện gì vậy? Họ nói về chiến tranh, hòa bình, đàm phán, kinh doanh, danh tiếng, mối quan hệ,
tài sản, thấy tất cả như một giấc mộng hời hợt, hay chỉ là vô nghĩa, không có ý nghĩa gì hết, không có ý nghĩa. Tại sao họ nói chuyện như thế? Họ làm mấy việc này để làm gì? Nó có vẻ rất không biết nói sao nữa. Tôi phải cố giữ cho mình kết nối với thực tại, nhưng không phải lúc nào cũng được. Cho nên tôi vẫn thường cảm thấy nơi đây xa cách quá, một thế giới vô cùng xa lạ. Dạ vâng, sư phụ, chúng con hiểu, chúng con rất hiểu. Được rồi, hiểu, cảm ơn. Thưa sư phụ, trong một bài giảng trước đây, Ngài đã nói Ngài tìm được những đẳng cấp gọi là quyền hành tuyệt đối, ánh sáng thượng đế, bình ổn vũ trụ, tái dựng vũ trụ và lực lượng đa tâm linh. Xin sư phụ giải thích mục đích của những đẳng cấp này là gì ạ? Những cái này chỉ dùng cho những cảnh giới bên trên địa cầu. Một số cảnh giới cần thiết trong vũ trụ, nhưng rồi nó cũng hữu ích cho thế giới này. Tiện đây, chúng ta nói về vũ trụ bóng hay SU. Vì vũ trụ nguyên thủy không bao giờ, chưa bao giờ cần tái thiết hay sửa chữa. Nhưng đằng nào, tôi cũng phải đi qua vũ trụ bóng kiếm thêm điểm để ban cho thế giới này và để lên những cảnh giới thiên đàng xa, xa hơn nữa. Vũ trụ bóng là danh từ chỉ vũ trụ này, bao gồm địa cầu chúng ta. Đủ chưa? Dạ đủ, sư phụ. Tốt chứ. Cảm ơn Ngài. Không có gì. Thưa sư phụ, chuyển hướng dinh dưỡng là lực lượng mà sư phụ nói là ảnh hưởng con người chuyển sang thuần chay. Xin sư phụ cho biết hiện có bao nhiêu phần trăm lực lượng chuyển hướng dinh dưỡng đã được mang vào thế giới chúng ta, và hiện giờ lực lượng đó nó sẽ tồn tại bao nhiêu năm nữa? Chào ơi, lúc nào quý vị cũng muốn biết con số chính xác này kia. Không thể nói được vì nó thay đổi hoài và cứ tiếp tục gia tăng luôn luôn. Ôi hay quá, hay quá. Và lực lượng này sẽ giúp cư dân địa cầu dễ dàng chuyển sang thuần chay, lối ăn thực vật, ít nhất cũng trường chay. Nếu họ muốn ăn chay, lực lượng này sẽ giúp họ rất dễ dàng, dễ hơn trước. Như trước đây, họ muốn ăn chay nhưng không được, hoặc bị cản trở vì khẩu vị, hoặc vì môi trường, hoặc bạn đồng nghiệp gây trở ngại. Dạ. Nhưng bây giờ nếu họ muốn thì rất dễ. Nhưng không phải như là ép buộc họ. Không, không đâu. Chỉ là sự giúp đỡ sẵn có, trợ giúp sẵn có. Thật ra tất cả dựa vào sự ban tặng điểm công đức tâm linh nhiều hơn. Tôi đã cho nhiều lắm rồi, rất nhiều, nhiều vô số kể để thăng hoa tâm thức cá nhân và tập thể. Cho nên ở địa cầu, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn về nhiều mặt. Quý vị có thể kiểm chứng lại toàn diện. Dạ vâng, tuy nhiên đừng quên rằng thế giới đây rất nặng nề, dày đặc. Cần phải làm nhiều nữa, cống hiến nhiều công đức, tu hành hơn nữa. Bản thân tôi vẫn luôn luôn ban tặng. Vô cùng cảm ơn sư phụ. Hy vọng họ dùng được. Vô cùng cảm ơn sư phụ đã tặng quá nhiều điểm công đức tâm linh cho thế giới và vũ trụ chúng ta. Không có chi cưng ôi, vẫn không bao giờ đủ, chưa đủ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Nhưng cũng đỡ chứ hả? Cũng đỡ ha. Dạ đỡ sư phụ. Dạ phải. Giúp giảm bớt đau khổ cho con người. Đó là điều quan trọng, bởi vì dù là vũ trụ bóng, nhưng con người trong xác phàm vẫn cảm thấy cùng nỗi đau, nỗi khổ, buồn bã, phiền muộn đó. Cho nên công đức sẽ nâng họ lên khỏi. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi cần. Kính chào sư phụ. Chào. Xin cho chúng con biết sự khác nhau giữa các lực lượng hòa bình, như hòa bình từ Thượng Đế, hòa bình toàn diện, hòa bình cho tất cả, kiến tạo hòa bình và hòa bình vĩnh viễn, được không ạ? Chúng phát ra những năng lượng và cường độ khác nhau. Rất nhiều sức gia trì và năng lượng khẳng định đã ban rải xuống địa cầu. Nhưng loài người cũng phải ý thức được điều đó mà tận dụng nó.
Họ phải hòa nhập vào chiều hướng khẳng định hơn. Từ trong thân khẩu ý của họ, họ cũng phải cầu nguyện nhiều hơn và thành tâm thì mới có thể hòa nhập với lực lượng tình thương và hòa bình sẵn có này và kiến tạo hòa bình thật sự ở địa cầu. Không phải chỉ giữa loài người với nhau, mà còn với loài vật nữa. Chúng ta phải chung sống trên địa cầu, trong sự biết ơn và hòa hợp với tất cả các bạn đồng cư. Trời ơi, phải vậy mới được. Nếu mình không làm, thì mình là dạng người gì? Dạ đúng, sư phụ, đúng vậy. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, không có chi cưng. Thưa sư phụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu có vị hộ pháp cho nhiều lực lượng, tình thương và hòa bình xuống thế giới này hơn nữa? Ồ, sẽ hỗn loạn hơn. Nếu làm quá đột ngột, quá mạnh mẽ, vì nghiệp quả sẽ chuyển biến rất nhanh và mãnh liệt, nhanh hơn, mạnh hơn. Dạ, như họ phải trả một món nợ lớn khổng lồ, hết luôn một lần một, hoặc bị đánh đập để trả hết một lần. Thay vì bị tù 10 năm. Vì sao có ảnh hưởng ngược như vậy, thưa sư phụ? À, bởi vì thân thể vật chất này dày đặc, thô kệch quá cơ cấu thể chất của con người ở đây. Không chịu nổi lực gia trì khẳng định mãnh liệt như vậy. Giống như mình cho em bé quá nhiều chất bổ. Em bé không tiêu hóa nổi như người lớn. Thậm chí mình người lớn cũng không thể tiếp nhận quá nhiều chất bổ một lần. Dạ đúng, sư phụ. Ở châu Á chẳng hạn, hay ở Đại Hàn, nếu anh là người Đại Hàn thì anh biết, hoặc bên Âu Lạc Việt Nam, thông thường họ không cho người trẻ uống nhân sâm loại mạnh. Hầu hết trên 60 tuổi, hoặc những người cao niên, người bệnh mới dùng thôi. Dạ. Dù vậy, cũng còn tùy người đó bị bệnh gì và loại sâm nào. Có những loại nhân sâm mạnh hơn, quý vị biết phải không? Dạ. Anh người Đại Hàn hả? Không phải. Người Indonesia? Dạ phải. Được rồi. Nhưng anh có thể hỏi người Đại Hàn, họ sẽ nói cho anh biết. Dạ. Tôi thương người Indonesia. Tôi thích vải batik, vải Indonesia mềm mại, thoải mái. Kính chào sư phụ. Chào. Xin sư phụ chia sẻ thêm về vai trò của Ngài trong việc điều hành các lực lượng mà Ngài mang xuống đây cho con người sử dụng, như làm sao điều chỉnh các lực lượng này cho phù hợp với từng cá nhân. Cái đó mình phải thấy rõ trước, phải biết rõ như chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Họ phải biết họ làm gì. Dạ vâng, dạ hiểu sư phụ. Thưa sư phụ, có phải một số lực lượng dễ cho con người tiếp nhận so với các lực lượng khác? Ví dụ như lực lượng làm trẻ, nó dễ hơn nếu chỉ liên quan đến một người. Trái với vô hiệu hóa thiên tai thì liên quan đến một nhóm người. Ờ, chắc chắn rồi. Đúng, quý vị hiểu đúng. Giải quyết cộng nghiệp phức tạp hơn. Bởi vì hiển nhiên rồi, vì một người có nhiều liên hệ phức tạp với những người khác, dù họ đã qua đời hay còn sống, dù họ ở đây trên địa cầu này hay những tinh cầu khác hoặc cảnh giới tâm thức khác, điều đó quý vị biết rồi. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ. Thank you, Master. Không có chi. You're welcome. Thưa sư phụ, làm sao biết mình đủ mạnh để hòa nhập với lực lượng nào đó mà sư phụ đã mang xuống? Chúng con có cần đạt tới một trình độ tâm thức tối thiểu nào để sử dụng, thí dụ như lực lượng chữa lành hay chuyển hướng dinh dưỡng không? Nó sẽ tự nhiên xảy ra nếu quý vị muốn dùng. Lúc đó sẽ biết mình có thích hợp hay không. Có thể đạt tới hay không? Thí dụ, muốn chuyển sang thuần chay, thì lực lượng này sẽ giúp mình thực hiện dễ dàng. Như tôi đã nói rồi, nếu quý vị bị bệnh, chẳng hạn, lâu rồi, cho tới nay, vẫn không có bác sĩ nào chữa được. Đã dùng hết cách rồi mà vẫn không khỏi. Mọi thuốc men đều vô dụng. Nhưng nay,
do lực lượng này mang xuống, quý vị sẽ tìm thấy phương pháp điều trị đúng, thuốc đúng, cách đúng cho mình sẽ tự nhiên đến với mình, sẽ đến với quý vị. Dù trước kia mình không biết, dù liệu pháp đó vô cùng hiếm có, thì quý vị biết là mình xứng đáng. Điều đó sẽ xảy ra để đáp ứng nhu cầu quý vị. Chỉ cần cầu nguyện, quan sát và sẽ thấy. Tôi nghĩ ít nhất một số quý vị cũng đã trải qua kinh nghiệm này rồi. Đúng không? Dạ đúng. Thật ra có một sư huynh bị vấn đề sức khỏe. Anh tìm cách chữa trị, đi nhiều bệnh viện, gặp đủ dạng y bác sĩ Tây Phương, nhưng không ai chữa được. Họ cũng không chẩn đoán được bệnh gì. À, không biết là vấn đề gì. Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. Rồi anh cảm thấy Thượng Đế thật sự đã cử người tới. Vì anh ta được tới một đông y sĩ và bằng cách nào đó anh đã được chữa khỏi. Chúng con ai cũng thấy sự khác biệt, thấy anh khỏe ra, ngủ ngon hơn. Nói chung là sức khỏe của anh đã thật sự cải thiện. Phải, thưa sư phụ, anh và chúng con đều cảm thấy rằng bằng cách nào đó từ cảnh giới trên, Thượng Đế đã gửi lực lượng này xuống. Gần như là một phép lạ, sư phụ. À, tôi biết. Thưa sư phụ, sao? Dạ, con xin nói thêm rằng đó không phải là trường hợp duy nhất. Cũng có một sư tỷ. Cô ta bị vấn đề nghiêm trọng về tuyến giáp ở cổ. Từ nhỏ, cổ cô bị sưng như vậy. Bác sĩ bệnh viện cho thuốc thang mà không khỏi. Rồi một bác sĩ đã chữa được. Cổ cô ấy trở lại bình thường, đang cải thiện. Phải, phải. Quả thật là phép lạ, thưa sư phụ. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ. Thật kỳ diệu. Tốt. Vô cùng cảm ơn Ngài. Tình vui. Tốt. Ít ra quý vị cũng có vài bằng chứng để biết những gì ta nói luôn là sự thật. Có những cái chứng minh được như thế này, có cái không? Dạ, chính chúng con đã thấy những ví dụ, sư phụ. À, tốt. Quý vị biết được thì tốt. Ok, chúc quý vị may mắn. Vô cùng cảm ơn sư phụ. Câu hỏi kế của con là chúng con có cần ở một đẳng cấp tâm linh cao để cầu nguyện cho người khác được lợi ích từ các lực lượng này hay không? Chỉ cần thiện và cầu nguyện, quý vị sẽ biết là mình có ở lực lượng cao không? Có ở đẳng cấp cao không? Dù sao, cầu nguyện phát xuất từ tình thương thì lúc nào cũng tốt. Ít nhất cũng tốt cho quý vị. Và nếu nó xảy ra, thì biết là hiệu nghiệm. Dạ vâng, con hiểu. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, có quan trọng cho người tu hành thu nhận lực lượng càng nhiều càng tốt để chuẩn bị cho những bước kế tiếp trong công việc mà sư phụ đã đề cập nhằm mang thế giới chúng ta lên những đẳng cấp tâm thức cao hơn nữa không? Phải, lực lượng minh sư sẽ làm điều đó, sẽ mang quý vị lên. Nhưng dĩ nhiên, những ai quan tâm cho chính họ và cho thế giới thì nên tu hành tinh tấn hơn để thu nhận càng nhiều năng lượng trên cao càng tốt để gia trì cho bản thân, cho gia đình, cho thế giới và vũ trụ, hiểu không? Dạ, chúng con sẽ làm. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có gì. Kính chào sư phụ. Chào. Ai đó? Con mới tới đây ạ. Người mới nữa. Ok, anh khỏe không? Dạ, con khỏe. Con rất vui được đây, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Được. Khi sư phụ dùng lực lượng hủy nghiệp, thì nghiệp chướng được tiêu trừ như thế nào ạ? Giáo chủ nhân quả có nghiêm ngặt đòi phải trả giá hay không? Chà, quý vị để ý đủ thứ. Trẻ sẽ tóc làm tư. Ok, how? Làm thế nào hả? Dạ. Minh sư làm cách nào? Có những cách khác nhau để tiêu nghiệp. Bằng cách tâm ấn, tiêu hủy được một số. Bằng cách dùng thân thể gánh nghiệp cho người thọ pháp hay người được quan tâm tới. Bằng cách ban tặng công đức tu hành hoặc hy sinh lãnh nghiệp, vân vân. Dĩ nhiên, quý vị biết mà, giáo chủ nhân quả là chúng sinh vô cùng khắc khe. Dạ vâng. Thưa sư phụ, sự khác biệt giữa hủy nghiệp và điều hành nghiệp là gì? Khác biệt là thế này.
Hủy là tiêu hủy hoàn toàn bằng sự trao đổi tất cả nghiệp quả hay một số nghiệp nào đó. Còn điều hành nghiệp là giảm bớt hay kéo dài ra tới mức độ chịu đựng nổi theo thời gian để người đó có thể sống sót và chịu đựng cho tới khi đạt tới một đẳng cấp tâm linh nào đó. Như vậy tốt cho họ, hiểu không? Giá hiểu, hoặc là lấy nghiệp bằng cách minh sư chịu khổ về nhục thể. Tùy trường hợp và sự thương lượng tâm linh. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Kính chào sư phụ. Chào. Thấy anh già hơn đó, sao vậy? Không có đâu, nói đùa thôi. Thêm một tuổi hả? Dạ đúng sư phụ. Nhưng thấy anh đẹp trai hơn trước. Cảm ơn sư phụ. Hay có lẽ do máy quay phim phải không? Dạ có lẽ máy quay phim. Trông anh ta đẹp hơn không quý vị? Dạ đẹp. Được rồi, tốt. Thưa sư phụ, đó là nhờ sự giá trị và tình thương của Ngài. Luôn luôn là nhờ sự giá trị và tình thương của Ngài. Tốt cho anh. Thưa sư phụ, sao? Xin sư phụ cho chúng con biết địa cầu có sự thăng hoa tâm linh nào đáng kể sau năm 2013 không? Quý vị không biết à? Không xem trên Internet hả? Không thấy trên truyền hình hả? Dạ, chúng con có thấy trên Internet và trên truyền hình. Quả thật là thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Tuyệt diệu. Phải. Dạ, thật tuyệt vời. Đúng vậy. Nếu lên Internet, gõ chữ chay hay thuần chay thì sẽ thấy điều này rất phổ biến. Và gõ chữ hòa bình thì sẽ thấy khắp mọi nơi. Phải. Thật kỳ diệu, sư phụ, tối thiểu ở mọi nơi cũng bớt đi. Những cuộc chiến lớn, chỉ còn chiến tranh nhỏ chỗ này chỗ kia, hoặc vài cuộc chiến đã ngưng hẳn. Dạ, một số người đã giảng hòa với nhau, một số đã bỏ vũ khí xuống, một số vừa mới đàm phán, nhiều họ đàm hòa bình hơn, và dĩ nhiên hòa bình đang lan rộng khắp nơi. Tỷ lệ hòa bình cao hơn bao giờ hết, nhiều hòa ước hơn, nhiều thỏa thuận hay đàm phán hòa bình hơn. Thậm chí chính quyền tốt hơn, lên thay thế, vân vân, và đã có tường trình cho hay họ đang tiến hành làm thịt chay ở châu Âu. Quý vị biết chứ hả? Dạ, hay quá. Và dựa theo bản tin của Ủy ban châu Âu, thì Ủy ban châu Âu thậm chí tài trợ cho một dự án nghiên cứu gọi là Live Meat, giống thịt, hoàn tất hồi đầu năm 2013 vừa qua. Và điều phối viên của dự án này thông báo là sản phẩm thịt chay live meat, gọi là thịt, sản phẩm không thịt, có thể sẽ tung ra thị trường vào giữa năm 2014. Cũng có nhiều dự án để giảm thiểu thoáng khí. Hiện nay ở khắp nơi người ta ý thức hơn về những hậu quả gây ra biến đổi khí hậu và cố gắng giảm thiểu những gì sinh ra tai hại này. Ngày nay, thậm chí có nhiều giới truyền thông, truyền hình và nhiều trang mạng Internet hơn đề cập về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu và những cách để giảm thiểu. Họ làm vậy thì tốt, phước cho họ. Chúng ta phải cố gắng hơn, phản ứng nhanh hơn, ăn thuần chay, tạo hòa bình để giảm thiểu mọi thứ tai hại, để bảo vệ chính mình và địa cầu. Dạ, chỉ cần ngưng giết hại lẫn nhau, ngưng giết thú vật, thay vào đó giết những dấu vết phủ định, phun bồi khẳng định thì sẽ không sao cả. Thưa sư phụ, nhiều người tin rằng năm 2012 hoặc 2013 là thời gian chuyển biến tâm linh trên địa cầu. Xin sư phụ cho biết là chúng ta đã qua giai đoạn chuyển biến đó chưa? Hay vẫn còn đang chuyển tiếp? Vẫn còn đang chuyển tiếp. Dạ vâng. Tôi biết chữ đó nói nhiều lần rồi mà đôi khi không thể điều khiển lưỡi mình. Hay như bàn tay mình, bởi vì tôi thiền rất nhiều, ngay cả trước khi đến nói chuyện với quý vị suốt ngày, mỗi ngày, ban đêm nữa. Thiền là lẽ sống của tôi, quý vị biết mà, cho nên nhiều khi không thiền, nhưng tôi vẫn hòa nhập ở mức độ nào đó. Dạ vâng, mấy câu hỏi đầu óc đôi khi cũng làm mình nặng nề. Ôi chào, hỏi chi mà nhiều câu khó quá, làm đầu óc tôi phải tính toán. Bao nhiêu phần trăm, kéo dài bao lâu?
Bây giờ quý vị hài lòng với tất cả câu trả lời của tôi chưa? Hy vọng vậy ha. Dạ, rất hài lòng. Cảm ơn sư phụ rất nhiều ạ. Không có gì. Thưa sư phụ, anh người Indonesia nữa hả? Dạ vâng. Anh nói lại chỉ chào bằng tiếng Indonesia đi, tôi quên rồi. Abakaba. Có nghĩa là bạn khỏe không? À, thưa sư phụ, nếu có ai cầu lực lượng thành tựu ước muốn, rồi ước điều xấu, liệu lực lượng điều hành của Minh Sư có ngăn chặn điều đó trở thành sự thật không? Làm sao mình bảo đảm dùng lực lượng đó một cách đúng đắn? À, quý vị phải nghĩ kỹ trước khi ước muốn điều gì. Dạ hiểu, mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình muốn, đúng không? Dạ đúng, người nào muốn điều xấu sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Chúng ta nên hướng nội để biết động cơ của mình, xem có thành tâm không, có ích lợi không, có chân thật không, thì biết mình dùng lực lượng đó có đúng đắn hay không. Chúng ta không thể lạm dụng lực lượng thiên đàng. Giả sử nếu mà điều ước xấu đó thành sự thật, thì cái giá phải trả sẽ đắt vô cùng. Thật sự là như vậy. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Thưa sư phụ, khi chúng con cầu nguyện để cảm ơn các vị thần, nữ thần, kiên thần, thánh thần hay thượng đế tối cao, về phần tâm linh sẽ làm việc như thế nào? Có hộp thư tâm linh chứa những lời cầu nguyện của mình để chúng sinh thiên đàng nghe thấy không? Ý anh là Internet, điện thư đó hả? Dạ, có lẽ tương tự vậy. Họ có thứ hay hơn vậy nữa. Được rồi, nghe đây. Tùy vào đẳng cấp tâm linh và nghiệp của quý vị, lời cầu nguyện sẽ đi đến cảnh giới tâm thức nào đó. Mỗi người mỗi khác nhé. Ồ, thì ra là vậy. Những chúng sinh ở đó có giúp được quý vị trong trường hợp đặc biệt này hay không? Tùy vào phước báo, lòng thành của quý vị, tùy vào sự can thiệp của ai đó, có lẽ cao hơn quý vị, hoặc lời cầu nguyện của người nào khác. Nhưng hộp thư thì có khắp nơi. Họ có những thứ hay hơn Internet. Hay quá. Đừng lo, thiên đàng đang theo dõi. Ngay cả địa ngục cũng theo dõi. Thiên đàng và địa ngục đều đang theo dõi và nghe thấy mình và giúp hoặc hại mình. Còn tùy. Chỗ nào làm được là làm. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Thưa sư phụ, sao ngài không được phép dùng những lực lượng này cho lợi ích riêng? À, tôi chỉ có thể được giúp đỡ tối thiểu trên địa cầu thôi. Những gì tối cần thiết. Lý do duy nhất, đôi khi tôi được giúp, có lẽ như là thân thể đau bệnh, để được khỏe hơn, chỉ là cho tôi có thể tiếp tục việc này. Dạ, sư phụ, dù vậy cũng chỉ được giúp tối thiểu thôi. Nhưng lại còn san sẻ với đệ tử, những người theo tôi và thế giới nữa. Thêm vào đó, tôi vẫn tiếp tục ban tặng công đức tâm linh cho những nhu cầu khẩn cấp trên địa cầu. Thành ra tôi lại càng yếu hơn nữa. Đó là cái giá phải trả cho những gì Minh Sư phải làm. Dạ vâng, không thoát được, không tránh được. Giống như khi mình làm gián điệp hay mật thám trong nước địch hay địa phận của địch, thì mình không được phép có quá nhiều thứ. Dạ vâng, không được trang bị với mọi tiện nghi, công cụ, đặc quyền hoặc sự giúp đỡ mà mình có trong nước của mình. Dù làm vua ở đó, cũng gần như là phải tự lực cánh sinh, có thể nói vậy thế thôi. Trong lịch sử Trung Hoa, nếu quý vị đọc, người Trung Hoa họ biết, thí dụ như vua Càn Long, hoặc vua Khang Hy, à, đúng vậy. Những vị này, thí dụ hai vị này, hầu như nhiều lần họ giả dạng thường dân, đi thị sát các quan chức và cư dân địa phương, muốn tìm hiểu dân tình, hoặc để bài trừ, hoặc để giảm thiểu nạn tham nhũng trong tầng lớp quan chức cấp dưới, để coi chỗ nào có bất công, thì giúp người dân. Khi du hành trong nước, họ chỉ có vài cận thần đi theo. Họ không thể nói với viên chức địa phương nào
hoặc tiết lộ danh tánh của mình. Họ hay gặp rắc rối nguy hiểm cũng vì vậy, không thể được bảo vệ như khi ở trong cung điện. Nhưng họ vẫn làm vì họ thương dân, chịu đựng mọi gian khổ, thử thách cũng vì lợi ích của thần dân, vì họ muốn mang lại cho dân một đời sống tốt đẹp hơn. Đó là tình thương. Dạ vâng. Bây giờ chúng con hiểu tại sao Ngài chịu đựng quá nhiều cho tất cả chúng sinh là vì tình thương. Cảm ơn. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Thưa Sư Phụ, ma hay lực lượng phủ định có tìm cách ngăn cản loài người sử dụng những lực lượng mà Ngài mang xuống đây không? Và các lực lượng được bảo vệ như thế nào để khỏi bị mất hay lãng phí đi? Có chứ. Ma Vương làm vậy hoài. Đó là công việc của y. Đó là lý do người tốt được lợi ích nhiều hơn người không tốt. Nhưng như vậy cũng tốt. Để bảo đảm không có sự lạm dụng xảy ra. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Không có gì. Thưa Sư Phụ, cô khỏe không? Dạ khỏe. Cảm ơn Sư Phụ. Trông cô đẹp đó. Cảm ơn Sư Phụ. Ôi, Sư Phụ thật sáng ngời. Nơi ai thoa phai tiếng bù xù. Cảm ơn Sư Phụ. Con quên câu đó nghĩa là gì? Xinh đẹp là cô. Ôi, cảm ơn Sư Phụ. Nơi ai thoa phai Sư Phụ. Thoa phai nghĩa là quý vị là. Nơi nghĩa là xinh đẹp. Hy vọng tôi đọc đúng. Tôi cũng quên ngôn ngữ này vì chỉ nói tiếng Anh mà không nói tiếng này hàng ngày. Khen ngợi mọi người bằng ngôn ngữ này, lý do là vậy. No I for five, nghĩa là rất xinh đẹp là quý vị. No I for five. Rất đơn giản, xinh đẹp là quý vị. Tôi rất thích ngôn ngữ này, nói quý vị rồi. Ngôn ngữ hay quá, rất hay. Đơn giản, dễ dàng, ngắn gọn. Đối với một phụ nữ bận rộn như tôi thì không còn gì thích bằng. Mọi ngôn ngữ đều quá dài dòng, văn phạm quá phức tạp. Dạ, nhiều quy tắc. Tất cả chúng ta nên học tiếng Bù Xu, Sư Phụ. Và cách bố trí ngầm ở đâu đó. Cách phát âm ẩn ở đằng sau, bí mật ẩn đằng sau. Dạ. Thưa Sư Phụ, nói về cách bố trí ngầm, thì ma, lực lượng phủ định hoạt động như thế nào? Có phải là có ma vương ra lệnh cho những ma thuộc hạ làm chuyện bậy bạ chống lại minh sư? Phải, đúng vậy. Giống như một đội quân có tướng và binh sĩ ạ? Tướng, phải rồi, ma vương. Hay là những chúng sinh ma không lệ thuộc vào nhau mà làm việc theo nghiệp riêng của họ với con người trên thế giới? Cả hai cách. Có một số ma cũng làm nhiều hơn là những gì họ được phép làm, rồi cũng bị trừng phạt bởi luật pháp của ma vương. Họ cũng có luật lệ. Có một số ma làm nhiều hơn những gì họ được phép làm, cũng ranh mảnh như con người. Một số cũng làm những trò tinh quái. Phải, cả hai. Nhưng nếu mình tốt và sống đạo đức, thì họ không đến gần được. Nhưng vì đôi lúc quý vị muốn làm điều tốt cho người khác hoặc nghĩ xấu gì đó, hay là người khác truyền nghiệp sang cho quý vị, thì đó có thể là mầm móng cho những ma này đến gần. Nhưng quý vị có sự bảo hộ. Câu quý vị hỏi, trả lời là cả hai. Tuy nhiên, nếu có gì hại đến minh sư, thì đó chỉ là sự trao đổi để giảm bớt khổ nghiệp cho đồng tu và hoặc cho con người trên thế giới. Chứ bản thân ma vương không làm hại minh sư. Nhưng trên thế giới này có công lý. Đây là các thế giới thấp, phải duy trì công bình và công lý. Đây là cảnh giới của sự thưởng phạt. Hiểu ý tôi không? Dạ vâng. Họ không màng ai bị trừng phạt, miễn là sự trừng phạt được thi hành. Mình có thể chết thay cho người nào đó. Họ không màng ai chết. Đối với họ, đó là một sự hỗn độn chung. Nếu nghiệp được trả, nếu điều gì đó xảy ra để thanh toán nợ nần, cũng như ngân hàng
không cần biết ai trả nợ. Yes, Master. As long as the debt is paid. Miễn trả xong nợ là được. If not, they take nếu không, họ tịch thu tài sản, your house, nhà cửa và đuổi quý vị ra. Như vậy thôi, tương tự. Okay, huh? Yeah. Yes, dạ. And also in this world, và trên thế giới này, khi có ai muốn làm gì lợi ích, thì ma vương luôn luôn tìm cách cản trở. Nhưng có chúng sinh ma nào được đặc biệt giao phó cho sứ mệnh duy nhất là cản trở công việc của minh sư không? Hay điều đó thực hiện ra sao ạ? Có nhiều chứ không phải chỉ có một. Họ làm việc qua mọi thứ, mọi nơi. Qua mọi người, qua loài vật, thậm chí cả côn trùng, qua con người. Thưa sư phụ, con thường tưởng tượng ma đi quanh, rỉ tai con người xúi họ làm điều xấu. Nhưng có những cách hữu hình và cụ thể hơn mà ma lừa gạt và điều khiển con người hay không? Ý quý vị là vậy đó hả? Dạ, đại khái vậy, sư phụ. Những mánh lới hữu hình và cụ thể của ma thì rất nhiều và đa dạng, tùy vào người mà họ muốn dụ dỗ. Chẳng hạn như họ tìm cách đưa con người vào cám dỗ, dồn hai kẻ thù lại với nhau. Đó là một trong những thí dụ, không cần phải rỉ tai gì hết. Rồi chuyện này sẽ dẫn đến chuyện khác. Và hiệu ứng dây chuyền, rồi phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu và tiếp tục mãi. Ngay cả khi vừa hết, lại có thêm nhiều nữa ở chung quanh để bắt đầu sự hỗn loạn mới. Tôi chỉ có thể nói tội nghiệp cho chúng sinh ở địa cầu. Họ thật bất lực trong vòng nhân quả. Chỉ cần tu hành, chỉ cần cầu nguyện, chỉ cần thiền, tìm một vị minh sư giúp quý vị lên cảnh giới trên, vì ở cảnh giới này, ôi chào, đau khổ. Cảm ơn sư phụ. Thì sư phụ, có thứ vật chất nào mà có thể đuổi tà ma vô hình lực lượng phủ định hoặc thậm chí hủy diệt nó không ạ? Ý anh nói là bùa đó hả? Dạ, có lẽ tương tự như vậy. Có lần ngài nói đến chanh. Đó là nói về vệ sinh. Dù sao cũng tốt. Chanh cũng cắt đứt một số năng lượng phủ định. Nhưng không phải cho tất cả mọi thứ. Không phải cho tất cả nhé. Dạ vâng. Tuy nhiên nhiều người đeo hình của tôi. Dạ. Họ nói là có giúp, nhưng xin đừng làm tôi nghẹt thở bên trong áo quý vị. Và đừng để hình tôi trong ví quần quý vị rồi ngồi lên. Quý vị nặng lắm. Trọng lượng quý vị rất nặng. Nếu nghĩ hình của người sống hiệu nghiệm như chính người đó, thì xin để họ ở một nơi dễ thấy và tôn kính hơn, hiểu không? Dạ, dạ vâng. Để nó có ảnh hưởng tốt hơn cho quý vị, hiểu không? Dạ. Cảm ơn ngài. Đây chỉ là sự giúp đỡ hữu hình. Nhưng quý vị thiền pháp môn Quán Âm, quán ánh sáng và âm thanh nội tại của thiên đàng thì đó là giúp đỡ to lớn nhất. Dạ, bởi vì quý vị sẽ khơi dậy sự bảo vệ như được cho biết lúc tâm ấn. Quý vị đuổi ma đi bằng tâm thức và ý chí mạnh mẽ, cũng như bằng lực lượng thiền định của mình. Nhưng hủy diệt họ thì không thể được. Bởi vì chính lực lượng của tư tưởng và hoặc hành động phủ định của người phàm là cái làm cho ma tiếp tục hoạt động và sống mạnh. Quý vị không thể diệt hết bởi vì chính mình tạo ra họ do thân, khẩu, ý, bi quan, phủ định và nhiều điều khác, hành động khác của mình. Nhưng quý vị có thể tránh họ, tránh bằng cách vững mạnh về đạo đức và tu hành. Chỉ tin vào Thượng Đế và lực lượng khẳng định, chỉ làm những việc tốt, trên hết là tránh bất cứ gì xấu, bất cứ hành động nào quý vị biết là xấu, giữ ngũ giới ngay cả trong tư tưởng, không phải chỉ trong hành động thôi, thiền tinh tấn,
ăn thuần chay, tạo hòa bình, rồi tất cả sẽ tốt đẹp. Thì dù ma có ở ngay bên cạnh quý vị, y cũng không làm được gì nhiều. Y chỉ có thể nhỏ giải thôi. Thưa sư phụ, con xin hỏi thêm về việc để hình của Ngài ở nơi tôn kính. Thế thì đeo hình Ngài ở cổ thưa có được không? Không phải bên trong áo mà ngoài áo thưa có tôn kính không? À, cũng được. Tôi nghĩ là không thể cấm quý vị làm điều gì. Tôi chỉ nói một cách hợp lý thôi, hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng biết không, chỉ có hình thôi không đủ. Quý vị cũng phải cố gắng làm người tốt. Dạ, trì ngũ giới, thiền định, hiểu không? Dạ hiểu. Nếu không thì không công bằng với giáo chủ nhân quả, với công lý của thế giới này. Mình ở đây thì phải tôn trọng luật lệ nơi đây, giống như khi tới nước Pháp. Quý vị nên tôn trọng luật lệ của nước Pháp, dù quý vị là người Mỹ. Dạ vâng. Thưa sư phụ, câu hỏi kế tiếp là ma trông giống như thế nào khi họ không dùng hình dạng vật chất? Hầu hết đối với mắt trần, họ vô hình. Nhưng nếu quý vị thấy được, thì một số trông rất gớm ghiếc, quái dị. Nhưng một số trông còn tạm được, chấp nhận được. Thưa sư phụ, chúng con biết, thân thể vật chất của mình chứa nhiều thể tâm linh, chẳng hạn như thể vía để dùng trong thế giới Atula. Nhưng mục đích của những thể tâm linh kia là gì? Đó là để dùng khi đi lên các cảnh giới tâm thức cao hơn. Dạ hiểu. Có ngày quý vị sẽ phải đến đó. Quý vị sẽ đi, quý vị muốn đi. Quý vị dùng thể đó thay vì thể này. Quý vị nếu dùng thể xác thì không thể đến đó được. Nếu dùng thể vía, quý vị sẽ bị thiêu hủy. Bởi vì đó là tần số khác, mức năng lượng khác, quá mạnh liệt đối với thể vía. Nếu quý vị đến cảnh giới nhân quả, chẳng hạn, hoặc nếu dùng thể trí, thể thuộc cảnh giới thứ hai, mà muốn đi đến cảnh giới thứ ba thì không thể được. Đến đó, quý vị mặc y phục khác, giống như đi gặp vua và nữ hoàng thì mình mặc y phục đẹp hơn. Đến cung điện, đi dạ tiệc, thì mình mặc y phục khác. Như hôm nay, ngày Tết, muốn gặp tôi, muốn trông mảnh trai thì quý vị mặc y phục đẹp đẽ. Dạ. Khi lên những cảnh giới cao hơn, nó giúp quý vị có thêm lực lượng khẳng định để đương đầu với thế giới này khi còn sống, và cũng gia trì cho quý vị nữa, bởi vì mỗi thể có năng lượng khác nhau, trí huệ và chức năng khác nhau. Càng lên cao, lực lượng càng mạnh, trí huệ càng nhiều, càng tốt hơn, có nhiều chức năng cho quý vị, dùng được nhiều việc. Càng lên cao càng nhận được nhiều năng lượng, sức mạnh, trí huệ, càng tốt cho mình và môi trường mình đang sống. Dạ vâng. Cảm ơn sư phụ rất nhiều, vô cùng cảm ơn Ngài. Không có gì. Thưa sư phụ, đầu tháng này, Ngài từ ái khuyên chúng con nên dùng các lựa chọn thân thiện của môi trường thay thế cho khăn giấy và cũng để tiết kiệm nước. Sư phụ đặc biệt quan tâm về điều gì khi Ngài chia sẻ thông điệp này ạ? Cây cối đau khổ khắp nơi, hàng triệu người không có nước hoặc không có nước sạch để uống. Trong khi chúng ta dội nước sạch xuống bồn vệ sinh, chúng ta không những làm ô nhiễm môi trường mà còn làm ô nhiễm nguồn nước. Từ đủ thứ việc mình làm, ngay cả việc tẩy trắng giấy và các công việc liên quan, chúng ta phải thật lòng hỏi chính mình điều đó đúng hay không? Tôi nghĩ là không. Tôi cảm thấy không đúng. Dạ, sư phụ. Đồ vật dơ thì mình còn rửa được. Chứ địa cầu đâu có làm được. Chúng ta không thể tiếp tục đầu độc địa cầu vì chất độc sẽ còn mãi trong đất. Cứ tích tụ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta sẽ là người gánh chịu những hậu quả không tốt cho sức khỏe. Bởi vì địa cầu rửa ở đâu được chứ? Tất cả độc tố sẽ vào thực phẩm, đất canh tác và nguồn nước uống, v.v.
Nên chúng ta phải hết sức giữ gìn môi trường lành mạnh, giữ địa cầu khỏe mạnh cho mình và những thế hệ mai sau nữa được khỏe mạnh. Tôi cảm ơn tất cả những ai cố gắng làm việc này. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi nói để nhắc nhở quý vị nên hòa nhã với thế giới và với chính mình. Dạ, sư phụ. Chúng ta nên càng tử tế càng tốt trên thế gian này, dù đây chỉ là cõi giả tạm. Nhìn xem, chúng ta đã gây ra biết bao thiệt hại cho địa cầu rồi, nơi mình sinh sống, thậm chí sống nhờ vào nó. Chúng ta nên làm hết khả năng để giảm thiểu thiệt hại cho môi trường, vì đó là bổn phận của mình. Chúng ta nên làm vậy, nên tự tế. Dạ, sư phụ. Thật ra, thưa sư phụ, ở đây chúng con đã theo lời khuyên của Ngài, đổi sang những cách mới này rồi. Làm vậy thật hay, vì đỡ ảnh hưởng tới môi trường, thật ra cũng cảm thấy sạch hơn nhiều. Chẳng hạn như giấy vệ sinh, chúng con biết là không được sạch lắm. Không, giống như dùng giấy vệ sinh khô mà cố lau cánh tay dơ. Như vậy không sạch bằng rửa với xà phòng và nước. Cho nên chúng con rất cảm ơn sư phụ đã sáng suốt rồi dùng khăn để lau tay. Dạ, sư phụ. Vì khăn còn xài lại được, nhưng giấy thì không. Mỗi năm hàng triệu cây bị đốn hạ. Chúng ta thảy hàng tỷ mỹ kim xuống bồn vệ sinh mỗi năm. Dạ, đúng vậy. Không phải chỉ cây cối thôi mà cả tài chính và môi trường. Thật sự không bền vững. Dạ, Ngài có đề cập 99 triệu cây mỗi năm. Và Ngài cũng nói là tốn 80 tỷ mỹ kim mỗi năm. Đó là nếu mình đếm được hết. Thưa sư phụ, có phải cứu cây cối cũng như cứu loài vật và do tình thương đối với chúng sinh khác sẽ mang lại tình thương cho chính mình? Đúng, dĩ nhiên rồi. Tất cả chỉ vì tình thương. Dạ, sư phụ. Thương bằng những cách khác nhau, thương qua hành động, thương yêu tử tế, bảo vệ, thương yêu hiền hòa với muôn loài như với chính mình. Quý vị sẽ cảm thấy rất vui khi làm điều đó. Đó là tình thương qua hành động. Giống như khi thương ai, thì mình muốn người đó vui. Mình làm cái gì mà người đó thích để họ vui. Dạ, sư phụ. Có nhiều cách khác để bảo vệ thế giới và chính mình. Hãy suy nghĩ và sáng tạo trong sinh hoạt hàng ngày. Cố giảm thiểu hoặc thay thế hoặc cắt bỏ hoàn toàn những gì có thể được để có lối sống giản dị, lành mạnh và hiền hòa hơn cho chính mình cũng như cho thế giới. Tôi nói đi nói lại hoài. Trước đây đã chỉ dẫn nhiều cách trên truyền hình Vô Thượng Sư rồi. Đa số là chỉ dẫn cho thầy giả của tôi hay một số người tôi biết. Nhưng lần rồi tôi nghĩ có lẽ nên cho mọi người biết. Cảm ơn Ngài rất nhiều về lời khuyên này. Xin sư phụ chia sẻ thêm lời khuyên thân thiện với môi sinh để tiết kiệm nguồn tài nguyên quý báu của địa cầu. Ồ, nữa hả? Chà, dạ, xin sư phụ cho biết. Được, nhưng đó chỉ là cách cho riêng cá nhân thôi. Trong hoàn cảnh quý vị, có thể sửa đổi hay làm khác đi một chút. Nghĩ coi mình làm được những gì, thay thế được những gì, như thế này, thay thế, dùng lại. Hiểu không? Nghĩ lại, nhiều thứ cũng tùy nơi tôi sống. Nếu được thì tôi ở hang động hay lều nhỏ, mỗi bề 3 mét hay nhỏ hơn nhiều. Dùng cái gì cũng rất tiết kiệm, luôn luôn biết ơn và sám hối. Bởi vì dùng cái gì, tôi cũng cảm thấy ăn năn. Khi nào không thể tránh được, tôi mới dùng. Ngay cả điện, nước, xăng, dầu, vân vân. Nhân tiện nói, tôi có xe điện. Tôi hứng nước mưa vào thùng, rửa hồ bơi sạch bông như mới, rồi làm nó thành bể chứa nước mưa. Dạ, sư phụ. Rồi chỉ dùng nước mưa thôi.
Wow. Những gì tôi khuyên quý vị, tháng này hay trước đó, tôi đều làm hết. Tôi bảo quý vị cái gì là tôi làm cái đó, nói là làm. Dạ, sư phụ. Không phải vì để tin tưởng, mà vì mình phải như vậy. Những gì tôi khuyên quý vị và những người khác trước đây, tôi đều làm. Tôi làm y những gì tôi bảo quý vị. Một việc tốt sẽ tạo ra nhiều điều tốt khác. Chẳng hạn như quý vị dùng nước mưa. Một ví dụ nhỏ thôi, quý vị hứng nước từ mái nhà vào thùng chứa lớn, càng nhiều thùng càng tốt, rồi thông các thùng với nhau nối vào hệ thống nước chính của mình. Thì có thể rửa tay, dội bồn vệ sinh, giặt quần áo, mọi thứ bằng nước mưa. Tôi làm vậy đó. Bây giờ tôi dùng mọi thứ bằng nước mưa. Dạ, sư phụ. Ngay cả trên vùng núi hẻo lánh. Dù sống trong căn lều nhỏ, tôi đặt 2-3-4 thùng quanh đó để hứng càng nhiều nước mưa càng tốt, rồi dùng nước đó. Một gia đình không cần nhiều nước, có lẽ 100 lít mỗi ngày. Số lượng đó dễ dàng lấy được từ nước mưa nếu có nhiều bể chứa lớn. Có những bể chứa đặc biệt làm để hứng nước mưa, không phải bằng nhựa, mà bể chứa bên trong làm bằng sắt. Còn bên ngoài giống như bằng gốm. Dạ, hiểu. Nó có nắp đậy để bụi không vào. Rồi có đồ lọc. Lọc trước khi nước mưa vào bể chứa, quý vị nhờ chuyên gia, thợ ống nước làm giùm, đồng thời nắp đậy phải tối để vi trùng không sinh sản trong đó. Khi tắt rồi hứng nước mưa, thì dùng miếng vải, vải gì cũng được, ngay cả găng tay để lọc, lỡ có bụi hay lá khô trong nước. Rồi đun sôi để dùng. Ý nói là đun sôi để uống hay nấu ăn bằng nước đó. Rất đơn giản. Rồi nếu dùng nước mưa, thì cũng không cần dầu xả làm mềm tóc. Quần áo, máy giặt cũng không cần xả nước làm mềm vải. Da dẻ mềm mại vì nước mưa không hề có hóa chất, không có canxi hoặc chất vôi hay cái gì trong đó. Đá vôi, bụi bặm trong đó. Cho nên cũng không cần muối làm tan vôi trong hệ thống nước của mình. Vậy là giảm được một thứ và đỡ bị hóa chất. Cũng không cần lọc nước bằng các máy lọc mà người ta bán để giảm thiểu canxi và chất lắng trong nước vòi thông thường. Bởi vì nếu nấu bằng nước máy thường, hầu hết các nơi nếu không lọc nước bằng những máy lọc này, thì ấm nước, son nồi sẽ bị đóng chất màu trắng, cặn canxi cứng, hoặc chất khoáng đóng ở dưới đáy ấm. Thí dụ vậy, quý vị không cần mấy thứ đó, dùng nước mưa thôi thì không những giảm thiểu hóa chất, những chất độc hại, không phải chỉ tốt cho môi trường, mà trên hết còn tốt cho mình. Đỡ tốn tiền mua mấy chất làm mềm, lại còn đẹp da, tốt hơn cho quần áo, tóc, đủ thứ. Và đỡ thuốc men đi bác sĩ. Ôi, đỡ nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ có năng lượng và môi trường thôi. Khi thân thiện với sinh thái, quý vị là người được lợi ích trước tiên. Dạ, sư phụ. Vì lợi ích của nước mưa thì nói hoài không hết. Mỗi khi dùng nước mưa, tôi đều cảm ơn thần mưa mỗi ngày. Dạ, sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều đã cho lời khuyên. Không có chi. Còn nhiều nữa, nhưng có muốn nghe thêm không? Dạ, muốn. Tôi không mua nhiều thức ăn, nên không phải phí phạm khi thức ăn bị hư. Mỗi ngày hầu như tôi ăn có một lần. Mấy thứ dễ nấu. Vậy là mãn nguyện rồi. Trừ khi có ai gần bên mang theo nghiệp ăn uống với họ thì tôi cảm thấy không thoải mái một chút. Nhưng không sao, không quan trọng. Nếu khó chịu quá và bao tử có vấn đề, thì tôi chỉ ăn một chút. Còn không, tôi cứ ăn ngày một bữa. Khi nào không ở trong phòng, tôi tắt máy sưởi hoặc là không dùng.
cũng chịu được. Lúc đó ta mặc thêm áo, áo choàng hay gì đó, đồ sạc, điện cho điện thoại và đèn dự phòng cũng vậy. Ta tắt hết khi không cần. Ta cắm những gì cần phải tắt vào một ổ điện dự phòng, rồi tắt tất cả cùng một lượt. Nhưng thứ nào không có đèn dự phòng và không tốn năng lượng khi cắm vào thì tôi không phải rút ra. Không bao giờ dùng máy sấy quần áo. Trước khi tôi đến đầu đó, nhiều đồng tu hay một số thị giả, họ đến mua đủ thứ. Như máy sấy quần áo chẳng hạn, tôi để nó vào một góc, không bao giờ dùng đến. Bởi vì, thí dụ, vào mùa đông, tôi giặt quần áo buổi tối. Dạ, sư phụ. Rồi phơi lên móc áo, móc lên sợi dây trong góc phòng. Tới sáng hôm sau, khi thức dậy thì nhiệt độ ấm đã làm khô gần hết, rồi đem ra phơi nắng hay không khí trong lành, tùy theo thời tiết. Khi nào trời có mưa, ta phơi đồ bên ngoài dù không có nắng, nhưng không khí trong lành. Dù trời có mưa một lần, hoặc một, hai ngày, quần áo cũng khô trong phòng rồi, có sẵn để mặc, nên tôi không cần nhiều quần áo. Đợi chút, tôi chào quý vị coi. Tôi đi lấy quần áo tôi trang. Dạ, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Ví dụ, đây là góc phòng của tôi nhé. Dạ, sư phụ. Đây không phải phòng tôi, đây là phòng làm việc. Phòng tôi nhỏ lắm, khoảng 1 bề 3 mét, 1 bề 1 mét rưỡi. Tôi đóng cái đinh ở đây, rất đơn giản. Dùng búa và đinh, đóng đinh lên. Một cái đinh thôi, hoặc cái móc nếu muốn, rồi treo sợi dây. Từ góc này tới cái đinh góc này, đóng đinh ở hai nơi. Một góc cái này cũng đủ cho tôi. Có loại đinh đặc biệt dùng cho bê tông. Không phải đinh nào cũng được đâu nhé. Nếu là gỗ thì dùng đinh thường. Nếu là bê tông thì dùng đinh cho bê tông. Chỉ cần buộc sợi dây từ cái đinh ở đây đến đây là có thể treo nhiều quần áo. Thấy không? Chỉ trong một góc treo được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cái. Thấy không? Giá rất rõ, sư phụ. À, như tôi treo ở đây. Chẳng hạn, đây không phải là sợi dây. Chỉ là cái gì ló ra nhưng sẵn tiện dùng luôn, không phải phòng tôi. Phòng tôi có một góc rất nhỏ nhưng có thể treo 10, 15, 20. Tùy theo. Nếu nhiều thì treo sát vào nhau, nếu không nhiều thì treo cách xa ra. Thế thôi. Và đừng quên nhìn cách nhé. Phải treo nhiều thứ trên cùng móc áo. Thế này, nhiều vớ trên cùng móc áo. Giá rất nhiều. Không phải chỉ treo ở đây, treo trên đây nữa. Rồi hai bên nếu có cái móc thế này, tôi treo mấy thứ khác. Thấy chưa? Rất sáng tạo, sư phụ. Đừng quên kẹp lại để khi trời gió nó khỏi rớt. Và khi treo, ví dụ hai cái khăn bếp, tôi treo hai bên, không phải chỉ một bên, thấy không? Có thể treo hai cái một lượt. Và đừng quên, treo trên dây ngoài trời thì phải kẹp vào sợi dây để không bị gió thổi bay đi hết. Ồ, dạ, lời khuyên hay. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Nếu bài thì đừng có đổ lỗi cho tôi. Rất dễ. Rồi khi lấy đồ vô thì chỉ việc mang nguyên cả như thế này vào. Rồi dùng cái gì mình cần, xếp lại hay cứ để y như vậy. Rồi cần cái nào thì lấy cái đó. Rất đơn giản, dễ dàng. Khỏi cần cái rổ lớn gì hết. Cứ để như vậy thôi. Rất dễ cho tôi lấy ra, lấy vào. Nếu trời mưa thì dễ lắm, lẹ lắm. Dạ, rất lẹ. Chỉ cần gỡ kẹp ra một cái, một cái, một cái, một cái, rồi mang hết vào trong. Tôi có thể lấy một lần khoảng 12. Hơn 12 móc áo đầy đồ. Dạ, hay thật, sư phụ. Còn nếu là mền lớn, thì chỉ việc phủ lên móc áo. Hai móc áo. Nếu mền lớn thì dùng hai móc áo, một nửa đây, nửa kia tôi gấp lại. Treo lên móc áo kia, hai móc áo. Rồi có thể treo lên sợi dây trong phòng. Hay quá. Lên sợi dây trong phòng tôi. Rồi sáng hôm sau đem ra ngoài phơi cho có nắng hoặc không khí trong lạnh. Một điều hay nữa, về việc treo áo quần ẩm trong phòng, là mùa đông, khi quý vị dùng máy sưởi trong nhà để giữ ấm, áo quần này sẽ cho phòng quý vị độ ẩm. Nếu không, quý vị phải để chút nước trên lò sưởi cho không khí khỏi bị khô, hiểu không?
Như ta đã nói, điều hay này dẫn đến điều hay kia. Có nhiều, rất nhiều điều, cả ngàn điều. Ngay cả biên lai siêu thị, tôi cũng giữ lại để xài. Cắt nó ra từng miếng nhỏ, dùng để ghi chú. Hy vọng quý vị thích làm mấy việc này. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thấy chưa, quý vị phải tổ chức đời sống của mình. Tôi ở chỗ nhỏ hơn và không bày biện khắp nhà, nên không phải lao dọn nhiều, cũng không phải đi tới đi lui nhiều, chỉ để kiếm đồ đạc. Nếu không làm việc như bế quan quốc tế hay ra chốn công cộng, bất cứ gì, không phải xuất hiện trước công chúng, thì tôi chỉ có vài bộ đồ mặc hàng ngày. Thật ra mỗi ngày ta mặc, tôi chỉ có hai bộ đồ, bởi vì nếu giặt buổi tối, buổi sáng có thể mặc được rồi. Cho nên tôi có hai bộ, luôn luôn đủ trong nhà. Nếu có nấu đi nữa, thì nấu bằng cái bếp điện nhỏ, loại có thể di chuyển được, dài khoảng cái này và có hai cái lọ. Dạ, sư phụ. Cắm điện vào nấu thôi. Khi nó sôi, mình tắt ngay. Vì mặt bếp vẫn còn nóng. Tắt bếp rồi, nồi vẫn còn sôi một hồi. Vậy là đủ chín rồi. Không cần nấu lâu quá, làm chết hết rau cải. Dạ, hiểu. Tôi không dùng lò nướng lớn gì hết. Nếu thỉnh thoảng cần nướng gì cho ai đó, nhưng rất ít khi, thì tôi dùng loại nhỏ cỡ này. Quý vị biết hả? Dạ biết. Cỡ hai quyển sách gặp lại khoảng chừng này. Loại di chuyển được, nhưng rất ít khi, hiếm, hiếm lắm. Đó là hồi trước, khi tôi còn ở chỗ vũ trụ tối cao. Bây giờ thì không nướng gì hết. Tôi chỉ luôn trông đến lúc đi thiền, khám phá những điều mới và cố nhớ ngôn ngữ vù xù này. Cho nên tôi vô cùng bận rộn và hào hứng lúc này. Tôi không nấu nướng nhiều. Khi nào muốn lau nhà thì tôi quét trước, quét sạch trước. Vì nếu nhà không sạch mà lau, thì nhà sẽ thành như có nhiều lằn bụi trên sàn, da phai. Cho nên, sau khi quét bụi hoặc dùng máy hút bụi, thảm tôi cũng lau nữa, để nó luôn luôn sạch. Bởi vì thảm hút bụi thôi, không đủ sạch. Tôi xịt hỗn hợp giấm 50% giấm, 50% nước, trên sàn sạch và trên thảm sạch. Sau đó mới lau. I mop it after that. Xịt giấm trước. Cẩn thận, đừng xịt lên mấy đồ mà mình không lau được sau đó. Sau khi xịt giấm xong, tôi lau bằng nước nóng. I mop with hot water. Không dùng hóa chất. Rồi giặt bằng xà bông giặt đồ. Thân thiện môi sinh, xà bông rửa tay. Mọi thứ đều thân thiện môi sinh. Và có một cái khăn tay cũng dùng làm khăn ăn. Dạ, sư phụ. Tôi cũng không dùng khăn giấy nhà bếp để lau khô chén dĩa hay bất cứ gì. Rửa xong, mình để đó một lúc, chén dĩa sẽ tự khô. Nếu còn vài giọt nước thì cũng không cần dùng khăn giấy. Chỉ việc lau khô bằng khăn vải, loại không đổ lông. Khăn bếp mà tôi vừa chỉ cho quý vị đó. Có thể mua khăn này ở bất cứ đâu. Khăn bếp đâu rồi nhỉ? Ví dụ đây là cái khăn bếp. Quý vị biết mà, phải không? Dạ biết. Bất cứ khăn bếp nào có thể mua. Dạ. Rồi chấm chấm nhẹ, không cần lau khô, bằng khăn giấy nhà bếp. Trời ơi, thật lãng phí. Dù không phải vì môi trường thì cũng phí tiền. Dạ, sư phụ. Thậm chí dạo này, nếu phải bằng vết thương hay mấy việc tương tự, thì tôi cắt miếng vải ra dùng, rồi dùng lại. Thay vì dùng băng gạc, rất tiết kiệm. Băng dán hay bông gòn. Quý vị còn muốn gì từ thân thể bóng này nữa không? Ôi, dạ muốn, nếu được, xin sư phụ tiếp tục. Được rồi, bây giờ đến việc mua sắm. Khi thị giả của tôi đi mua đồ, ta nói họ mang túi của mình theo. Dạ, sư phụ. Và đừng mua hoặc mua càng ít càng tốt. Mấy thứ thức ăn đã đóng gói sẵn. Vì mình đâu biết họ rửa bằng gì. Có thể họ dùng hóa chất để giữ thức ăn tươi lâu. Hoặc có nhiều chất clo hay bất cứ gì trong xà lách hay trái cây.
hay trồng rau, loại rau rửa sẵn và đóng gói, cho nên dù phải mua mấy thứ này, sau đó tôi cũng rửa lại. Tôi ngâm nước một hồi với chút muối. Trước tiên rửa sạch sẽ, rồi cho vào nước muối ngâm một hồi. Nhưng tôi chỉ dùng nước mưa. Tôi tin nước mưa có độ diệt khuẩn mạnh lắm, nên khỏi cần muối nữa. Chỉ rửa bằng nước mưa. Cho nên, tránh mua những thực phẩm đóng gói. Nếu mua thì nhớ rửa lại, làm gì đó cho nó sạch. Yeah, sư phụ. Dù đôi khi mình phải mua, thì mình lựa ra những thứ để tái sử dụng trong nhà hoặc bỏ vào thùng tái chế lớn bên ngoài. Thùng tái chế lớn. Dạ, sư phụ. Và khi rửa chén, tôi không tráng từng cái một, mà đổ nước đầy bồn rửa hoặc đầy chậu, cho chén dĩa vô hết rửa một lần, rồi tráng lại tất cả trong chậu nước sạch khác. Vì nếu tráng từng cái một, sẽ tốn rất nhiều nước. Không cần vậy, không cần làm vậy. Nếu nước mưa thì không có vấn đề gì lắm, tôi có rất nhiều lắm. Nhưng vì đôi khi tôi tráng chén dĩa bằng nước nóng, nên nước nóng là sau cùng. Hiểu không? Dạ hiểu. Nếu muốn tráng bằng nước mưa nhiều, nếu có nhiều thì có thể tráng từng cái một không sao. Nhưng nước nóng thì nên rửa lần cuối trong chậu hay bồn rửa, vậy là đủ. Dạ hiểu. Rồi như quý vị biết, ta treo quần áo lên móc cho cô. Có thể tiết kiệm rất nhiều chỗ, không cần phòng rộng để treo. Vì có thể treo như vậy trong hai... Ví dụ, rất nhiều. Bao nhiêu đôi vớ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đôi vớ treo trên một móc. Và treo cùng một chỗ. Nhiều thật, sư phụ. Nhưng nếu chỉ treo một cái khăn... thì rộng rãi quá rồi. Chỗ khăn này, tôi có thể treo được ít nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái. Hay quá, sư phụ. Tốn rất nhiều thời gian. Khi trời mưa chạy không kịp, quần áo sẽ ướt. Quý vị cũng có thể treo lên mấy cái giá phơi đồ mà họ bán. Họ để một khoảng rộng dăng nhiều dây. Có thể treo đồ lên. Dạ, sư phụ. Nhưng khi trời mưa, vẫn khó đem hết đồ vô một lượt vì mấy cái giá phơi đồ này rộng và rất lớn. Có thể va vấp lên chúng rồi làm rơi quần áo này kia. Nhưng tùy quý vị, chỉ là cách của tôi thì rất đơn giản, dễ dàng, tốt cho môi sinh. Sợi dây dài 1 mét trong phòng tôi có thể treo tối thiểu 10 bộ. Hoặc nhiều hơn, ngay cả ra giường, chăn mền, khăn tắm lớn, đủ thứ, tôi cũng treo lên đó, khoác qua móc áo rồi treo lên, làm sao cho ngăn nắp thôi. Còn khăn nhỏ như tôi vừa chỉ đó, quý vị có thể treo luôn hai cái, lên một móc áo, trên một móc áo thôi, nhiều vớ trên một móc áo, dồn hết lại giặt một lần. Buổi sáng, tôi cứ để vậy lấy ra, treo ngoài trời. Cũng dễ để tiết kiệm nhiều không gian. Tôi không cần nhiều dây, nhiều thứ. Tôi chỉ việc treo hết mấy đồ này ra, rất dễ dàng, đơn giản. Chỉ một sợi dây nhỏ thế này, nhiều ánh nắng mặt trời. Rồi trước khi mặt trời lặn, tôi mang vào. Tốt hơn là đừng phơi ngoài trời suốt đêm để tránh mưa đột ngột, hay sâu bọ, vi trùng, vân vân. Và ban đêm. Dạ, sức phụ. Hay gì đó rơi xuống quần áo. Rồi để lại thứ gì trên đó. Dạo này tôi chỉ mặc 2 bộ, mặc 3 bộ là tối đa, đủ cho tôi rồi. Đi giặt một bộ, qua hôm sau là mặc được rồi. Có thêm bộ nữa làm chi? Dạ đúng sư phụ. Nhưng hồi trước đồng tu tới, họ mua rất nhiều thứ mà tôi không dùng. Thỉnh thoảng họ vẫn mua. Tôi cứ gói nguyên vậy, rồi tặng cho hồng thập tự hoặc người vô gia cư. Dạ, sư phụ. Tôi chỉ mặc bộ đồ cotton tông đơn giản, thoải mái, ngồi thiền cũng được. Ngủ cũng được, mặc trong nhà suốt ngày. Cần thì cũng mặc đi ra ngoài được vì nó cũng lịch sự. Trong bình thường, đa dùng, không phải đồ ngủ. Như đồ thường nhật, nhưng thoải mái, dễ chịu, nên ta mặc để ngủ hay thiền. Nếu ít đồ thì tôi giặt bằng tay, giặt bằng máy khi có nhiều quần áo. Hay mền lớn này kia. Dạ, sư phụ. Quý vị có thể chọn kỹ đồ nào mặc ở nhà hay mặc ra ngoài.
có những quần áo mình có thể mặc bất cứ nơi đâu, nếu không vì ra gặp công chúng. Thì hai ba bộ này là đủ cho tôi rồi. Một chiếc áo choàng lớn ấm. Nếu tôi cần ra ngoài vào mùa đông, chỉ vậy thôi. Dĩ nhiên nếu đi chỗ nào đặc biệt, thì mình phải mặc gì đó đẹp hơn như bộ này. Trông lịch sự hơn. Vì việc đi chợ thì mỗi ngày, tôi thường viết xuống trước cần cái gì trước khi đi mua. Rồi đưa cho thị giả hoặc đem theo nếu tôi đi ra ngoài. Có sẵn danh sách rồi, ít nhất cũng đủ cho một tuần hay 10 ngày. Vì dù sao tôi cũng không ăn nhiều, nhưng cho họ, họ mua nhiều lắm. Nhưng cũng là những gì phải cung cấp cho chó và người trong một tuần hay 10 ngày. Và chúng tôi dùng hết sạch. Chính tôi cũng dùng hết trước khi đi mua tiếp, trước khi đưa danh sách khác. Như vậy tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo quản xe. Tiết kiệm tiền nữa, vì nhiên liệu bây giờ đắt đỏ. Ý tôi là cũng trả được, nhưng mình nên làm như vậy. Không phải vì có tiền rồi mình phá hoại địa cầu. Chúng ta ăn gì dễ hư trước. Như vậy đồ ăn sẽ không hư. Ăn gì thì nấu cái đó. Ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu. Nhưng cũng có thể nấu một nồi lớn. Mỗi ngày hâm lại, ăn được mấy ngày. Dạo này tôi ít khi nấu lắm, ăn mấy thứ ngon bổ mà không cần nấu nhiều, đỡ tốn công, thời giờ, xăng dầu. Tôi cũng không có bạn bè tán gẫu trên điện thoại hoặc điện thư, ngay cả gửi điện thư tôi cũng không biết. Không biết di chuyển con chuột làm sao nữa. Tôi di chuyển mà mũi tên chạy lung tung, tôi nói ô sao đâu mất rồi. Tôi di chuyển mà mũi tên biến lẹ quá, tôi hết biết luôn. Đôi khi tôi làm với thị giả, họ cố dạy cho tôi nhưng tôi nghĩ tôi là học trò rất dở, không học lẹ được, tại không dùng nó mỗi ngày. Dù có muốn gửi điện thư cho quý vị, tôi cũng không biết làm sao. Lúc nào cũng người khác phải làm vì tôi không dùng nó mỗi ngày, không tán gẫu trên điện thoại với ai, trừ khi cần hoặc khi ra ngoài cần đó, hay chỉ khi nào thật sự cần thiết mà thôi. Dạ, sếp Phong. Ngay cả thức ăn dư của chó, chúng tôi để bên ngoài, tôi nói thị giả để ra ngoài cho chuột, và dĩ nhiên thay mỗi ngày. Thức ăn mới, chim cũng vậy, tôi cũng mua trái cây. Tôi cũng cho chuột trái cây. Mua vài loại hạt cho chim, chuột và những loài vật khác. Họ ăn cả vỏ trái cây mà mình bỏ đi. Vỏ trái cây. Dạ, sếp Phong. Tôi cố tình gọt rất dày để có cả phần ruột chứ không chỉ có vỏ thôi. Họ ăn hoài, ngày nào cũng vậy. Em hết sạch, hết sạch. Vỏ trái cây lúc nào cũng hết. Cũng có các hạt khác cho chim và gì đó đặc biệt cho chuột. Tôi cũng cho họ ăn bánh mì thường chai nữa. Họ thích bánh mì. Bánh mì Đức họ thích lắm. Bánh mì Pháp họ cũng thích nữa. Kiến cũng bò ra kiếm phần dù là mùa đông. Bởi vì thỉnh thoảng tôi thấy chim đến ăn tôi để rất xa. Có gì còn dư thì đàn kiến đến phải bò rất xa đối với họ. Vậy là xa rồi, khoảng 1 mét, nhưng đối với họ là xa rồi, phải băng qua mô đất cao. Thấy tội nghiệp quá. Khi tôi thấy lối vào đồi kiến, nhà dưới đất của họ, tôi thường dời hoặc đặt bánh mì và hạt ngay bên cạnh để họ khỏi phải đi vòng quanh. Nhưng họ vẫn đi. Họ đi tới những nơi có thức ăn dư khác, chứ không chỉ ở đó thôi. Bày kiến khác. Xuyên quá trình. Dạ, sư phụ. Nhưng họ vui lắm. Tôi cảm nhận được từ trường vui sướng đó. Tôi cũng vui lây. Tôi cho đi quần áo hoặc mấy thứ không cần. Tôi vẫn còn nhiều thứ mà thị giả mua hồi trước để lại đây. Rất nhiều điều vô dụng. Khi nào có thời giờ, tôi sẽ phải lựa ra rồi cho đi. Tôi đã cho nhiều lắm rồi. Đủ thứ trong nhà xe và nhiều thứ trong phòng tôi. Khi nào có thời giờ, tôi sẽ lựa ra nữa. Nhưng thời giờ là thứ quý báu nhất. Tôi không có đủ thời giờ. Không thể tiết kiệm thời giờ đủ cho mình. Dù rất quý thời giờ, nhưng nếu cần phải ở một nơi rộng hơn, thì tôi sẽ ở. Nếu nơi đó có giá trị tâm linh mà tôi cần. Dạ, sư phụ. Nhưng tôi vẫn có thể xoay sở làm cho nó nhỏ lại bởi vì mùa đông. Nếu phòng lớn, chẳng hạn như chó ngủ trong phòng khách,
thì tôi chia phòng khách thành hai nơi. Dạ, sư phụ. Một bên vừa đủ cho chó ở. Rồi tôi đóng đinh hai bên, treo sợi dây kẽm giữa hai cái đinh. Giữa hai bức tường, rồi treo cái mền lớn lên đó. Nó thành nhiều vách ngăn. Còn phòng kia không dùng, nên máy sưởi không phải chạy nhiều quá. Không cần xài nhiều năng lượng mà chó vẫn đủ ấm. Trước đây tôi còn để chó ở với tôi trong phòng nhỏ, bề 3 mét, 1,5 mét. Nhưng ban đêm tôi hay thức dậy ghi chép đi ra đi vô. Tôi không muốn làm phiền họ, nên tôi để họ cạnh phòng mình. Như vậy họ biết tôi cũng ở đó. Nếu không thì họ khóc. Dạ hiểu. À, là vậy đó. Cái gì tiết kiệm được thì mình tiết kiệm. Dạ sư phụ. Làm mấy việc đó cũng vui. Dù có khả năng, tôi vẫn thích tiết kiệm. Thật thú vị khi biết được những sáng kiến này của sư phụ. Một điều khác nữa, sau khi mua sắm về, tôi để tất cả rau, trái cây có thể rửa được vào trong một bồn rửa hay cái xô để rửa cùng một lúc, rồi để vào một rổ đặt lên cái xô cho ráo nước. Như vậy tất cả nước rớt xuống xô bên dưới. Tôi để ráo nước cái xô thế này chẳng hạn. Quý vị dùng cái rổ rửa xà lách đó. Dạ, sư phụ, tôi lót cái rổ ở dưới đáy, gần đáy xô. Vì rổ sẽ không chảy xuống tận đáy. Cắt đáy xô như thế này. Cho tất cả rau cải, trái cây mà tôi đã rửa cùng một lúc vào bồn rửa hay cái xô lớn. Bỏ hết vào đó cho ráo. Rồi rổ nào cất được thì cất, để dùng hàng ngày. Sạch sẽ, dễ dàng, sẵn sàng. Không cần phải rửa nhiều, chỉ để trong xô ngâm một lúc, sau đó rửa lại lần nữa bằng nước mưa. Nước mưa tôi có đủ. Rửa đi rồi rửa lại, rồi nếu cảm thấy chưa sạch thì tôi cho chút muối vào. Ngâm một hồi thì tự nó sẽ sạch. Rồi tôi vẩy nó khô và bỏ vào xô. Đợi cho ráo trong phòng rồi dùng. Tôi không dùng máy hút bụi lớn, nặng nề và va chạm khắp nơi. Tôi dùng loại cho xe hơi, nhỏ, dễ dùng, thân thiện môi trường. Ô máy nhỏ nhỏ, tôi nhặt những gì chó ăn rơi vãi, vụn bánh mì này nọ. Ngày nào cũng vậy, hoặc tôi dùng chổi nếu khoảng cách xa. Còn không thì tôi nhặt lên thôi. Trên thảm thì phải dùng máy hút bụi. Nhưng tôi dùng máy hút bụi xe hơi, rất nhỏ. Và tôi dùng loại đèn pin nạp điện bằng năng lượng mặt trời. Mặt trời, tôi để pin dưới nắng, ban ngày để dưới nắng và ban đêm dùng. Dạ, sư phụ. Thì không có vứt pin bừa bãi. Pin cũng rất có hại cho môi trường. Có người vứt pin khắp nơi. Tôi dùng thùng để đựng rác và mấy đồ tái dụng thay vì dùng túi ni lông. Tôi cho tất cả vào trong cái bao lớn để khỏi dùng nhiều bao ni lông nhỏ. Bởi vì mình luôn có thể tráng, rửa thùng và dùng lại mãi. Không cần lót bao ni lông bên trong. Sau khi làm mấy việc này, quý vị sẽ thấy đỡ rác hơn biết bao, đỡ tốn hơn biết bao tiền hóa đơn mà quý vị phải trả nếu quý vị thử. Quý vị sẽ ngạc nhiên, bởi vì đôi lúc quá nhiều giấy vệ sinh, quá nhiều giấy lau nhà bếp, đủ mọi thứ, rồi phải đổ rác hàng ngày. Nhưng nếu làm thế này thì sẽ rất ít rác, đỡ hơn rất nhiều. Quý vị sẽ vui vẻ hơn nếu tiết kiệm hơn, sống đơn giản hơn. Thật vậy. Chắc chắn, bảo đảm, hãy chủ động về lối sống của mình, không cần phải sống như mọi người. Không cần phải sống như người khác, đời sống càng đơn giản, quý vị sẽ càng hạnh phúc, càng tốt hơn cho môi trường, tốt hơn cho túi tiền của quý vị và cho thế hệ tương lai mai sau. Dạ vâng, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nếu làm vườn, thì có thể để dành rau cải không dùng, vỏ trái cây hay cỏ đã cắt
để làm phân bón. Quý vị có thể hỏi chuyên gia hay xem trên Internet. Một điều nữa là bỏ giày dép ra trước khi vào nhà. Như thế, đỡ phải lau dọn hơn. Giày dép nên để bên ngoài hay trong thùng hộp, không nên để khắp nơi trên thảm, trên sàn, thậm chí trên giường, như trong một số trường hợp. Tôi thấy trên truyền hình có người về nhà để nguyên đôi giày lên giường nằm. Không biết sao họ làm vậy, sao lại có người làm vậy được. Như thế, giày dép sẽ đem vi trùng, vi khuẩn vào, làm mình dễ bị bệnh hơn. Nếu quý vị muốn vậy, dạ đúng. Và khi về nhà, tôi không nằm xuống với nguyên bộ quần áo từ bên ngoài, từ ngoài đường đầy bụi bặm, những thứ gây dị ứng. Những thứ đó là mình bị dị ứng, bất cứ gì, quý vị biết mà. Nên tôi luôn có sẵn bộ quần áo mặc ở nhà, hoặc ít nhất thay ra trước khi lên giường. Nhưng từ ngoài về, từ ngoài đường về, tôi luôn luôn thay đồ. Tôi dùng các sản phẩm thân thiện với môi sinh nhất có thể. Bất cứ gì, xà phòng, mỹ phẩm, nếu có dùng đi nữa. Tôi không dùng mỹ phẩm nào hết. Trừ khi phải lên truyền hình, thì tôi làm theo sách vở, thoa gì đó lên cho mặt không bị bóng. Dạ, sư phụ. Tôi học làm vậy để quay lên truyền hình. Xà phòng, mỹ phẩm, dụng cụ nhà bếp, quần áo, thực phẩm, xe hơi, máy móc, v.v. Nói tóm lại, bất cứ gì tốt cho môi sinh, thế giới thì chắc chắn là tốt cho mình. Dạ phải. Bản thân tôi thích phòng tắm có vòi sen nhỏ chung với bồn vệ sinh hơn là phòng tắm lớn với bồn tắm. Đỡ phải lau dọn, đỡ tốn nước, năng lượng, nước nóng, đỡ tốn thời giờ nữa. Tôi quý trọng thời giờ, quá ngắn ngủi trên địa cầu. Nên tôi lắp vòi sen và máy nước nóng loại nhỏ trong phòng vệ sinh. Hiện giờ là vậy. Trước đây cũng vậy và bây giờ tương tự. Phòng tắm khoảng 1,24 m². 1,24 m². Vậy là đủ rồi, đủ rồi, thật đó. Lớn khoảng này, đủ cho bồn vệ sinh, bồn rửa mặt và vòi sen. Nước cũng chảy trực tiếp vào luôn, cùng chỗ dưới bồn rửa, không cần nhiều. Lối vào thì treo cái màn. Rồi để gì đó ở cửa, ngăn không cho nước chảy qua phòng khác. Thế thôi, xong. Thật ra đó là phòng vệ sinh cho khách, nhưng tôi thích dùng vì nó nhỏ hơn. Dĩ nhiên tôi có phòng tắm khác, hai phòng có bồn tắm, đủ thứ. Nhưng tôi không thích dùng. Nếu có khách đến, tôi cho khách dùng phòng đó hay cứ để đó. Để đó, không dùng. Khi nào du hành, thì quý vị mang theo cái bình không. Đi đâu cũng có thể lấy nước rửa ráy. Mang theo ít xà phòng, một lọ xà phòng nhỏ và cái khăn nhỏ. Trên đường đi có thể rửa lúc nào cũng được. Dạ, sư phụ. Trời ơi, tôi có thể liệt kê hoài không hết những mẹo vặt hợp sinh thái này. Hay quá, sư phụ. Nhưng một số cách tôi đã nói rồi, hoặc trên truyền hình. Quý vị biết rồi. Hay có thể tìm những cách khác trên Internet. Họ có gì trên Internet không? Chắc có hả? Dạ có, sư phụ. Nhưng cách của ngài khác hơn và sáng tạo hơn nhiều. Có nhiều cách nữa, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc tốt hơn. Hãy có sáng kiến và bảo vệ. Dạ, sư phụ. Quý vị sẽ biết trong hoàn cảnh của mình, nơi mình sống, nên làm gì, nên có hoặc không có những gì, giảm thiểu hoặc gia tăng tối đa những gì. Nói tóm lại, hãy biết ơn những gì mình có. Cái gì giảm được thì mình giảm, đơn giản hóa cách mình sống, vậy thôi, hiểu không? Thân thiện sinh thái. Cảm ơn sư phụ rất nhiều về các sáng kiến hữu ích này. Không có gì, toàn chuyện quan trọng hả? Dạ vâng. Chà, tôi dạy quý vị những điều vĩ đại quá ha. Dạ phải sư phụ, dạ hay lắm sư phụ ơi. Trí huệ của vũ trụ bóng. Cảm ơn ngài rất nhiều. Không có gì cần. Nếu quý vị làm theo tất cả những cách này cho một thế giới thân thiện môi sinh, thì tôi cảm ơn quý vị nhân danh thế giới và nhân danh thế hệ sau, thế hệ sẽ sống và thừa hưởng địa cầu. Tất cả quý vị ở đây và ngoài kia thương quý vị cũng vì điều đó nữa.
Quý vị có hỏi gì nữa không? Dạ có, sư phụ. Chúng con có thể đặt câu hỏi tiếp theo về vũ trụ nguyên thủy được không ạ? Nói tôi nghe. Ngài có nói rằng có nhiều Kori, nhưng tất cả đều có cùng đẳng cấp. Xin sư phụ cho biết thêm về Kori, về vũ trụ nguyên thủy, tiến Pusu hoặc các mẫu tự. Tôi không rõ là có ghi chú gì nữa không. Tôi nghĩ là đã đọc hết rồi. Để tôi xem lại nhé. Cảm ơn sư phụ. Tôi không biết là có biết gì thêm không. Cứ mãi lo ghi mấy tên cảnh giới. Mất rất nhiều thời giờ rồi. Tôi tưởng đã đọc hết cho quý vị rồi. Họ không phải là cùng đẳng cấp. Họ không phải đẳng cấp như cái kệ này ở đây. Rồi mình để lên tất cả trên đó. Nó khác. Có điều trong ngôn ngữ chúng ta thì mình nói vậy. Tôi nghĩ đã đọc hết về các vị giáo chủ không thể thay đổi. Họ là những người rất hạnh phúc. Tôi có viết gì không? Tôi nghĩ là đã nói với quý vị rồi, nhưng có viết gì đây phía sau? Ở trung tâm vũ trụ nguyên thủy, có một lốc xoáy bất khả tư nghị với tốc lực không thể mô tả được, với lực lượng không thể đo lường, phát ra mọi hướng, gìn giữ cho mọi chúng sinh ở đó luôn phúc lạc, vui sướng và mãn nguyện với những phẩm chất diệu kỳ. Tình thương không thể diễn tả này từ lốc xoáy trung ương đó là bất biến, không bao giờ thêm bớt, không bao giờ hết, luôn luôn quân bình, cân bằng. Chúng sinh ở đó lúc nào cũng hoàn toàn phúc lạc. Họ luôn luôn đổi mới chính họ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cùng lúc vẫn giữ nguyên như vậy. Hoặc họ viếng các cảnh giới khác để trao đổi những phẩm chất vui thú mới, đủ các loại sinh hoạt khác nữa, nhưng không thể diễn tả ở đây vì thiếu từ ngữ và sự tương đồng trên địa cầu này. Những gì họ làm ở đó chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng hay mô tả được. Đó là những thế giới khác hẳn. Ở đây, trong vũ trụ bóng này, chúng ta có mô phỏng một số, nhưng mô phỏng quá thô kệch và ở một trình độ quá thấp, vô cùng thấp. Đó là nếu có mô phỏng được chút nào, họ hầu như ngược lại với mọi thứ trên địa cầu này. Họ chỉ có thân khẩu ý khẳng định, nếu có thể gọi đó là thân khẩu ý. Những sự diễn tả như buồn bã, phiền muộn không hiện hữu ở đó. Xin lỗi, ngắn gọn thôi. Tôi mới bắt đầu vào ngày 5, nhớ không? Vào ngày 4 hoặc ngày 5 tháng 1. Dạ, sư phụ. Bắt đầu vào vũ trụ nguyên thủy. Và tôi chỉ mới lên khoảng hơn 600 cảnh giới. Ôi, bất tận. Tôi rất thích đi. Có điều khi trở lại thế giới này thì cảm thấy xa lạ. Xa lạ quá. Thấy như mọi thứ đều thật phù phiếm, vô ích. Những gì chúng ta làm, suy nghĩ, nói năng không có nghĩa gì hết. Giống như một vở kịch, trò chơi hay phim ảnh thôi. Nhiều khi thấy khó cho tôi có cảm giác liên quan tới những điều này. Mặc dù tôi hiểu và tôi nhớ hồi trước nó như thế nào, và tôi trở lại ký ức đó để có thể kết nối với thế giới này và mọi thứ nơi đây. Nếu không có những ký ức quá khứ này, thì có lẽ tôi cũng không biết làm sao để sống trên thế giới này nữa. Sau khi đã vào vũ trụ nguyên thủy, không biết tôi có quên gì khác không? Chắc không. Tôi nghĩ tất cả có vậy thôi.
Tôi không viết nhiều, chỉ một chút thôi. Vì biết rồi nên tôi không viết nhiều. Hơn nữa, khi được truyền xuống, rất nhiều thông điệp bị mất đi. Nhiều thông điệp bị mất. Tôi đã cố gắng hết sức, không phải lúc nào cũng nhớ hết được. Thậm chí truyền từ cảnh giới Atula xuống đầu óc cũng rất khó mà nhớ hết. Dạ, sư phụ. Thành ra với những gì mà quý vị có, hãy cảm thấy là may mắn lắm rồi. Dạ, rất may mắn, chúng con rất biết ơn ạ. May là tôi còn nhớ được nhiều. Và bây giờ, điều quan trọng nhất đối với tôi là đi xem lại mọi cảnh giới. Những cảnh giới huy hoàng, xinh đẹp, cho nên tôi tiếp tục việc đó. Dạ, sư phụ. Vì có rất nhiều phẩm chất, rất nhiều thứ trên đó, tôi không thể diễn tả được, cho dù có nhớ đi nữa. Khác hẳn với đây. Không có gì liên hệ hết. Ngoài trừ có thể nói là họ tử tế. Và một số chúng ta tử tế. Họ đạo đức, một số chúng ta đạo đức. Nhưng đạo đức của họ và đạo đức của chúng ta, trời ơi, như ta nói rồi, giống như so sánh mặt trời với ánh nến vậy đó. Trời ơi. Họ thậm chí không nghĩ rằng họ đạo đức. Họ chỉ là vậy thôi, hiểu ý cho không? Dạ, sư phụ. Phải, nó như vậy đó, nó như vậy đó. Cho nên quý vị có thể tìm tất cả phẩm chất khẳng định được mô tả trong tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ nào trên địa cầu. Rồi quý vị có thể nghĩ tới tất cả Kori. Mỗi Kori tiêu biểu và phát ra một trong những phẩm chất khẳng định này, thì họ là như thế đó. Không phải chỉ có phát ra phẩm chất này mà họ là phẩm chất đó giống như mặt trời. Không phải chỉ chiếu sáng cho chúng ta. Mà mặt trời là như vậy, hiểu không? Từ mặt trời là như thế. Quý vị có thể tìm tất cả từ ngữ khẳng định. Tôi cũng phải làm thế đó. Tôi xem trong từ điển, trước hết tìm mọi từ ngữ khẳng định để làm cho nó lẹ. Vì đôi khi tôi hỏi họ, phải đó là, có phải ý là từ này không? Hay từ này, hay từ kia? Ôi, thật khó cho ta đánh vần. Và các Kori, tôi phải đánh vần từng tên một, mẫu từ này hay mẫu từ đó. Tôi thật sự phải đánh vần từng chữ một. Hiểu ý tôi không? Dạ, sư phụ. Bởi vì khác nhau. Phát âm cũng khác một chút. Nhưng tôi nghĩ ra cách này là hay nhất. Dùng tiếng Anh. Và một số mẫu tự Âu Lạc Việt Nam để tạo ra những chữ như vậy. Nếu không thì không thể nào viết được. Vì trước đó tôi không nghĩ tới, không biết. Có những từ không biết viết làm sao. Tôi cứ tìm trong mẫu tự tiếng Anh. Tôi nói mẫu tự này, không phải. Mẫu tự đó, không phải. Mẫu tự kia, không phải. Vậy viết thế nào đây? Không biết được. Tôi cứ tiếp tục viết, tiếp tục hỏi. Hỏi rồi phát âm. Ồ, tôi nói, từ đó tương tự từ này, tôi hỏi trong mẫu từ Âu Lạc Việt Nam thì từ đó đúng. Đó là cách tôi biết. Trước đó tôi cũng không biết. Ý nói là đầu óc không biết. Linh hồn vô thượng biết tất cả. Chỉ là khi truyền thông điệp, từ tuốt trên đó xuống tận dưới này, thì cần thời gian. Không phải vì lực lượng gửi đi không kịp, mà tại nó bị cản trở bởi tầng tầng lớp lớp của năng lượng bóng. Và đầu óc con người cũng cần thời gian để hấp thu, để phiên dịch và diễn đạt thành từ ngữ. Thậm chí một ngôn ngữ không đủ mẫu tự, cần phải hai ngôn ngữ. Giờ tôi nghĩ quý vị biết vì sao tôi dùng nhục thể Âu Lạc Việt Nam rồi hả? Dạ vâng. Đúng vậy. Một thời gian lâu sau, tôi mới nhận ra mình cần mẫu tự khác. Lúc đầu cũng rất khó. Vì tôi cứ nghĩ hoài, thậm chí một cảnh giới cũng không biết ra được. Cái được, cái không. Tôi bị kẹt ở đó một thời gian. Rồi mới nghĩ ra cách đó. Thế là được. Tương tự như 30 mẫu tự mà tôi đã chỉ cho quý vị, một số chữ tiếng Anh và một số chữ Âu Lạc Việt Nam. Vậy đó, vì một số từ ngữ Âu Lạc Việt Nam cũng có trong tiếng Anh. Chúng tôi cũng có ABC. Yeah. Chúng tôi có chữ D. Có dấu gạch ngang ở giữa. Chữ D có dấu gạch ngang ở giữa. Chúng ta có chữ D trong tiếng Anh.
và chỉ đề trong tiếng Hồi Lạc Việt Nam. Dê trong tiếng Anh chúng tôi đọc là dê, và dê có gạch ngang trong tiếng Hồi Lạc Việt Nam thì đọc là đê. Dạ, sẽ không. Nhưng không sao, họ dùng dê cũng được. Nhiều chữ tôi dùng tiếng Anh rồi, chữ gì không có trong tiếng Anh tôi mới dùng tiếng Hồi Lạc Việt Nam, chữ gì không có trong tiếng Hồi Lạc Việt Nam thì tôi dùng tiếng Anh. Vậy là làm được, vì trong tiếng Hồi Lạc Việt Nam chúng tôi có nhiều rồi, thành ra coi như 50-50. Tiếng Hồi Lạc Việt Nam không có mẫu từ F, không có mẫu từ C và G, nhưng có nhiều mẫu từ khác, kể cả những mẫu từ tôi đã nói. A, O, O, U, U, hiểu chưa? Dạ, sư phụ. Được rồi. Còn câu hỏi nào nữa không? Nếu tôi trả lời được. Thưa sư phụ, ngài luôn nói về cái đẹp trong ngôn ngữ Hồi Lạc Việt Nam. Có phải vì nó tương tự như tiếng Busu không? Không, không giống đâu. Chỉ mẫu từ thôi. Tôi không nghĩ vậy. Dạ. Có thể, có lẽ một số, có lẽ một số âm giọng. Nhưng ít ra, có lẽ vậy. Có thể mẫu từ một số rất giống, thấy không? Tôi có thể dùng cho Busu. Nhưng không thể so sánh được, chỉ âm thanh thôi. Nghe tương tự như vậy. Dạ, sư phụ. Có lẽ tôi có ghi gì đây? Ngoài trừ mọi sự ban tặng, chắc tôi có viết gì ở đây. Ôi chào, ngay cả các vị thiên đế từ vũ trụ nguyên thủy cũng phải được thanh lọc trước khi vào lại. Dĩ nhiên nơi đây vô cùng thuần khiết, trong sạch, nhưng không mất thời gian và không phiền hà gì, chỉ bay qua cổng thanh lọc. Thế thôi. Và ban tặng nữa. Tôi rất vui khi lên được tới đây. Cả đời tôi, đó là vào ngày 8 tháng 1, đó là ước mơ cả đời tôi. Bây giờ đã đến đó rồi, tôi có thật sự muốn nghỉ ngơi và vui hưởng mãi mãi không? Thôi không, tôi nghĩ vẫn còn một số việc phải làm ở đây. Sẽ còn cần sự hiện diện của tôi nữa không? Chỉ là nhiều khi quá mệt mỏi trong thế giới thô thiển tàn nhẫn này, chứng kiến quá nhiều đau khổ ở khắp nơi. Xin lỗi, đây không phải là vũ trụ nguyên thủy. Xin lỗi, không phải. Và chỗ ở đây, tôi tự nhủ, quá kiệt sức, chậm lại, nghỉ ngơi thôi. Tôi nói nghỉ ngơi thôi. Chà, hôm nay là ngày 10. Bận rộn, mệt, nhưng hỷ lạc. Cảm ơn các vị về mọi sự giúp đỡ. Nhưng tôi phải thiền ở những nơi khác nhau để thế giới trở thành một nơi dễ sống hơn. Tôi phải thiền cho một thế giới tốt đẹp hơn. Số 11, ngày 11 và 12 tháng 1. Ước chi tôi có thể rất nhiều cảnh giới và các thứ. Những cảnh giới mà tôi đã viết ra, không chỉ viết ra ở đó, mà cũng viết ở đây nữa. Bao nhiêu điểm công đức tâm linh và bao nhiêu cảnh giới tôi đã đi qua. Ước gì tôi có thể, tôi cứ đọc xem có gì cho quý vị không nhé. Cảm ơn sư phụ. Ước gì tôi có thể tiếp tục mãi mãi. Có điều nhục thể không phải lúc nào cũng làm được. Năng lượng từ bên trong quá mạnh. Mà nghiệp chướng bên ngoài quá nặng nề, nên tôi bị áp lực giữa hai bên. Hôm nay mình phải nghỉ, ta nói vậy. Mình phải nghỉ hoặc làm việc xen kẽ, làm việc thay vào đó. Trời ơi, ngay cả tôi cũng mới biết về vũ trụ nguyên thủy gần đây thôi. Còn quý vị thì biết như thế này trong tích tắc. Tôi phải làm việc cực nhọc bấy lâu nay. Nhiều đêm không ngủ, ngày không ăn. Bao nhiêu công việc, bao nhiêu đau đớn. Đôi khi tôi viết trong nhật ký, có thể nào bớt đau không?
Ôi sư phụ, tôi nghĩ tôi có viết ở đâu đó. Tôi nói, ôi thế này tốt, nhưng chúng con xin nghiêng mình cung kính cảm tạ Ngài đã chia sẻ với chúng con thông tin quý giá này về OO Vũ trụ Nguyên Thủy. Không có chi cưng. Hôm nay quá bận, không ghi chép gì cả. 10 tiếng một ngày thật không dễ về mặt thể chất, thời gian, phải bớt thời gian làm việc lại. Rất nhiều công sức để cho mấy cậu, đó không phải cho quý vị. Như tôi bảo họ mấy mẹo vặt mà tôi đã cho biết đó, gia sư phụ, tiết kiệm giấy này kia. Rồi họ viết thư cho tôi, ôi chúng con rất vui được giúp, giúp cứu địa cầu. Nên tôi nói, trời ơi, ngã chấp quá. Tôi nói, mấy cậu chẳng giúp gì đâu, chỉ giảm bớt nghiệp chướng của mấy cậu và chất độc cho địa cầu thôi. Xin đừng quá tự hào. Vì vậy, tôi mới nói ở đây, rất nhiều công sức để cho mấy cậu đó hiểu. Những gì tốt cho môi trường là tốt cho họ. Dạ vâng. Họ thật sự không hiểu. Ta nói quý vị chỉ giảm bớt sự ô nhiễm của mình thôi, đâu có mang lại gì cho địa cầu. Ngay cả thiền còn không đủ để trả cho những gì quý vị dùng ở đây. Cho nên hãy tinh tấn hơn. Nếu thiền tốt, quý vị có thể nói như là quý vị đền đáp ân huệ của địa cầu bằng cách gia trì với từ trường tốt của mình. Nhưng nếu thiền không đủ, thì trả nợ cho rác rến của mình. Trên địa cầu còn khó kia. Dạ vâng. Có lẽ điều đó cũng là để cho quý vị suy ngẫm, cho người khác suy ngẫm. Mình không thật sự giúp địa cầu đâu, mà chỉ giảm bớt ô nhiễm và nghiệp quả của mình thôi. Hiểu không? Dạ hiểu. Nếu dùng bất cứ gì trên địa cầu, chúng ta phải biết ơn. Chúng cần cho sự sinh tồn để chúng ta có thể tiếp tục thiền, hầu giúp chính mình, gia đình mình và có lẽ địa cầu. Ít ra là vậy, tối thiểu là thiền nhiều hơn, mang lại giá trị cho thế giới. Hiểu không? Dạ hiểu, sư phụ. Ngày 14, với con người, họ chỉ là mình ngộp thở. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều, rất nhiều khi tôi được sống một mình và sắp xếp cho lối sống đơn giản hơn. Mỗi ngày ăn một bữa rất rất tốt, phòng tắm nhỏ tốt hơn, lớp vòi sen với nước nóng, chỗ nhỏ, chặt, nhưng tựa như thiên đàng. Đỡ phải lau dọn, nhiều thời gian thiền hơn, thật sự không có gì cho quý vị. Chắc có gì ở đây. Ôi, cái giá phải trả để tôi trở lại vũ trụ nguyên thủy. Rất nhiều dấu chấm than và đủ mọi đau khổ qua nhiều cách khác nhau. Tôi không thể nói là tôi thích xuống đây rồi về lại, đi tới đi lui. Chào ơi, thảo nào không ai muốn xuống, chỉ có tôi thôi. Đời sống vật chất quá đòi hỏi, quá nhiều rắc rối. Và bây giờ không biết cái nào là cái nào nữa thì thôi, tôi cứ đọc cho tới khi có gì đó rồi quý vị chọn cái gì quý vị cần nhé. Phần còn lại có thể không cần. Các vị thiên đế trên OU vũ trụ nguyên thủy, ta gọi là thiên đế. Các vị thiên đế OU phải mang tôi về nhà trong dấu ngoặc đơn để tôn sùng và thương yêu. Họ nghĩ tôi đau khổ quá nhiều ở đây trên địa cầu rồi. Cảm ơn rất nhiều, thương chư vị. Bio tu, chư vị tôi thương. Cảm ơn tất cả thiên đế nguyên thủy và các chúng sinh khác đã giúp đỡ, bảo vệ. Quá nhiều gánh nặng trong cảnh giới vật chất này. Khi trở lại, tôi cảm thấy rất nặng nề. Thật ra, tất cả hội đồng không muốn tôi trở lại vũ trụ bóng nữa, dù là cảnh giới cao trong vũ trụ bóng, huống chi là địa cầu này, vì họ thấy tôi đau khổ quá nhiều. Họ muốn tôi ở trên đó vĩnh viễn, ở luôn. Họ không muốn tôi trở lại đây nữa. Nhưng tôi nói tôi muốn tiếp tục lưu lại một thời gian nữa. Bởi vì mặc dù vũ trụ bóng này không thật, nhưng những đau đớn, buồn phiền
mà muôn loài nơi đây phải chịu là có thật. Đôi khi đây là số 21, ngày thứ 21. Những phẩm chất tương tự. Tôi thấy một số cảnh giới mới, nhưng một số trong đó có phẩm chất tương tự. Đôi khi nhục thể cảm thấy khó mà lo hết được, trở ngại thời gian, không gian, trở ngại thân thể, vân vân và vân vân. Dù tôi thương chó nhưng họ cũng khiến tôi phải làm việc. Hôm đó tôi làm rất nhiều, vì có nhiều cảnh giới mà không có thời gian, nên khi làm xong tôi vui quá, tôi nói tuyệt vời, hoàn tất việc nghiên cứu, ghi chép quá nhiều tên dồn dập của những vùng đã đi qua, một công việc công phu. Quý vị đâu muốn biết mấy điều này, phải không? Chúng con muốn thôi, sư phụ. Muốn hả? Đó là mấy chuyện bên trong của tôi. Tôi viết nhiều lắm. Dạ, nghe hay quá. Chúng con thích nghe, sư phụ. Thích à? Hay hả? Dạ, sư phụ. Mấy chuyện riêng tư mà. Nhưng không sao. Không hại gì. Tôi không đọc về ban tặng. Không cần. Cứ đọc còn một thứ hoài. Ngày 23, đã qua 11 Kori mới. Mãi mãi biết ơn. 18.000 tỷ mới. Nhiều hơn 18 mới. 3.000 tỷ điểm công đức tâm linh. Ngày thứ 23, tôi tự làm dụng cụ để quán âm trong lúc nằm. Để tôi có thể làm đúng cách trong khi còn thức. Bởi vì nếu không nằm trên giường, thì tôi không kết nối được với những vùng Kori đó. Nếu nằm thì không quán âm đúng cách được. Cho nên tôi chế ra, tôi để hai bộ chân ghế, bàn đặc biệt, bàn nhỏ, xếp lại với nhau thành cái ghế để quán âm cho đúng. Khi nằm ngã một nửa trên giường, để tôi có thể vừa có điểm kết nối, vừa quán âm cùng một lúc, tôi viết xuống, vui, thật là vui. Đó là ngày 24 tháng 1. Đại khái vậy nhé. Mỗi ngày, tôi ghi ra bao nhiêu Kori đã đi qua, bao nhiêu điểm công đức tâm linh tôi có. Vì mấy điều này quan trọng, tôi phải biết mọi thứ khác. Không có gì nhiều để biết. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã chia sẻ nhật ký. Không có gì cưng. Việc so sánh mẫu tự không khó như tôi tưởng. Chỉ lúc đầu khi tôi không biết rằng nên kết hợp tiếng Hồn Lạc Việt Nam với mẫu tự tiếng Anh. Tên mọi cảnh giới đều có ý nghĩa, nhưng không dịch được vì không có ý nghĩa tương đương ở đây. Dạ, sư phụ. Đầu óc tôi không thể hiểu hết tầm vĩ đại của nó, của vũ trụ nguyên thủy. Tôi phải thú nhận như vậy. Dạ, sư phụ. Hiện tại cũng đã khó cho tôi hiểu về vũ trụ nguyên thủy rồi. Ý nói hiểu thì có hiểu, nhưng mang nó xuống trong ngôn ngữ này là chuyện hoàn toàn khác. Vũ trụ nguyên thủy có những thứ tương đồng với chúng ta, nhưng ở tầm cỡ hoàn toàn khác biệt, tầm vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của mình. Nhưng ít ra cũng có gì đó tương tự để so sánh một số khía cạnh, không phải tất cả. Có lẽ có khoảng như có thể so sánh trên dưới 20%. Những gì trên đó với địa cầu này, tôi chỉ có thể mang xuống khoảng trên dưới 20%. Những gì tôi có thể diễn tả hoặc so sánh trong ngôn ngữ chúng ta, tối đa 20%. Những gì Ngài chia sẻ hôm nay đã là phong phú và nhiều lắm ạ. Đối với đầu óc suy ngẫm nhỏ bé của con người, cho nên thật tuyệt vời. Cảm ơn sư phụ. Ngay lúc này tôi mới ở Kori thứ 600 mấy của vũ trụ nguyên thủy. Tôi rất hào hứng học ngôn ngữ này, nhưng dù sao cũng không có thời giờ để học và không biết học để làm gì. Nói chuyện với ai đây trên địa cầu này?
Có điều, chấn động lực nó rất tuyệt vời, tôi thích lắm. Cảm thấy sung sướng, dễ chịu, vậy thôi. Nhưng không biết có thời giờ để học không, với đủ thứ đòi hỏi nơi tôi. Ý nói là học lại. Dù có học được, cũng không biết đầu óc có nhớ nổi không. Nếu không nói mỗi ngày, làm sao mà nhớ được, giống như không nói tiếng Anh mỗi ngày, thì mình hay quên. Dạ, sư phụ. Phải không? Thưa sư phụ, chúng con xin cảm ơn Ngài rất nhiều đã trả lời tất cả câu hỏi của chúng con và cho biết thông tin quý báu như vậy. Chúng con biết điều này mất rất nhiều thời giờ, sức lực quý báu của Ngài. Chúng con vô cùng biết ơn điều đó. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Và cũng xin cảm ơn sư phụ ban cho chúng con một năm mới và Tết Nguyên Đán vô cùng đặc biệt. Nhân dịp này, chúng con xin hát dâng Ngài một ca khúc mừng năm mới, nếu sư phụ cho phép. Chúng con sáng tác lời ca với nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Đài Hàn, tiếng Lạc Việt Nam và tiếng Pháp. Còn tiếng Bưu Sư thì sao? Dạ, chúng con mong ước lắm. Được rồi, nói được thôi, cưng. Tôi làm việc này cũng vì tôi thương quý vị. Chúng con hết sức trân quý, thưa sư phụ, cảm ơn Ngài. Tôi nói chuyện với quý vị vì tôi thương quý vị, Paiotu. Quý vị tôi thương, Paiotu. Tôi nói hoài với quý vị để khỏi quên. Tôi thương quý vị bởi vì tôi thương quý vị và cũng cảm kích những gì quý vị làm, cho nên đây là để bày tỏ lòng cảm kích. Cũng như tình thương của tôi, thương qua hành động, cảm kích qua hành động. Thưa sư phụ, chúng con cung kính đội ơn tình thương đó. Cảm ơn Ngài rất nhiều, nhưng quý vị cũng hy sinh rất nhiều để ở đó và làm những việc mà quý vị làm, là băng hình đưa lên Internet và phiên dịch, ghi chép lại. Rất nhiều việc tôi cảm kích điều đó. Nhân danh thế giới bóng này, tôi cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Rồi, hát ca khúc của quý vị bằng tiếng Phu Su đi. Chúng con hy vọng sư phụ bài hát có tựa là Chúc mừng sư phụ kính yêu. Được, nâng ly chúc mừng. Loving Master, we're so happy to be with you. Here's a toast to a new beginning, a peaceful veg world soon coming. Veg world soon coming. 新年好呀, 新年好呀, 祝贺师父, 新年好。 교수님의 사랑 속에 우리 기분 넘쳐요. Cette année est pour l'éternité, Maître, merci de nous guider. Thank you for guiding us. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Cảm ơn. Quý vị thật tử tế, thật dễ thương. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hay lắm. Cảm ơn sư phụ. Nhìn nghèo quen quá, như là ôi em yêu dấu, gì đó hả? Quý vị tưởng tôi không biết. Nghĩ đến sư phụ thôi cũng khiến mỗi ngày là một năm mới may mắn cho chúng con. Ồ, thật hả? Tuyệt vời. Nghe rất vui. Rất vui khi biết rằng ít nhất nhục thể của tôi cũng làm người nào đó vui như quý vị vậy. Dạ, sư phụ. Còn gì nữa không? Vậy thôi hả? Sư phụ kính yêu nhất, tim cô tu kính yêu. Chúng con xin nói với Ngài. Piotr, sư phụ. Không, không phải Piotr. Pai. O2. Pai O2. Pai O2, sư phụ.
Có nghĩa là quý vị tôi thương. Được. File to. Tôi thương quý vị. File to sư phụ. À. Chúc mừng các năm mới. Chúc mừng năm mới sư phụ. Cảm ơn quý vị về tất cả. Cảm ơn quý vị. Thưa sư phụ, chúng con thật sự không muốn chào tạm biệt, nhưng chúng con biết rằng không bao giờ đủ khi ở bên Ngài. Tình thương sư phụ làm chúng con thăng hoa. Chúng con biết đây sẽ là một năm mới tốt lành cho tất cả những ai đang dõi theo. Chúng con xin cảm tạ tình thương, trí huệ của Ngài và tất cả phép lạ về hòa bình và lòng từ bi mà Ngài mang xuống địa cầu. Còn hơn là giấc mơ trở thành sự thật nữa sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Cảm ơn sư phụ. Chúng con thương sư phụ. Xin chúc tất cả các thế giới, muôn loài trên địa cầu mọi điều tốt đẹp nhất và ngày càng luôn tốt đẹp hơn, hòa bình, yêu thương và hòa hợp với nhau hơn. Cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn tất cả thiên đàng giúp đỡ chúng ta. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Nhân danh địa cầu. Chúng tôi xin cảm ơn chư vị. Quý vị phải cảm ơn tất cả thiên đàng. Mặc dù tôi ở đây, tôi làm việc, nhưng họ giúp rất nhiều. Dạ, sư phụ. Không có sự giúp đỡ của họ, chắc tôi cũng bị nhận chìm dưới đây rồi. Bị nhận chìm. Thôi nhé, cưng. Tôi phải đi làm việc của tôi. Và thiền nữa. Dạ, sư phụ. Chúc riêng từng cá nhân quý vị mọi điều tốt đẹp nhất. Và Phai Tu. Tôi thương quý vị. Phai Tu sư phụ. Chúng con thương sư phụ.